Chương 1754 Thần Ma Lưu, nhất niệm trấn thiên hạ Nguồn Mê truyện audio.com Mã Tào, Minh Ca Muốn Dê Dê Mã Đức, cái này tờ mờ giờ ai đỉnh được à? Dùng thần mộc sắc chịu đựng được sao? Khiên cái kê nhi, cái kia huyết nguyên thập tổ nửa phút là có thể đánh xuyên qua thần mộc sắc được không? Vậy tiến công A, à? phòng thủ tốt nhất chính là tiến công Mười phát luyện ngục chân võ quyền trước dây mười cái huyết nguyên thập tổ Còn lại huyết khôi không phải là một đám kinh nghiệm bọc sao? có đạo lý, Minh Ca, mau ra quyền A, đến cái Minh Ca 10 quyền, một quyền một cái huyết nguyên thập tổ tiểu bằng hữu. Mã Đức, tuy là cái này chiến thuật rất hợp lý, nhưng vì sao cảm giác tốt lao A? 2. Liều mạng tranh đấu, ngươi đạp mã còn ghét bỏ không đủ soái Ngươi có độc, ngươi thật sự có độc. Người chơi cùng diễn đàn thủy hữu nhóm đồng thời dơ lên dưa hấu, vừa ăn, một bên dồn dập thảo luận. Nhưng rất nhanh, người chơi cùng diễn đàn thủy hữu nhóm, còn có xích đế nhất tộc lão tổ sẽ cùng lúc mộng ép, bởi vì Hạ Nhất Minh cũng không có rất lao ra quyền liên đả, cũng không có toàn lực phòng ngự, ngược lại vẫn không nhúc nhích, tùy ý cái kia vô tận huyết khôi đại quân vây quanh tới. Cái này liền làm cho tất cả mọi người đều xem không hiểu. Minh ca đây là muốn làm gì? Muốn không hay dùng thần một sắc phòng ngự, muốn không hay dùng luyện một sắc tiến công. Trừ cái đó ra, còn có thể làm gì? Tổng sẽ không. Minh. Có mới tinh trang bức thủ đoạn chứ? Không thể nào, không thể nào, không thể nào, nhưng rất nhanh, hạ nhất minh liền lần nữa lại lên tiếng vẫn là không thấy xích đế nhất tộc lão tổ cùng vô tận huyết khôi đại quân nhìn về phía phát sóng trực tiếp màn ảnh các vị đệ tử nếu quả như thật tao ngộ rồi cùng loại như vậy tuyệt cảnh lúc ở thần một sắc cùng luyện ngục sắc đều không đủ lấy nghịch chuyển cục diện lúc vậy sử dụng loại thứ ba lực lượng thần ma sắc theo hạ nhất minh một tiếng nói nhỏ mới tin loại thứ ba tư thái đột nhiên bạo phát chỉ thấy hạ nhất minh trên người Thành đế trường sinh thể cùng luyện một chân ma thể lưỡng chủng tư thái đồng thời xuất hiện, lập tức. Hoàng Mỹ dung hợp. Thân trường bào màu xanh, sáu cái một trường hợp thành trường sinh trận, mà hạ nhất minh thân thể lại là hiện lên ước chừng 96 nói ma ngân, màu đỏ thảm mạch lạc dường như văn lộ một bên trải rộng toàn thân. Hạ nhất minh đồng tử, một thanh một khắc hồng. Cái này tư thái, mới là hạ nhất minh chân chính mạnh nhất tư thái. Thần ma đồng thể, thần ma biến. Thần ma sắc. Thần ma lưu, nhất niệm trấn thiên hạ. Hạ Minh nhẹ nhàng mở miệng, sau một khắc, thần ma sắc chi lực hóa thành quét ngang vạn dặm sóng gần trong nháy mắt bộc phát ra. Rầm rầm rầm. Cái này thần ma sắc chi lực là thứ thiệt siêu việt cái thời đại này lực lượng, thậm chí có thể nói là cùng tương lai thời đại thần ma nữ đế hầu như giống nhau lực lượng. Thần ma sắc lớn nhất quy năng cũng không phải phòng ngự hoặc là tiến công, mà là cao duy áp chế. Bởi vì này nhưng là tập hợp trường sinh cùng luyện ngục hai vị nhân vật vô địch huyết mạch cùng truyền thừa lực lượng dung hợp vì vô địch tiên đế uy áp đã đủ trấn áp một cái hàng xa thế giới. Như vậy, làm hai vị nhân vật vô địch dung hợp đâu? Thần ma sắc sống gần quét ngang vạn dặm, chỗ đi qua, những thứ kia huyết khôi, bất kể là cường đại vô biên thập giai độ kiếp cảnh huyết nguyên thập tổ, vẫn là thông thường bát giai huyết khôi, toàn bộ trong nháy mắt này dừng lại, nguyên bản từ tiên huyết ngưng tụ mà thành thân thể, lúc này toàn bộ dường như khối băng một dạng đông lại giống nhau. Răng rắc răng rắc răng rắc. Sau đó kèm theo vô số thanh thúy dễ nghe tiếng vỡ vụn, đồng thời vỡ nát ra xích đế nhất tộc lão tổ sau cùng con bài chưa lật, có thể so với đại đế cấp bậc lực lượng, cái kia vô tận huyết khôi đại quân, chỉ là trong nháy mắt. Liên toàn diệt. Vỡ nát thành vô số huyết sắc tinh thể, những thứ này huyết sắc tinh thể chậm rãi hòa tan, lại hóa thành vô số sương mù màu máu. Nhưng mà so với xích đế nhất tộc lão tổ càng rung động, cũng là lần thứ 8 tập thể tạc nồi người chơi cùng diễn đàn thủy hữu. Ngoa tao. Ngoa tao. Ngoa tao. tao. Mọi người chỉ có thể đồng thời kinh hô cái này quen thuộc hai chữ. Thần ma sắc hắn rốt cuộc đã tới. Thần một sắc, luyện mục sắc, thần ma sắc, cơ mơ nờ. Cậu trù hoạch cái này đã không gọi vô sĩ, quả thực. Thật là bỗng bỗng đâu. Mà tao, ta hiểu ta hiểu, thần một sắc chủ phòng ngự, đi xe tăng lộ tuyến. Luyện mục sắc chủ tiến công, đi giờ phê sờ lưu, thần ma sắc chủ trang bức, đi trang bức lộ tuyến, hợp lý, quá hợp lý. Mã Đức, cậu trù hoạch vang cầu ngươi làm người A. Tam sắc khí phách cư nhiên có thể thăng cấp thành cái này dạng. Ta đạp mã chính là chịu phục đạo lý ta đều hiểu, ta liền hỏi thần ma sắc ở đâu học. Ngươi hát gia sao? Thần ma sắc khẳng định học không được, đây là từ lúc sinh ra đã mang theo lực lượng, chỉ có giống như ta vậy trời sinh cụ bị vương bá chi khí đẹp trai phong cách tồn tại mới có thể sở hữu, ngươi cái hát gia còn muốn học. Nằm mộng đi thôi. Liền ngươi cái này tính tình. 83 nói ma ngân tiểu cây kê, kê còn thổi một len sợi A, à, ngươi quên một giờ phía trước bị đà đà chân lau mặt thảm thống quá khứ sao mang thai. Mã Đức, ngươi đạp mã có thể hay không đừng nói đà đà vậy ngươi quên ngày hôm qua ngươi bị rung bờ thăm hải vương hoa đèn hoa mà chết thống khổ quá khứ sao? Cam ngươi ca. Người chơi cùng diễn đàn thủy hữu nhóm toàn bộ đều nổ, mọi người đều ở đây điên cùng thảo luận loại thứ ba lực lượng, thần ma sắc. Đồng thời đã có không ít người chơi đưa ra người chơi phải như thế nào trưởng khống thần ma sắc, thậm chí còn có người đã mở tô thiết khai thần ma sắc đặc biệt tu ban. Còn có cái gì chiêu số? Nếu là không có. Các ngươi xích đế nhất tộc cũng nên vĩnh viễn tiêu thất. Hạ Nhất Minh từ trên trời giáng xuống, rơi vào xích đế nhất tộc lão tổ trước mặt, lên tiếng lần nữa nói rằng. Vẫn là như vậy phong khinh vân đạm, dường như đây cũng không phải là một hồi liều mạng tranh đấu, mà là nghiêng về một phía treo lên đánh. Chương 1755 Cửu giai khống trận, lòng gỗ thế giới Nguồn Mê truyện audio com Phát thông Xích đế nhất tộc lão tổ trực tiếp quỳ trên đất, trận to hai mắt, quả thực không thể nào hiểu được. Đây là cái gì lực lượng? Đây là thế nào kinh khủng lực lượng? vì sao chính mình độ kiếp kỳ, thậm chí đều xem không hiểu chuyện gì xảy ra. Giờ khắc này chính mình, liền như cùng năm đó vừa mới bắt đầu tu luyện, còn là một tiểu tiểu linh mạch kỳ cặn bã lúc nhìn lên trong tộc những độ kiếp đó đại năng một dạng. Giờ khắc này Hạ Nhất Minh, là như thế nào nghiền nát chính mình tuyệt sát sau cùng, cũng là xích đế nhất tộc sau cùng con bài chưa lật vô tận huyết Phật đại quân. Xích đế nhất tộc lão tổ hoàn toàn không minh bạch, cũng xem không hiểu, càng không cách nào lý giải. Thế nhưng xích đế nhất tộc lão tổ rất nhanh thì làm ra lựa chọn chính xác nhất xích đế nhất tộc nghe lệnh khởi động truyền tống trận trốn nhưng xích đế nhất tộc lão tổ hít sâu một khẩu khí đột nhiên phát sinh sau cùng tiếng gào thét cơ hồ là trong nháy mắt xích đế nhất tộc trong khu nhà vô số không gian ba động hiện lên hàng loạt truyền tống quan mang nhất tề bộc phát ra xích đế nhất tộc lão tổ đã biết chính mình thua thua một cách thảm hại thậm chí ngay cả tại sao thua đều không biết nhưng xích đế nhất tộc không thể diệt không 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 hạ minh hắn một cái người cường thịnh trở lại xích đế nhất tộc nhiều như vậy tộc nhân đồng thời truyền tống chạy trốn phân tán chạy trốn luôn luôn một bộ phận tộc nhân có thể còn sống sót mặc kệ trải qua bao nhiêu tuế nguyệt ngàn năm cũng tốt vạn năm cũng được một ngày nào đó xích đế nhất tộc hậu nhân biết lần thứ hai cuộc khởi sau đó dết trở lại máu này hải tinh tìm hạ nhất minh báo thù rửa hận thấy như vậy một màn người chơi cùng diễn đàn thủy hữu đều sôi trào xích đế nhất tộc tộc nhân thấy thế nào cũng phải có mấy cái mấy triệu đồng thời truyền tống phân tán chạy trốn cái này nờ làm sao phòng được a à? ngoạ tàu phân tán chạy trốn mã đức cái này đồng thời mở truyền tống cùng nhau chạy trốn căn bản vô giải được không làm sao bây giờ minh ca coi như từng cái đuổi theo vết cũng vết không tới a à? ngươi hát gia sao minh ca trực tiếp mở thiên hỏa phân thân đi lên một ngàn vạn cái phân thân đuổi theo vết không được sao các ngươi a à, quá hát gia, cái này rõ ràng cho thấy cậu bày kế sáo lộ minh ca phỏng chừng tối đa có thể vết phân nữa còn lại xích đế nhất tộc Dương Nghiệt tuyên bố cái nhiệm vụ, lưu cho chúng ta người chơi soát A. Gì? Còn có thể như vậy sao? Bất quá, Minh Ca sẽ như vậy hát ra để cho chạy nhiều địch nhân như vậy Dương Nghiệt sao? Tại sao ta cảm giác không giống Minh Ca tác phong A? Người chơi cùng diễn đàn thủy hữu nhóm đều là dồn dập nghị luận, càng là khắc khẩu bắt đầu hạ nhất Minh rốt cuộc là sẽ thả đi phân nữa, vẫn sẽ không tiếc bất cứ giá nào toàn bộ giết. Phân tán truyền tống chạy trốn sao? Quả nhiên cùng ta nghĩ giống nhau. Nhưng mà, Hạ Nhất Minh bình tĩnh mở miệng, lập tức chậm rãi giơ lên một ngón tay. Thần Mộc Lưu. Cửu giai khống trận, lòng gỗ thế giới. Theo Hạ Nhất Minh tiếng nói nhỏ, đã sớm bố trí cùng chuẩn bị xong cửu giai đại trận, âm ầm bạo phát. Phối hợp vô tận một động chi lực, trực tiếp hóa thành phong sát toàn bộ huyết hải tinh khủng bố lòng gỗ đại trận, đem trọn cái huyết hải tinh trực tiếp phong tỏa. Toàn bộ huyết hải tinh không gian cùng toàn bộ đều bị phong sát trong đó. Thiên trừ phi xích đế nhất tộc sở hữu thập giai trở lên truyền tống trận mới có thể xuyên qua hạ nhất minh phong sát trận chạy ra sinh nhưng đó là không thể thập giai trận pháp sư tồn tại đã có thể so với đại đế mà chưa đế coi như không chết cũng không phải thập giai trận pháp sư xích đế nhất tộc thì càng không có khả năng sở hữu thập giai trận pháp sư chuyện gì xảy ra truyền tống thất bại không gian bị phong tỏa đây là cái gì trận pháp không có khả năng cửu giai đại trận làm sao có khả năng phong sát một cái tinh thần cái này, đây rốt cuộc là trận pháp gì? Kèm theo xích đế nhất tộc tộc thông minh vô số hoảng sợ gọi ầm ĩ, xích đế nhất tộc lão tổ trong nháy mắt mặt như màu đất. Ngươi, nhưng còn là một cửu giai trận pháp sư. Xích đế nhất tộc lão tổ chiến nguyên nguy hỏi. Trước mắt hạ nhất minh, tuổi thọ của hắn thấy thế nào đều chẳng qua ngàn năm. Hắn vì sao có thể sở hữu nhiều như vậy khủng bố vô biên con bài chưa lật cùng tuyệt kỹ, vậy liền coi là. Hắn còn là một cái cửu giai trận pháp sư. Bác giai phân thần cảnh, làm sao có khả năng trở thành cửu giai trận pháp sư? Hơn nữa cơ mờ nờ trận pháp này tuy là đích thật là cửu giai trận pháp, nhưng cửu giai trận pháp có thể phong sát một viên tinh thần. Xích đế nhất tộc lão tổ ở xa xôi tuế nguyệt phía trước, cũng chỉ gặp qua một vị sở hữu có thể phong sát một viên tinh thần chi lực trận pháp sư, thế nhưng người ấy, nhưng là chuyên tu trận đạo tồn tại, là thứ thiệt thập giai trận pháp sư. Cũng là một vị thứ thiệt chuyên tu trận đạo đại đế. Trước mắt hạ nhất minh mới, chỉ có bác giai phân thần cảnh, liền làm đến nơi này một điểm đây tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không khả năng. Trừ phi, đây là trận đạo bổ nguyên khí tức. Không có khả năng. Thời đại này, không có nhân tộc có thể trưởng khống trận đạo bổ nguyên. Xích đế nhất tộc lão tổ rất nhanh thì từ trên người hạ nhất minh đã nhận ra chân tướng. Bác giai tu vi, chỉ có thể thi triển bác giai trận pháp. Đây là cái này thần ma tháp thời đại không đổi pháp tắc. Nhưng trước mắt hạ nhất minh cũng rất tự nhiên phá vỡ lẽ thường. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì trước mắt hạ nhất minh, hắn, nắm trong tay trận đạo bổ nguyên. Đây là đan thần ma tháp cổ xưa trên tấm bia đá ghi lại, liền rất nhiều tiên đế đều không thể trưởng khống lực lượng. Nhưng là hạ nhất minh, lại nắm trong tay. Hơn nữa thi triển viên chuyển như ý, thành thạo tự nhiên. Thật giống như tới liền giống nhau. Chương 1756 Người nói bản tông chủ, không cách nào kéo dài. Nguồn Mê truyện audio.com Xích đế nhất tộc tộc nhân, không gian bị phong tỏa, không có nghĩa là hẳn phải chết trốn đi che giấu hơi thở cái này cửu giai đại trận hắn lấy bát giai phân thần cảnh thực lực cường hành phát động tất nhiên không cách nào kéo dài chỉ cần chịu đựng đến trận pháp tiêu tán xích đế nhất tộc lão tổ lần thứ hai truyền âm cho xích đế nhất tộc nếu truyền tống không đi ra vậy trốn đi xích đế nhất tộc lão tổ cũng không tin hạ nhất minh mới chỉ có bác giai phân thần cảnh tu vi mạnh mẽ thôi động uy lực này hầu như tiếp trận thập giai cửu giai trận pháp có thể chống đỡ bao lâu một nén nhang vẫn là một canh giờ chỉ cần thời gian vừa đến, trận pháp tiêu tán, như vậy xích đế nhất tộc sinh lộ đã tới rồi. Hạ Nhất Minh lúc này tiến nhập thần ma biến tư thái, xích đế nhất tộc lão tổ cái kia bí thuật truyền âm, Hạ Nhất Minh chỉ cần một cái động niệm là có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Thần ma sắc uy năng, Hạ Nhất Minh bây giờ cũng chỉ là mới vừa thi triển ra một góc băng sơn mà thôi, bên ngoài ẩn núp sâu không thấy đáy tiềm năng, coi như tốn hao trăm vạn năm cũng không nhất định có thể toàn bộ đào móc hoàn tất. Dù sao, đây chính là trường sinh cùng luyện ngục hai đại nhân vật vô địch huyết mạch chi lực dung hợp ngươi nói bản tông chủ, không cách nào kéo dài. Hạ nhất minh không nhịn cười được. Cửu giai khốn trận, lòng gỗ thế giới. Tam trọng hiện. Hạ nhất minh tâm niệm vừa động, giơ tay lên, lại bổ hai trọng cửu giai trận pháp. Toàn bộ hành trình dường như hô hấp một dạng tự nhiên, hơn nữa không cần sớm chuẩn bị, không cần ngâm sướng, cũng không cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, thậm chí chuẩn bị không ít trận khí. Tâm chi sở hướng, trận pháp tự thành. Cũng chính là cái gọi là nhất niệm thành trận. Cái này, chính là trưởng khống trận đạo bổn nguyên đáng sợ. Toàn bộ trận đạo chân đế cùng lý niệm, ở hạ nhất minh trong lòng, toàn bộ dường như hô hấp một dạng tự nhiên, dường như từ nhỏ chính là thân thể mình một bộ phận. Còn như tiêu hao, không tồn tại. Ba, Tam trọng cửu giai trận pháp. Xích đế nhất tộc lão tổ người đều ngu. Nhưng hạ nhất minh lời kế tiếp, lại làm cho xích đế nhất tộc lão tổ càng thêm tuyệt vọng. Chỉ cần ta không phải chủ động triệt hồi cái này tam trọng trận pháp, cái này tam trọng trận pháp sẽ không tiêu hao ta bất luận cái gì lực lượng, tự nhiên mà vậy, có thể tồn tại vạn năm. Ngươi nói bản tông chủ không chống đỡ được bao lâu. Ngươi đối với thần Mộc lưu, quả thực hoàn toàn không biết gì cả. Hạ nhất Minh Vân Đạm Phong khinh mở miệng nói. Xích đế nhất tộc lão tổ lý niệm bên trong một động là cần tiêu hao người thi triển tu vi, càng là cường đại, tỉ như cửu giai trận pháp loại này, tiêu hao lại càng lớn cái lý này niệm, đối với một dạng trận pháp sư mà nói, là chính xác nhưng hạ nhất minh thi triển trận pháp vì số lượng chi nguyên cũng không phải là bình thường chi lực mà là thành đế trường sinh thể lực lượng là nhất chính thống đến từ trường sinh tiên đế lực lượng trường sinh hai chữ đại biểu cho ý nghĩa như thế nào xích đế nhất tộc lão tổ là cả đời cũng không thể hiểu thần một lưu sáng tạo một động vật cho dù người thi triển đều ở ra rắm rồi cũng có khả năng tồn tại hơn nữa tồn tại cực kỳ dài lâu tuế nguyệt có thể là ngàn năm cũng có thể là vạn năm thậm chí càng thêm lâu dài đây cũng là hạ nhất minh triệt để trưởng khống thanh đế trường sinh thể phản tổ chi lực đi sau phát hiện. Xích đế nhất tộc dương nghiệt, liền giao cho các ngươi hai cái giải quyết rồi. Một cái, không muốn buông tha. Đi thôi. Lúc này, hạ nhất minh vung tay lên. Hai bóng người sẽ cùng lúc hiện lên. Chính là Gamma Beta người chơi ma trí bác Itachi, cùng Delta Beta người chơi thánh quang Atta. Ta tới kích sát, người tới hấp huyết. Vậy đi Itachi Bên trên ma trí bác Itachi cùng thánh quan ác tha lẫn nhau nhìn thoáng qua, lập tức liền nhất tệ động rồi. Rất lâu rất lâu, ta, không có toàn lực bạo phát. Ma trí bác Itachi khóe miệng một phát, chậm rãi lúc xoay người, trên người, đã hiện lên ước chừng 90 nói ma ngân. E rằng Senju Madara theo lục phi ca, huyết kiếm được 88 nói ma ngân, hoành áp Delta Beta thời đại. Nhưng không có ý tứ, ta ma trí bác Itachi, đi theo là so với lục phi ca đẹp trai hơn cạn phong cách Minh ca A, trên người có cái 90 nói ma ngân, cũng là rất hợp lý chứ. Hơn nữa Minh Ca nếu giao phó Delta Beta người chơi thánh quan ác tha huyết mạch thiên khí, như vậy, thuận tay cho mình một cái tăng mạnh, cũng là rất tự nhiên chứ. Tuy là ta đã thân cư phía sau màn, đem ma mà tu đệ nhất nhân chi vị nhường cho Senju Madara. Nhưng bây giờ, ngẫu nhiên để cho ta giả bộ một ly, cũng là có thể chứ. Cảm thụ một chút, hoàn toàn mới tiến hóa lực lượng A. Luyện ngục ma luân nhãn. Ma trí bác Itachi trước nhắm hai mắt lại, lần thứ hai mở lúc, một đôi luyện ngục ma luân nhãn, đột nhiên mở. 88 nói ma ngân, thêm lên luyện ngục chân ma thể phản tổ sau đó, mới có thể mở mắt luyện ngục ma luân nhãn, ma trí bác Itachi trưởng không thành thạo mà tự nhiên, bất quá, ma trí bác Itachi đi lộ tuyến, lại cùng Senju Madara hoàn toàn khác biệt. Luyện Sano Thiên hỏa kiếm Theo ma trí bác Itachi một tiếng nói nhỏ, nhất tôn khổng lồ vô biên thân ảnh liền chậm rãi hiện lên. Từ vô cùng cường đại luyện ngục chân ma thể trực tiếp ngưng tụ mà thành thân thể, bất kể là uy năng, vẫn là cường độ, đều vượt xa thiên hỏa. Nhưng cùng lúc, thiên hỏa chi lực áp súc ngưng tụ, mượn thiên hỏa mang ngục tâm viêm trưởng khống loại thứ ba lực lượng, hình thái biến hóa chi lực, hóa thành thứ thiệt thiên hỏa kiếm. Cái này chính là ma trí bát Itachi hoàn toàn mới chi lực, luyện Sano. Nhưng cái này còn không để yên. Nhất tôn như vậy luyện Sano cường đại tới đâu, cũng bất quá là sở hữu có thể cùng cửu giai đối kháng lực lượng mà thôi. Thực lực như vậy, làm sao xứng với ở lại Minh Ca bên người ba người một trong? Sở dĩ sau một khắc, Ma trí bác Itachi lên tiếng lần nữa, vận dụng hạ nhất minh tự tay giao phó chính mình chí cường chi lực chi. Chương 1757 Ngươi thật đúng là tin. Ngươi hát gia sao? Nguồn Mê truyện audio.com Vạn trọng cổ ma chi lực Trăm tầng thân Luyện Sano, trăm tầng hiện Theo Ma trí bác dùng tiếng nói nhỏ, sau một khắc, cầm trong tay thiên hỏa kiếm 10.000 thước khổng lồ luyện tộc có thể tử, trong hô hấp, liền trực tiếp tách ra ra khỏi ước chừng 100 tôn mỗi một vị thực lực đều cùng ban sơ luyện Sano giống nhau như đúc, mấy ngày liền hỏa kiếm uy năng đều giống nhau. Cái này chính là vạn trọng cổ ma lực lượng. Không sai. Epsilon Beta thời đại mới ra cổ ma trong đại điện, cổ ma nhóm trưởng khống tuyệt kỹ, tuy là hiện nay không có mấy cái người chơi tình bắt đầu, nhưng đối với Hạ Nhất Minh mà nói, không phải là một cái động niệm vấn đề. Thuần Tây mở quyền hạn, đơn độc giao phó Ma trí bác dung một cái vạn trọng cổ ma vạn tầng thân năng lực, làm sao vậy? Thân là tông chủ, chính là cái này sao tùy hứng? 90 nói ma ngân. Vạn trọng cổ ma lực lượng. Ngươi. Hạ nhất minh, ngươi tốt đê tiện, ngươi rõ ràng nói ngươi lẻ loi một mình mà đến. Xích đế nhất tộc lão tổ còn chưa mở miệng, một bên nửa chết nửa sống xích đế nhất tộc tộc trưởng đương thời đã nén giận mở văn. Quá vô sĩ. Quá hèn hạ nói xong lẻ loi một mình đến đây, kết quả ngươi hắn sao cư nhiên dẫn theo hai cái giúp đỡ. Trong đó một cái trực tiếp chính là 90 nói ma ngân, còn sở hữu vạn trọng cổ ma lực lượng. Điều này thật sự là quá không cần thể diện ta nói ta một cái người, ngươi thật đúng là tin. Ngươi hát gia sao? Hạ Nhất Minh sửng sốt, lập tức ngạc nhiên nhìn về phía xích đế nhất tộc tộc trưởng đương thời. Cái này xích đế nhất tộc thảo nào biết suy nhược thành cái này đức hạnh. Chẳng những bá đạo càng rỡ, liền chỉ số IQ đều có vấn đề A, à, phốc hắc. Xích đế nhất tộc tộc trưởng đương thời sửng sốt, lập tức trực tiếp văng búng máu tươi lớn. Đúng vậy. Nhân gia là địch nhân, nói, chính mình đạp mã làm sao lại tin. Ta đạp mã. Hạ Nhất Minh, chỉ cần hôm nay ngươi có thể buông tha ta xích đế nhất tộc ta xích đế nhất tộc nguyện ý trở thành ngươi tộc nô lệ làm nô ngàn năm vạn năm thậm chí vĩnh viễn lúc này xích đế nhất tộc lão tổ lên tiếng lần nữa đã không có phía trước bá đạo cùng lớn lối thậm chí bỏ qua toàn tộc tự do cùng tương lai chỉ cầu có thể sống tạm ma trí sống dung hòa thánh quan ác tha vừa định đồng thủ nghe được xích đế nhất tộc lão tổ kinh người như vậy lời nói vì vậy dồn dập quay đầu nhìn về phía minh ca làm sao bây giờ minh ca sẽ không ở thời khắc máu chốt này tới một câu thủ hạ lưu tình chứ. Bất quá ngẫm lại xem, xích đế nhất tộc bên trong mỹ nữ khẳng định không ít. Nếu như đổi lão tử là Minh Ca, một cái nhiều nhiều mỹ nữ như vậy làm. Khụ khụ khụ. Đệ tử của ta có thể hát gia, nhưng bản tông chủ, sẽ không. Hai người các ngươi còn lo lắng cái gì? Dết. Hạ nhất Minh bình tĩnh mở miệng, lập tức vừa đồ hạ lệnh. Nhổ có phải nhổ tận gốc? Trừ ác tất vụ tẩn. Đây là hàng cổ không đổi chân lý. Chữ. Z. Là. Ô Ma trí sống tiếp xúc cùng thánh quan ác tha không do dự nữa. Hạ nhất minh. a à, a à, à. Xích đế nhất tộc lão tổ đã sớm dầu hết đèn tắt, ở bi thương xăm trong tiếng, bị ma trí bắt Itachi luyện Sano một kiếm trảm sát. À. Xích đế nhất tộc tộc trưởng đương thời, cũng là bị thánh quang ác tha một cái phi lôi thần lượng quanh phía sau, từ phía sau một kiếm đâm chết. Kế tiếp, chính là nghiêng về một phía tàn sát. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ tiếng mắng chửi, bên tai không dứt. Nhưng rất nhanh, toàn bộ, liền bình tĩnh lại. Ung ung. Hạ nhất minh thi triển thần ma sắc, xác nhận chưa bất luận cái gì một cái xích đế nhất tộc dương nghiệt tàn sống sau đó, lúc này mới thuận tay triệt bỏ tam trọng cửu giai đại trận. Đến tận đây, thần ma tháp năm tầng, đã từng đỉnh thịnh vô cùng xích đế nhất tộc, lúc đó triệt để tiêu tan thành mây khói. Nhưng hạ nhất minh lại biết, cái này, chỉ là một cái bắt đầu. Tàn sát xích đế nhất tộc, chỉ là chính mình gần đánh với đại đế nhạc dạo mà thôi. Lúc này, xem phát sóng trực tiếp người chơi cùng diễn đàn thủy hữu nhóm, đều là lớn hơn nghiện. Đây mới là Minh Ca. Cái này mới là chân chính tu luyện thế giới nhất tông chi chủ. Xuất thủ khí phách, quả quyết sát phạt, không chút nào thánh mẫu, lại càng không hát gia. Nói tàn sát, liền tàn sát. Cắt cỏ phải trừ căng, trừ ác tức vụ tẩn. Tuyệt đối sẽ không phạm cái gì thánh mẫu tâm phát tác thủ hạ lưu tình thả chạy phần tử xấu sau đó bị phần tử xấu một cái quay đầu lại đào đào chết thân nhân bằng hữu gì gì đó siêu cấp sát ít hai bút sai lầm toàn trường chiến đấu minh ca toàn bộ hành trình nghiền ép đầu tiên là thanh đế biến da giả, lại là luyện mục biến da giả, cuối cùng lại mặc vào thần ma biến da giả. liền trang bức tư thế đều liên tục biến hóa 8 lần đơn giản là trang bức giới tấm gương bức cách giới vương giả mạnh mẽ trung mạnh mẽ lại mạnh tồn tại a à, thật là thoải mái cái này phát sóng trực tiếp so với nhìn một vạn tập kịch truyền hình đều đáng nghiền minh ca quá soái rồi cái này xuất thủ chi tàn nhẫn không sai có ta năm đó ba phần phong thái Gây tẩm a, đại chiến như vậy, ta cũng muốn tham gia a. Ngươi tham gia cái chu y chu y, ngươi đi có thể làm gì? Đứng một bên kêu 666 sao? Cái này thần ma sắc ở đâu học à? Có treo lớn biết không? Ta đạp mã cuộc đời này không thể học được thần ma sắc, cái này du còn sống có ý nghĩa gì? Nghĩ rắm ăn, thần ma sắc phỏng chừng nhất định là thần ma đồng thể mới được. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi một nhân tộc, ở đâu ra ma thể? Ta ngược lại thật ra có một cái cứ điểm tử, chơi nhân tộc, lại chuyển sinh làm ma. Không phải thần ma đồng thể rồi hả? Gì? Như vậy không được, nhất định là thanh đế trường sinh 5.1 thể cùng luyện ngục chân ma thể mới được. Ngươi muốn chuyển sinh làm ma, ngươi tìm ai cho ngươi chuyển sinh? Trừ phi. Trừ phi là minh ca cho chúng ta chuyển. Ngoà tàu, đây là ám chỉ nhân tộc thực sự không đùa sao. Epsilon Beta, lại đạp mã chính là ma tộc ba thời đại sao? Vẫn luôn là ma tộc ba thời đại được không? Ngươi xem một chút gấu đại dưới trướng cái kia 8.000 hát gia. 99% đều là nhân tộc được không? Ngẫm lại vì sao? Ta cảm thấy, Epsilon Beta phía sau phỏng chừng phải ra khỏi GLC, đến cái chuyển sinh thánh điện các loại. Gì? Có thể A. Người chơi cùng diễn đàn thủy hữu nhóm đều đang sôi nổi nghị luận thời điểm, Hạ Nhất Minh lại xoay người nhìn về phía phát sóng trực tiếp màn ảnh, lần thứ hai quan ra tạc đạn nặng ký. Chương 1758 Trấn Ngục Đại Đế Tên Nguồn Mê Truyện Audio.com chỉ thấy hạ nhất minh lúc này vẫn như cũ vẫn duy trì thần ma biến tư thái đẹp trai phong cách thanh tú nghịch thiên mở miệng trong tiếng đã có nhất tông chi chủ bá đạo lại mang một loại nho nhã quân tử khiêm tốn chỉ là thanh âm đàm thoại chợt nghe không ít xem phát sóng trực tiếp diễn đàn thủy hữu thoải mái một nhóm nhưng hạ nhất minh sau đó nói lời nói lại trực tiếp chấn động mọi người các vị đệ tử nơi đây chính là thần ma tháp năm tầng cửu giai khắp nơi trên đất thập giai như mây nhưng thần ma tháp 5 tầng bá chủ thực sự, là những xưng bá đó nhất phương đại đế. Ngày hôm nay, ta hạ nhất minh tuy là tàn sát xích đế nhất tộc, nhưng xích đế nhất tộc chung quy chỉ là một cái mất đi đại đế, suy nhược vô số tuế nguyệt yếu tiểu thế lực mà thôi. Bọn họ ở thần ma tháp 5 tầng, chỉ có thể nút ở máu này hải tinh, kéo dài hơi tàn. Nhưng kế tiếp bản tông phải đối mặt đối thủ, cũng là thứ thiệt đại đế. Cùng bây giờ như mặt trời ban trưa đại đế thế lực, cũng chính là trấn ngục đại đế. Trấn Ngục Đại Đế 31 chiếm đoạt thần ma tháp 5 tầng, tên là Minh Thổ một chỗ đặc thù chi địa. Nơi đó dường như địa ngục, mà Trấn Ngục Đại Đế chính là tọa trấn địa ngục này tối cường tồn tại. Trấn Ngục Đại Đế dưới trướng có thập điện điện chủ, mỗi một vị đều là thực lực có thể so với độ kiếp cảnh đỉnh tiên đại năng cường giả. Trong đó yếu nhất đều có hợp đạo tộc cùng thực lực. Bản tông chủ đã từng đánh chết che chở Diêm Ma lão tổ một vị phân thần cảnh cường giả Âu Dương Hắc. Mà hắn chỉ là Trấn Ngục Đại Đế dưới trướng để thập điện điện chủ chuyển luân vương dưới trướng một thành viên mà thôi. Chuyển luân vương chỉ là vừa mới thăng cấp thập điện điện chủ tân nhân, nhưng ở vạn năm phía trước cũng đã là hợp đạo đỉnh phong, thậm chí và mấy vị thập giai độ kiếp đánh một trận đại hoạch toàn thắng có thể vượt cấp mà chiến thiên tài. Mà thập điện điện chủ vẫn chỉ là trấn ngục đại đế trên mặt nội chiến lực, âm thầm càng cường đại tồn tại, quả thực nhiều không kể xiết. Đáng sợ hơn là trấn ngục đại đế còn có giúp đỡ, một ngày khai chiến, bản tông có lẽ phải đối mặt chính là hai vị đại đế, các vị các đệ tử cái này chính là thần ma tháp đệ năm tầng cũng bị khen là cường giả thế giới địa ngục của người yếu nhưng bản tông chủ sẽ không sợ sệt càng sẽ không tránh lui bản tông chủ chỉ biết đi tới bản tông chủ sẽ ở đây thần ma tháp đệ năm tầng chờ các ngươi chờ ta minh hoàng tông tinh nhuệ nhất ưu tú nhất tối xuất khí các ngươi đánh xuyên qua thần ma tháp tầng thứ tư đi tới nơi này đệ năm tầng cùng bản tông chủ kề vai chiến đấu cùng nhau quyết chiến đại đế các vị các đệ tử bản tông Hạ Nhất Minh, ở nơi này chờ các ngươi. Không gặp không về. Hạ Nhất Minh mỗi chữ mỗi câu, hùng hồn kích thường nói rằng. Sở hữu người chơi cùng diễn đàn thủy hữu ở ngắn ngủi vắng vẻ sau đó, liền toàn bộ lần thứ 9 tạt qua. Nhất là cái kia không thấy không tiêu tan bốn chữ, một cái giấy lên không ít lão niên người chơi cùng lão niên thủy hữu hoài cựu ký ức. Ta đạp mã, mã đức, nhanh, lão tử đập sở hữu gửi ngân hàng, ngày hôm nay lão tử liền muốn điên cùng nạp tiền một bả. Thu điểm cống hiến, vô hạn thu, có bao nhiêu thu bấy nhiêu. Uy, hư huyễn đại ca sao? Ta muốn đặt hàng 10 vạn món bát giai thiên khí, có thể chứ? Tại hạ nạp tiền tứ thiên vương lygam, viêm tệ không là vấn đề. Các huynh đệ, Minh Ca đều lên tiếng, cái này đạp mã còn có thể nhẫn. Cùng lão tử xong. A à, à à, Minh Ca quá xoái rồi, không được, nhân gia phải tạm thời buông nhịn tiệm trà, nhân gia cũng muốn đi thần ma tháp đệ năm tầng tìm Minh Ca ca. Lão nương biết chơi trò chơi này, chính là hướng về phía Minh Ca xoái mà đến. Minh ca ca chịu đựng, lão nương tới ngay. Trong hô hấp, mặc kệ năm người chơi nhóm sôi trào, vẫn cá mặn vô cùng nữ người chơi nhóm cũng tạc qua. Nhưng kế tiếp, Hạ Nhất Minh lại độ quan ra cái thứ hai tạc đạn nặng ký, làm cho sở hữu người chơi cùng diễn đàn thủy hữu nhóm lần thứ 10 tạc nồi. Bản tông yêu cầu tốt nhất, cũng sẽ giao phó các vị đệ tử tốt nhất. Nhưng trước tiên, cung nghênh thiên hỏa tiền bối, thành công tiến giai cửu giai. Hạ Nhất Minh bỗng nhiên hướng về phát sóng trực tiếp màn ảnh, cung kính hành lễ mở miệng đến. Ngoa tào trên quảng trường sở hữu người chơi sửng sốt lập tức nhất tề quay người lại oanh chỉ thấy minh hoàng tông quảng trường nhất phương thiên hỏa trên thánh đàn trực tiếp bộc phát ra vạn tầng vô tận chi viêm sau một khắc một ông lão một bước mà ra liền đi ra khỏi thiên hỏa thánh đàn cả người tắm hùng hùng vô tận thiên hỏa chi lực cửu giai thiên hỏa chi lực chính là ở hạ nhất minh bên này tàn sát xích đế nhất tộc sau đó mượn bất hủ đế viêm đạo lực lượng trợ giúp thiên hỏa mang một tâm viêm hoàn thành đột phá sau cùng trợ công hô bản viêm rốt cuộc 337 bước vào cửu giai. Thiên hỏa ma ngục tâm viêm có chút cảm khái nói nhỏ. Bởi vì sở hữu người chơi đều thu được hạ nhất minh ban cho bất hủ để viêm đạo hỏa chủng chi lực, sở dĩ, người chơi nhóm có thể tự nhiên triệu hoán thiên hỏa ma ngục tâm viêm lực lượng phát uy. Mà đồng thời, thiên hỏa ma ngục tâm viêm cũng có thể vô hạn hấp thu người chơi nhóm lấy thiên hỏa chi lực kích sát lúc lấy được trọng lượng lực lượng, vô hạn trợ giúp chính mình mạnh mẽ. Mà Epsilon Beta mới mở, vạn ma giới bên trong, không lẳng lơ bắt đầu thu một nửa 500 ngàn làm công đoàn người chơi liền đoàn diệt ba cái chân ma nhất tộc. Kế tiếp, người chơi nhóm leo tháp đi trước thần ma tháp tầng thứ tư, cùng cày phó bản, thêm lên bên trong tháp trắc thí cùng soát cửu giai bốt, thêm lên hiện tại hạ nhất minh cố ý an bài Machiha Itachi dùng thiên hỏa kiếm đi kích sát xích đế nhất tộc. Rốt cuộc có thể dùng thiên hỏa ma ngục tâm viêm thành công đột phá, bước vào cửu giai. Cửu giai thiên hỏa ma ngục tâm viêm là minh hoàng tông vị thứ nhất thứ thiệt cửu giai tồn tại nhưng cửu giai thiên hỏa kinh khủng nhất địa phương lại không phải thiên hỏa ma ngục tâm viêm tự thân chiến lực mà là bước vào cửu giai liền đại biểu cho đã từng hoành áp toàn bộ server thiên hỏa lưu đem lần thứ hai cuộc khởi chương 1759 nói vốn là lửa nguồn mê truyện audio com cửu giai cùng bát giai lực lượng vậy hoàn toàn không phải một cái tầng thứ đồ cửu giai thiên hỏa đối ứng nhưng là 96 nói ma ngân hoặc là nhân tộc hợp đạo đại năng cảnh giới a mà thiên hỏa ở bước vào cửu giai sau đó cách thập giai cực hạn đế viêm cũng chỉ thiếu kém một cái đại vị cấp một ngày trở thành đế viêm đó chính là chân chính ngang nhau đại đế tồn tại minh hoàng tông đệ tử bọn họ thật sự là hung tàn thiên hỏa ma ngục tâm viêm lúc này trong lòng nhìn không được lần thứ hai cảm khái nói nguyên bản thiên hỏa ma ngục tâm viêm tính ra chính mình bước vào bát giai sau đó nếu muốn bước vào cửu giai bình thường mà nói cho dù có mười vạn minh hoàng tông đệ tử cũng ít nhất cần mấy nghìn năm, mà cái này tốc độ, đã sắp đến kinh khủng. Nếu là lúc trước thiên hỏa ma ngục tâm viêm, cửu giai đó là nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng, làm hạ nhất minh mở ra lần thứ năm đệ tử chiêu mộ, trăm vạn ngũ đại đệ tử bước vào tông môn sau đó, thiên hỏa ma ngục tâm viêm toàn bộ viêm đô mộng ép. Cơ những thứ này ngũ đại đệ tử kinh khủng như vậy sao? Liền thời gian một tháng cũng chưa tới, liền hoàn thành chính mình nguyên bản tính ra cần mấy nghìn năm kích sát số lượng bọn họ chẳng lẽ mỗi ngày ngồi xổm vạn ma giới một ngày kích sát mấy trăm ngàn thậm chí hơn triệu cường địch thậm chí cũng không tu luyện không làm gì khác chuyện sao lại có tu sĩ có thể điên cuồng như vậy nhưng rất nhanh thiên hỏa ma ngục tâm viêm liền không đi cuốn quyết những thứ kia thiên hỏa ba 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 xuất quan ngao ngao gào khóc thiên hỏa gia gia a a a thiên hỏa đại ba ba a à, tà tám mươi ba nói ma ngân bị người khi dễ thật thê thảm a à. thiên hỏa ba ba cầu tăng mạnh a à, cầu tăng mạnh a à. Thiên hỏa gia gia, cứu vớt ta đây cái nguyên anh tiểu yếu kê a, à, nguyên anh không nhân quyền a a a chứng kiến thiên hỏa ma ngục tâm viêm, trên quảng trường vô số người chơi trong nháy mắt liền nổ, từng cái dồn dập gào khóc đứng lên, nhìn lấy trăm vạn khả ái bọn nhỏ, thiên hỏa ma ngục tâm viêm toàn bộ viêm đô cảm giác giấy lên tới, bao nhiêu khả ái bọn nhỏ a, à, mà bây giờ những thứ này khả ái bọn nhỏ ở chờ đợi cùng với chính mình, vậy còn do dự cái gì? Bản viêm, ma ngục tâm viêm, bước vào cửu giai sau đó rốt cuộc nắm trong tay loại thứ tư lực lượng. Nói, vốn là lửa. Thiên hỏa ma ngục tâm viêm ung dung mở miệng, thật sự nói nói. Trong nháy mắt sở hữu vô cùng kích động người chơi đều mộng ép. Ta đạp mã. Cái quỷ gì? Bốn chữ này làm sao nghe được quen thuộc như vậy, quen thuộc đến trong ốc của mình trong nháy mắt cũng nhớ tới một cái lão kê nhi tiện qua qua tồn tại. Cái này đi ra, thật là thiên hỏa ba ba sao? Sẽ không. Không sẽ là cái kia gây tẩm phiên bản gia gia, cái kia đã từng cùng Mị ca tranh đoạt toàn bộ server tối cường tiện qua qua bảo tọa nam nhân sau khi trở về ngụy trang chứ mã đức thật là có khả năng này a à, bản viêm bước vào cửu giai sau đó rốt cuộc nắm trong tay cái này loại thứ tư lực lượng nói vốn là lửa lực lượng hiện tại liền giao phó các vị các con thiên hỏa đạo ấn thiên hỏa ma ngục tâm viêm vung tay lên nhất thời trăm vạn thiên hỏa chi lực hóa thành một cái thiên hỏa phù văn từ trên trời giáng xuống trong hô hấp liền rơi vào mỗi cái trên quảng trường người chơi trên người nhất thời mỗi một cái người chơi đều kích động nhìn rơi vào trên người mình hóa thành một cái thiên hỏa ấn nhớ cảnh tượng kỳ dị bản viêm loại thứ tư lực lượng nói vốn là lửa có thể giao phó các ngươi như thường chuyển hóa lực lượng ở các ngươi cần thời điểm bản viêm thiên hỏa chi lực có thể chuyển hóa thành các ngươi cần thiên lôi chi lực các ngươi cần ma khí chi lực các ngươi cần bất luận cái gì thuộc tính lực lượng thậm chí là lực lượng dù cho các ngươi chỉ có nguyên anh cảnh tu vi mượn này đạo vốn là viêm chi lực có thể ngắn ngủi đem thiên hỏa chi lực chuyển hóa thành tu vi, có thể dùng các ngươi lâm thời đột phá cấp bậc, sở hữu hóa thần cảnh chiến lực. Cũng chính là Pháp Tắc nói, thiên hỏa đạo lực lượng. Thiên hỏa ma ngục tâm viêm mang theo tuyệt đối khí phách mở miệng nói. Ngoà tao. Ngoà tao. Ngoà tao. Trong nháy mắt, sở hữu người chơi đều kinh hãi. Nhưng lúc này mừng như điên nhất, cũng là Delta Beta cùng Epsilon Beta nhân tộc người chơi. Mụ ư thiên hỏa ba ba nói cái gì? Lặp lại lần nữa, thiên hỏa ba loại thứ tư lực lượng dĩ nhiên có thể trực tiếp để cho mình ngắn ngủi tự nguyên anh bước vào hóa thần cảnh sở hữu pháp tắc nói thiên hỏa đạo lực lượng tuy là chỉ có thể ngắn sở hữu hơn nửa bản chất mà nói thuộc về mượn đường lực lượng nhưng này thì như thế nào từ kết quả xem chính mình chỉ cần có thể sở hữu thất giai hóa thần cảnh lực lượng liền được Quản hắn có phải hay không mượn thấu thấu a thiên hỏa ba ba thiên hỏa ba ba thiên hỏa ba ba vô địch thiên hỏa ba ba gia trâu thiên hỏa ba ba soái phong cách. Thiên hỏa ba ba ta muốn cho ngươi sinh hỏa hậu tử. Xin. Ở đây vô số Delta Beta cùng Epsilon Beta nhân tộc người chơi từng cái đều kích động mừng như điên. Dù sao cùng với cố gắng thế nào, đều không thể đột phá hóa thần, không bằng mượn trước trợ thiên hỏa ba lực lượng bước vào hóa thần cảnh, trước giờ thể nghiệm một cái hóa thần cảnh thực lực. Nhưng là có số ít người chơi, lại là yên lặng siết chặt nắm tay. Cho dù thể đồng lứa tử nguyên anh kỳ, ta cũng sẽ không mượn ngoại lực ta nhất định phải dựa vào chính mình lực lượng thành tựu vô thường kiếm đạo. E rằng, là thời điểm, thử xem cái kia. Delta Beta người chơi tan vỡ thái hư thần âm thầm nắm chặt nắm tay, lập tức xoay người rời đi. Không thành kiếm đạo độc tôn, thà rằng cả đời không vào hóa thần. Cái này, chính là tan vỡ thái hư thần chấp nhất. Chương 1760 Cái thứ hai phân thần cảnh người chơi Nguồn Mê truyện audio.com Liên tại không ít delta beta cùng epsilon beta người chơi chuẩn bị hiện tại liền thử xem thiên hỏa đạo lực lượng thời điểm phát sóng trực tiếp trong hình hạ nhất minh lên tiếng lần nữa minh hoàng tông vị thứ hai có thể so với thiên hỏa tồn tại ngươi cũng nên xuất hiện hạ nhất minh cái này không giải thích được một câu nói làm cho vô số người chơi nghe vẻ mặt mộng bức cái quỷ gì minh hoàng tông còn có cái thứ hai thiên hỏa nhưng sau một khắc tại thiên hỏa thánh đàn sát vách cách đó không xa vạn trượng kim sắc lôi đình ầm ầm bạo phát Thiên Lôi Thánh Đạn, rầm rầm rầm. Từng cổ một hùng hồn vô biên khí tức, trực tiếp hoành áp toàn trường, không ít người chơi, nhất là phía trước đã biết Đại Viêm tối cường hỏa pháp đột phá thành công người chơi, toàn bộ đều chấn kinh rồi. Phân thần cảnh. Lại là phân thần cảnh. Vạn Trượng Kim Sắc Lôi Đình bên trong, chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh, toàn thân bạo phát ra bát giai phân thần cảnh khí tức kinh khủng, là kế Alpha Test đại lão, Đại Viêm tối cường hỏa pháp sau đó, toàn bộ server vị thứ hai bước vào phân thần cảnh năm nhân đi, Thần Vương Ngải Ní Đường. Bác giai phân thần cảnh hùng hồn khí tức 807, nhưng là toàn thân bộc phát ra thiên lôi chi lực, cũng là thứ thiệt. Cửu giai thiên lôi. Hơn nữa cái này thiên lôi khí tức, rất tin tường. Chính là 400 người ký ức trong thế giới, anh đào quỷ long thiên lôi chi lực. Cảm ơn ngươi, hùng ca. Không có ngươi đơn soát 100 lần anh đào quỷ long, bản thần vương, liền không khả năng nhanh như vậy đột phá đến bác giai phân thần cảnh, còn trưởng khống cái này cửu giai thiên lôi chi lực. Cảm ơn ngươi, hùng ca, ngươi là ta vĩnh viễn đại ca. Bất quá cái này Epsilon Beta thời đại, đem là ta thiên lôi chảy thời đại. Thần vương ngải ní đường khóe miệng một phát, đột nhiên giơ tay lên. Xuất hiện đi. Ta phân thần. Anh lôi chi long. Thần vương ngải ní đường vung tay lên, sau một khắc, nhất tôn 10 vạn mét dài, không có cánh chim vân quốc độc hữu chân long hình thái lôi đình chi long, đột nhiên hiện lên. Chỉ là vị này lôi đình chi long long thủ cùng anh đạo quỷ long hầu như giống nhau như đúc. Ngao 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 anh lôi chi long một tiếng long ngâm nhất thời trong vòng ngàn dặm vô số lạc lôi ầm ầm hạ xuống quét sạch tứ phương đại địa chính là 400 người ký ức thế giới cuối cùng tồn tại anh đào quỷ long độc hữu tuyệt kỹ bây giờ cũng rất tự nhiên trở thành thần vương ngải ní đường phân thần anh lôi chi long tuyệt kỹ ngoa tao ngoa tao ngoa tao sở hữu người chơi đều kinh hãi mụ ư thần vương ngải ní đường cư nhiên đột phá phân thần cảnh không nói phân thần cư nhiên đẹp trai như vậy nổ tung còn đạp mã trực tiếp chính là cửu giai cấp thiên lôi. Đây cũng quá quỷ xé a. À. Trong hô hấp, Minh Hoàng Tông trên quảng trường, bên trái là cửu giai thiên hỏa ma ngục tâm viêm, vô tận thiên hỏa chi lực âm âm bạo phát, bên phải lại là gamma beta đại lão thần vương ngải ní đường, phía sau thổ 10.000 thước khổng lồ anh lôi chi long chiếm giữ bầu trời. Mà lúc này, phát sóng trực tiếp trong hình lần thứ hai truyền ra hạ nhất minh thanh âm. Các vị đệ tử, bây giờ, thiên hỏa ma ngục tâm viêm tiền bối đột phá cửu giai, mà tam đại đệ tử thần vương ngải mí đường lại là thuận lợi đột phá phân thần cảnh chưởng khống cửu giai thiên lôi chi lực sở dĩ cường hóa thánh điện đem chính thức giải tỏa mỗi một tầng lần thứ chín cường hóa công năng theo hạ nhất minh lên tiếng lần nữa không ít người chơi hơi sững sờ lập tức liền toàn bộ sôi trào ngoa tao rốt cuộc có thể chính mẹ ư điều này đại biểu nạp tiền lưu phải tiếp tục cuộc khởi sao chúng ta quỷ thần lưu tám đạo quỷ văn cũng đã hầu như vô địch hiện tại chính đạo quỷ văn chẳng phải là vô địch bên trong vô địch. Thiên hỏa lưu, thiên hỏa lưu đồng thời bạo phát, lại phối hợp chính đạo quỷ văn quỷ thần lưu, ngạch tích thiên. Lão tử đã giấy lên tới. Có nhiều như vậy siêu cường phần mềm HGLC đúng lúc, Minh ca, chờ ta. Các huynh đệ, Minh ca GLC cường hóa bản vá đều soát mặt, đây nếu là vẫn không thể giết đến thần ma tháp 5 tầng, lão tử còn chơi một chùi y tại chỗ người chơi nhóm đều là kích động nổ tung, bọn chúng đều là xoa tay, chuẩn bị trước hảo hảo cường hóa một lớp, sau đó trực tiếp vô song cắt cỏ thần ma tháp 5 tầng. Các vị đệ tử, thần ma tháp 4 tầng, đường gian nan, cắt trở trùng điệp. Cho dù thu được mới tinh lực lượng, cũng không cần sơ xuất. Các ngươi nhất định phải tập kết ở bản tông chủ dụng tâm chọn lựa 4 vị phó tông chủ dưới trướng, tập hợp mọi người lực lượng, cùng nhau đi tới. Tinh thần. Người tâm tư kín đáo, còn có hùng tài đại lược bản tông chủ tin tưởng, ngươi nhất định có thể tổ kiến ra tối cường đại đoàn đội, mang theo tinh thần điện đám người giết xuyên thần ma tháp 4 tầng. Suy đi Vegeta. Ngươi e rằng có toàn bộ server thâm hậu nhất ngũ trảo kim long huyết mạch chi lực, cũng sở hữu nhiều đoạn biến thân cường đại thủ đoạn. Nhưng không nên quên, ngươi chân chính tối cường đại địa phương, là ngươi rất đúng giới hạn truy cầu. Ngươi lực lượng, vĩnh vô chỉ cảnh, cực hạn bên trên lại cực hạn, truy cầu bất tận cường đại, mới là ngươi chân chính lực lượng. Không lẳng lơ bắt đầu thua phân nữa đã từng, ngươi là liền đà đà đều đánh không lại nhỏ yếu ngươi. Nhưng bây giờ, ngươi đã là bản tông phó tông chủ một trong, ngươi dưới trướng, càng là tập kết bản tông tối cường đại quân đoàn. Nếu như ngươi không tin thông kỹ xảo, vậy buông tha kỹ xảo. Dùng thuần túy lực lượng, nhất lực hàng thập hội, đi nghiền ép toàn bộ liền có thể. Gấu đại. Ngươi. Hạ Nhất Minh nói tinh thần ba người thời điểm, rất tự nhiên cùng lưu loát, nhưng nói đến hùng đại thời điểm, đó là thật thể một cái. Nói như thế nào? muốn thế nào nói gấu đại? Cho dù là hạ nhất minh, đều thể như vậy một cái. Chương 1761 Bản tông chủ ở nơi này, chờ các ngươi. Nguồn Mê truyện audio com Nhưng rất nhanh, hạ nhất minh liền lần nữa lại mạnh mẽ lên tiếng. Gấu thái, e rằng, ngươi được xưng hô vi bản tông tối cường hát gia. E rằng, vô số người không thể hiểu ngươi. E rằng ngươi không có tinh thần như vậy hùng tại đại lục, không có Speedy vegeta như vậy chấp nhất không có không lẳng lơ như vậy thực lực tuyệt đối nhưng ngươi phải nhớ kỹ kiên trì làm chính ngươi chiến tộc không bao giờ sợ hãi cái này mới thật sự là ngươi hạ nhất minh chậm rãi nói xong hít sâu một khẩu khí ân à, cuối cùng là thuận lợi nói xong minh ca yên tâm ta tinh thần nhất định sẽ mang theo đại gia vượt qua vô tận tinh không xuyên qua tinh không cửa đạt đến thần ma tháp năm tầng tinh thần cả người đều kích động càng là vung tay hô to nhìn, Minh Ca đợi một cái cứ điểm tên, chính là chính mình. Đây là Minh Ca đều xem trọng chính mình, chính là Epsilon Beta thời đại dẫn dắt toàn bộ server A. Truy cầu cực hạn sao? Truyền siêu bên trên, còn có thể đột phá. Suy đi Vegeta lại là cúi đầu rơi vào trầm tư. Trước khi đến thần ma tháp 5 tầng phía trước, xem ra, ta phải lại đi tìm ngốc nghếch sư phụ một lần. Không lẳng lơ bắt đầu thua phân nửa cúi đầu, nhìn một chút chính mình 94 nói ma ngân ma khu, trong lòng hơi động. Thấu kích thấu, chiến hùng tộc, không bao giờ sợ hãi. Đấu thái mang theo 8.000 chiến hùng tộc người chơi, trước đứng dậy non thấu một trận gọi, lập tức dồn dập tiếp tục một bên tắm một bên hối. Phát sóng trực tiếp cũng không có kết thúc, Hạ Nhất Minh cuối cùng lên tiếng lần nữa. Bản tông chủ tin tưởng, các ngươi nhất định có thể tới đến cái này để năm tầng. Bản tông chủ ở nơi này, chờ các ngươi. Hạ Nhất Minh lộ ra một vẻ sâu đậm chờ đợi thân tình, nhìn lấy phát sóng trực tiếp màn ảnh, chậm rãi nói rằng. Lập tức phát sóng trực tiếp hình ảnh chậm rãi lạp thăng, từng bước cho thấy thần ma tháp năm tầng mênh mông thế giới lập tức phát sóng trực tiếp kết thúc nhưng sở hữu người chơi thậm chí diễn đàn thủy hữu nhóm đều đốt lên Ma tàu tập hợp ở bốn vị phó tông chủ tọa hạ cam xem ra kiểm tra tử không thể lại cá mặn hãy tìm một vị đại lão gia nhập vào a không hổ là minh ca gấu như thế hắc gia gia hỏa đều có thể thổi như vậy nhiệt huyết cùng phiến tình thanh tú quá thanh tú thu điểm cống hiến vô hạn thu mã đức như tử đi trước tới một lớp thêm chính lại nói Hoa tắc, mau nhìn, ta thật ngắn đột phá đến thất giai hóa thần cảnh Tốt cường đại lực lượng A, cái này, chính là thiên hỏa đạo lực lượng sao Quá mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ Giai thiên hỏa, dĩ nhiên như vậy khủng bố Nhanh, chúng ta khe mái chèo chảy các huynh đệ Xong, Enni đường ba thiên lôi, chỉ có chúng ta mái chèo khe lưu có thể khe Epsilon Beta thời đại, đem là chúng ta khe mái chèo chảy Đã từng ta chỉ là một nguyên anh cảnh tiểu cây kê, kê, nhưng bây giờ, chỉ cần có thể thuần thuộc trưởng khống cái này cửu dai thiên hỏa chi lực ha hả, cửu dai bốt thì như thế nào? Chiếu tra. Epsilon Beta thời đại, đem là chúng ta hoàn toàn mới đảng sinh thiên lôi chảy thời đại. Dự định ha 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 ha. Trên quảng trường, vô số người chơi đều ở đây hưng phấn mừng như điên, mà không thiếu Delta Beta cùng Epsilon Beta manh mới, đã biến hóa nhanh chóng, dồn dập bộc phát ra thất giai hóa thần cảnh khí tức cùng lực lượng, hùng hồn thiên hỏa đạo chi lực, quét sạch tứ phương, hơn nữa còn là thứ thiệt cửu giai thiên hỏa cấp lực lượng. Tại chỗ có người chơi nhóm mừng như điên thời điểm, một đám thân ảnh nhưng ở bên bờ giải đất tức giận cả người một mạch sĩ hy. Chính là Delta Beta yêu tộc năm người chơi nhóm. Mã Đức, cẩu trù hoạch bị điên rồi. Chính là, cẩu trù hoạch có phải hay không quên mất chúng ta yêu tộc. Ghê tởm A, lão tử tân tân khổ khổ, viễn trình mấy vạn dặm, rốt cuộc đạt được cổ ma ba ba nhóm tăng mạnh, cái này cơ mờ -E FC Beta vừa mở, 88 nói ma ngân quả thực thành điểm để. KMN, liền epsilon beta nhân tộc nguyên anh cảnh tiểu manh mới, biến hóa nhanh chóng, trực tiếp nâng tay chính là cửu giai thiên hỏa. Cái này còn chơi KMN a. À? Làm sao bây giờ a, à, tiểu tam ca? Căn cứ tính toán của ta, chúng ta nếu như đàng hoàng đánh quái thăng cấp, muốn thăng cấp đến 89 nói ma ngân, ít nhất phải hơn một tháng đâu. Ngoà tàu, hơn một tháng. Chân đều lỗ mũi được không? Yêu tộc năm người chơi bật bật thỏ cùng trêu chọc một chút hầu nhóm, một bên gặm cây cải cũ, một bên thủ sẵn trên người bò chó ăn, một bên cắn răng nghiến lợi dồn dập mắng. Epsilon Beta Open Server, kháng nghị 6 ngày, hoàn toàn là trứng dụng không có. Cấu trù hoạch căn bản không có một chút phản ứng, hoàn toàn không thấy yêu tộc 5 người chơi nhóm kháng nghị. Các vị không nên hốt khoảng. Lúc này, Delta Beta yêu tộc người chơi đường tiểu tam chậm rãi đứng dậy, bên cạnh đứng tề thiên đại thánh, còn có giả phong cùng thần hủy diệt bê rút 3 người. Nếu cấu trù hoạch không làm người, chúng ta đây cũng không cần khách khí. Các vị, nếu năm đó, chúng ta có thể viễn trình để một lần tìm được cổ ma ba ba. Như vậy hiện tại, dựa vào cái gì liền không thể viễn chinh lần thứ hai? Sẽ tìm cổ ma ba ba nạp tiền bên trên treo. Phi, là thu được cổ ma ba yêu che chở. Đường tiểu tam mỗi chữ mỗi câu, đắc ý nói. Ngoà tao. Có đạo lý A. À? Chính là, bách trù hoạch không làm người, chúng ta đạp mã ngược lại cũng không phải người, sợ cái cây búa. Ta đã học xong mới tin kêu ba tư thế. Cái này một lần nhất định có thể lần thứ hai thu được cổ ma ba chính là lên đường đi tiểu tam ca. Hiện tại thực lực chúng ta nổ tung, tuyệt đối sẽ không giống như nửa năm đó viễn chinh thảm như vậy. Yêu tộc năm người chơi nhóm tất cả giật mình, lập tức dồn dập tán thành. Vì vậy rất nhanh, yêu tộc năm người chơi nhóm liền lặng yên ly khai, bắt đầu tìm cách lần thứ hai xa. Tìm cổ ma ba ba hành trình tiểu chương 1762 ba vị tinh không thú vương nguồn mê truyện audio.com thần ma tháp 4 tầng. Một cái khổng lồ vô biên, thân ở trong tinh không màu đen nhánh Thái Dương mặt ngoài. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào cái này màu đen nhánh trên Thái Dương. Dù cho đạo thân ảnh này thực lực tuyệt đối không kém, mà cái này màu đen nhánh Thái Dương cũng không giống phổ thông Thái Dương như vậy, tản mát ra nhiệt độ kinh khủng hoặc là vô tận sôi trào dung nham sóng nhiệt. Nhưng màu đen nhánh trên Thái Dương, vô tận hát sắc dường như thủy một dạng dung nham lại chậm rãi bắt đầu khởi động tản ra khí tức cho dù là cửu giai cổ yêu đều không chịu nổi, chạm vào tức tử. Mà cái này đạo thân ảnh, chính là làm võ thánh điện cao tầng, ma long bất hối, ma tộc cùng long tộc song huyết mạch, mới có thể làm cho ma long bất hối miễn cưỡng ngăn cản cái này hắc sắc trên thái dương đó cũng không kiêu căng, lại càng kinh khủng hơn nhiệt độ cao. Ngàn võ thánh điện, ma long bất hối. Bái kiến tinh không thú vương, cửu đầu ma xà vương đại nhân. Ma long bất hối quỳ một chân trên đất, lập tức cung kính mở miệng nói. Rất nhanh, từ hắc sắc thái dương mặt ngoài, cái kia vô tận mà đáng sợ hát sắc dung nham bên trong, chậm rãi dâng lên nhất tôn khổng lồ vô biên thân ảnh. Bóng người này vừa xuất hiện, tản ra khí tức, liền cửu giai thực lực ma long bất hối, đều một trận lạnh run. Chính cái vô cùng to lớn long giác đầu rắn đầu lâu, giống như một khỏa nhỏ hơn tinh thần một dạng thân thể to lớn, quanh năm đắm chìm vào ở nơi này hát sắc mặt trời khủng bố hát sắc dung nham ở chỗ sâu trong, hấp thu hát sắc mặt trời lực lượng tới trưởng thành đáng sợ lực lượng khí tức. Thập giai đỉnh phong tồn tại, tinh không thú vương, cửu đầu ma xà vương là ngươi A Tiểu. Quấy rối bản vương ngủ say, nếu là không có cái gì chuyện trọng yếu, cũng đừng trách bản vương giết không tha. Cửu đầu ma xà vương trực tiếp đem ý niệm phóng đến rồi ma lòng bất hối trong đầu, không cần mở miệng, trực tiếp ý niệm giao lưu thành tự tin không thú vương, chính là cái này thần ma tháp bốn tầng đỉnh tim tồn tại. Là hầu như sở hữu leo tháp giả, nhìn thấy sẽ chết quái vật kinh khủng. Cho dù là ma lòng bất hối, cũng không dám trêu chọc cửu đầu ma xà vương nhân vật khủng bố như vậy. Bởi vì thập giai tộc cùng tin không thú vương, tại vị trên bậc đồng đẳng, chính là nhân tộc đại đế. Hoặc là ma tộc đích thực ma, chuyện là như này. Ma tháp bốn tầng gần nhất mới ra đời một thế lực, tên gọi là Minh Hoàng Tông, bọn họ mục tiêu chính là xưng bá toàn bộ thần ma tháp bốn tầng, đồng thời tuyên bố, muốn tàn sát sở hữu tinh không thú vương. Ma Long bất hối chậm rãi mở miệng, mang theo âm hiểm, trực tiếp điên ly khung hắc viêm mầm tông, thuận tiện khiêu khích. Ha ha ha, tìm chết gia hỏa. Năm đầu ma xà vương rất nhanh thì bị khiêu khích thành công, càng là trong nháy mắt bộc phát ra đáng sợ sát ý. Minh Hoàng Tông thực lực cực kỳ kinh người, đại năng rất nhiều. Bất quá, phiền toái nhất, hay là bọn hắn trung, tên là chiến năng tộc tồn tại. Ma Long bất hối hòa phong chuyển, lại tinh chuẩn đem cửu đầu ma xà vương mục tiêu, chuyển tới chiến hùng tộc trên người. Tuy là cửu đầu ma xà vương xác thực đáng sợ, nhưng Ma Long bất hối cũng không trông cậy vào dựa vào cửu đầu ma xà vương một cái, là có thể tàn sát toàn bộ Minh Hoàng Tông. Cái này một lần tìm đến cửu đầu ma xà vương, hạch tâm mục đích chỉ có một cái, đó chính là mượn cửu đầu ma xà vương lực lượng, trước tàn sát uy hiếp cực đại chiến hình thái tộc dù sao. Trước đây cái kia mang mũ rơm chiến hùng tộc, thật sự là quá kinh khủng. Quyền miễu sát 90 nói ma ngân, còn thánh thể hầu như đến gần vô hạn đại thành tọa sơn bá tọa hạ đệ ngũ sư đoàn trưởng. Kinh khủng nhất là, đối phương, mới, chỉ có, hóa thần cảnh tu vi, còn đạp mã chính là chiến hùng tộc một cái thật rất nhỏ tiểu bối cái này chiến hùng tộc trưởng bối, trưởng lão, lão tổ đâu. Ma lòng bất hối đó là thật sợ hãi a à, sợ dĩ, mượn tinh không thú vương cửu đầu ma xà vương lực lượng, chỉ cần có thể tàn sát chiến hùng tộc, là có thể xóa đi minh hoàng tông uy hiếp lớn nhất một trong. Chiến hùng tộc. Ha ha ha, chính là một con dung giới chi tộc, bản vương sẽ để cho bọn họ biết, ai, mới là cái này thần ma tháp tầng thứ tư bá chủ. Cửu đầu ma xà vương giữ tận nổi giận gầm lên một tiếng. Tt t Sau một khắc, từ hắc sắc trên thái dương vô tận hắc sắc dung nham bên trong, từng vị tam đầu, hoặc là sáu con khủng bố nhiều đầu cự xà quái vật, chậm rãi dâng lên, trong đó không ít, càng là tản mát ra thập giai cấp bậc khí tức kinh khủng. Ở thần ma tháp bốn tầng, tinh không thú vương, chưa bao giờ là cô lan. Cái gọi là vương, tự nhiên là một cái tộc quần đỉnh điểm xưng hô. Cửu đầu ma xà vương dưới trướng, tự nhiên có bao nhiêu đầu ma xà nhất tộc vô tận tinh không thú đại quân. Vậy toàn bộ xin nhờ cửu đầu ma xà vương đại nhân. Chỉ cần có thể tàn sát chiến hùng tộc, ngàn võ thánh điện đem đủ số dân số lượng cao tế phẩm, cam đoan cửu đầu ma xà vương đại nhân thỏa mãn. Ma Long bất hối khóe miệng một phát, lập tức cao nói rằng. Bàn xong xuôi sau đó, Ma Long bất hối lúc này mới lặng yên rời đi, mà cửu đầu Ma Xà Vương lại không phải Ma Long bất hối duy nhất con bài chưa lật. Ở một cái trong tinh không khổng lồ vô biên trong lôi vân, đồng dạng tản mát ra thập giai đỉnh phong hơi thở khủng bố lớn ảnh đột nhiên gào thét lên tiếng. Chiến hùng tộc, bọn họ chết chắc rồi. Mà ở một mảnh vô số vỡ vụn tinh thần cùng vẫn thạch trải rộng tinh không trong phế tích, nhất tôn hắc sắc cự đại chiến lan cũng là một tiếng sói tru, sau một khắc, rậm rạp chẳng chịch tinh không cùng lan nhất tộc đột nhiên hiện lên chiến hùng tộc sao rốt cuộc lại xuất hiện đáng giá sang vết ba một con mồi Hắc sắc cự đại chiến lan toàn thân tinh không thú vương uy áp quét ngang chung quanh tinh không lập tức giữ tận nói nhỏ mà cái này hai cái địa phương đều có ma lòng bất hối thân ảnh xuất hiện một cái tinh không thú vương mà lòng bất hối cảm giác không đủ bảo hiểm vì vậy quả đoán lại dẫn động hai vị tinh không thú vương cùng dưới trướng vô số quân đoàn ba vị tinh không thú vương phối hợp dưới trướng vô số tinh không thú đại quân. Cho dù chiến hùng tộc lại nghịch thiên, lão tổ cường đại tới đâu, cũng chắc chắn bị triệt để tàn sát. Nếu là có thể thuận thế, trực tiếp tàn sát toàn bộ Minh Hoàng Tông, thì tốt hơn. Chiến hùng tộc, mặc kệ các ngươi ẩn tàng rồi bao nhiêu đại năng, các ngươi đều nhất định phải thua. Ma Long bất hối khóe miệng một phát, rốt cuộc hiện lên nụ cười đắc ý. Chương 1763 Chuyển Luân Vương Nguồn Mê Truyện Audio.com thần ma tháp bốn tầng, một cái có 12 cái vần quanh vệ tinh kỳ dị tinh thần bên trên. Nơi đây, chính là thần ma tháp bốn tầng ba cái tối cường đại leo tháp giả tạo thành một trong những thế lực, đế tử đồng minh đại bản doanh. Lúc này, ở tinh thần trung tâm, xa hoa nhất trên đại điện, không phải thiếu đế tử đồng minh cường giả đều là ở chỗ này lặng lặng chờ đợi. Làm thủ, lại là đế tử đồng minh thượng vị đế tử một trong, rõ ràng ly. Mà ở rõ ràng ly trường bào lòng ngực vị trí, còn có hai chữ. Trấn ngục. Bởi vì rõ ràng ly, chính là trấn ngục đại đế dưới trướng đế tử. Rất nhanh, theo trong đại điện một chỗ quan mang lóe lên, lập tức, mấy đạo thân ảnh liền chậm rãi hiện lên. Cầm đầu thân ảnh một bước đi ra, khủng bố vô biên khí tức, liền hoành áp ra. Độ kiếp cảnh uy áp. Đây là một trung niên nhân tộc nam tử, một thân trang bị xa hoa, toàn bộ đều là thập giai thiên khí cấp bậc. Mà ở sau lưng đại khoác 31 gió bên trên, lại là có ba chữ to. Chuyển Luân Vương mà ở sau lưng đạo thân ảnh này ba bóng người, dĩ nhiên toàn bộ tản mát ra độ kiếp cảnh khí thế mênh mông. Cung nên trấn ngục đại đế dưới trướng, để thập điện điện chủ, chuyển luân vương đại nhân. Rõ ràng ly không nói hai lời, cung kính không lưng hành lễ. Mà ở rõ ràng ly sau lưng một đám cường giả cùng người đi theo hầu, lại là toàn bộ nhất tề phục sát đất, toàn bộ quỳ xuống, đầu cũng không dám ngẩng lên. Dù sao người trước mắt, nhưng là trấn ngục đại đế cực kỳ xem trọng, đặc biệt đề bạc đảm nhiệm để thập điện điện chủ tồn tại. Chuyển luân vương rõ ràng ly đế tử các hạ, không cần đa lễ. Rõ ràng ly đế tử tài hoa, đại đế đại nhân cũng là thường thường nhắc tới, đại đế đại nhân thời gian độ dài nói để cho ta chờ, các loại, điện chủ, nhiều hơn học tập rõ ràng ly đế tử. Chuyển Luân Vương khàn khang mở miệng nói. Đa tạ chuyển Luân Vương đại nhân thừa nhận. Rõ ràng ly đế tử cảm tạ nói rằng, lập tức lúc này mới lên tiếng. Không biết chuyển Luân Vương đại nhân đột nhiên giá lâm, là vì cái gì? Rõ ràng ly đế tử đến bây giờ còn là có chút không biết, vì sao chuyển Luân Vương lại đột nhiên đi tới nơi này thần ma tháp tầng thứ tư? Ha ha! Chuyển Luân Vương cười rồi, trong ánh mắt, lại lóe lên một tia sát ý, bổn điện chủ đi tới nơi này, là muốn đối phó một người. Không phải, nói cho đúng, là người này dưới trướng tông môn. Chuyển Luân Vương chậm rãi nói rằng, chẳng lẽ là... Đế tử rõ ràng Ly tự nhiên biết, cái này thần ma tháp bốn tầng gần nhất chỉ có một cái cực kỳ chói mắt tân tấn thế lực. Đó chính là Minh Hoàng Tông. Không sai, chính là hạ nhất Minh Minh Hoàng Tông. Chuyển Luân Vương gật đầu. Chuyển Luân Vương sẽ đến đến nơi đây, tự nhiên là báo thù. Dưới quyền mình, nguyên bản bị chính mình tương đương coi trọng phân thần cảnh tu vi Âu Dương Hắc, cư nhiên chết ở Hạ Nhất Minh trong tay. Tuy là trước đây là Âu Dương Hắc vì che chở Diêm Ma lão tổ một mình xuất thủ, nhưng chỉ cần là Hạ Nhất Minh chết, cái kia Hạ Nhất Minh cùng bên ngoài Minh Hoàng Tông đáng chết. Bổn điện chủ bộ hạ, giết ngươi cùng diệt ngươi toàn tông có thể, nhưng ngươi dĩ nhiên dám can đảm phản kháng, còn giết ngược bổn điện chủ bộ Hà Vậy tội đáng chết vạn lần sở dĩ chuyển luân vương cố ý mang theo ba vị độ kiếp kỳ đại năng tới đông đủ mượn nửa trợ đế tử đồng minh lực lượng tuyệt đối có thể mang minh hoàng tông một lưới bắt hết trước tàn sát hạ nhất minh minh hoàng tông làm cho hạ nhất minh bi thảm thống khổ sau đó mới phản hồi thần ma tháp năm tầng chậm rãi tìm được dấu hạ nhất minh đem tru diệt liền có thể thuận tiện cũng có thể đem hạ nhất minh có thiên hỏa ma ngục tâm viêm thu vào tay thiên hỏa ma ngục tâm viêm đại danh chuyển luân vương nếu không phải biết liền tính nếu biết được hạ lạc cái kia tự nhiên là muốn thuận tiện thu vào trong tay hoan nghênh chuyển luân vương đại nhân tại hạ chờ đợi chuyển luân vương đại nhân đã rất lâu rồi đế tử rõ ràng ly còn chưa mở miệng một thanh âm liền vang lên rõ ràng ly cùng chuyển luân vương xoay chuyển ánh mắt liền thấy một bóng người quen thuộc tư mã giới thật là không có nghĩ đến nguyên lai chuyển luân vương đại nhân cũng cùng minh hoàng tông có đại thù a tư mã giới khóe mắt lộ vẻ cười nói tư mã giới vốn là đã chuẩn bị một cái tốt kế hoạch lại hoàn toàn không nghĩ tới, dĩ nhiên đột nhiên tới một cái kinh hỷ lớn, trấn ngục đại đế dưới trướng chuyển luân vương, cương nhiên mang theo ba vị độ kiếp đại năng đến đây, cũng phải cần đối phó Minh Hoàng Tông. Đây quả thực là như hổ thêm cánh A, à, ngao. Ngươi là thiên phù đại đế đế tử, từ mã giới chứ. Chuyển luân vương hai mắt sáng lên, lập tức nói rằng là tại hạ, từ mã giới. Gặp qua chuyển luân vương đại nhân. Liên quan tới đối phó Minh Hoàng Tông sự tình, bản đế tử muốn mời chuyển luân vương đại nhân tới bản đế tử đại điện nói chuyện rõ ràng Ly Huynh cũng có thể cùng nhau đến đây. Tư mã giới khóe miệng một phát, chậm rãi nói nhỏ. 897, thần ma tháp bốn tầng, một cái vây quanh hàng tinh mười mấy lớn lớn nhỏ nhỏ tinh thần trung tâm, có một cái khổng lồ vô biên, lấy một tòa tan vỡ tinh thần cải tạo mà thành bàn đại tinh không căn cứ. Nơi đây, chính là tinh vực đế quốc đại bản doanh. Toái tinh căn cứ. Toái tinh trong căn cứ bàn bạc trong đại điện, lúc này, đang có hơn 10 đạo thân ảnh ở chỗ này tổ chức một hồi hội nghị. Cầm đầu, rõ ràng là tòa sơn bá, Minh Hoàng Tông uy hiếp sớm muộn cũng sẽ uy hiếp được Đế quốc chúng ta xưng bá thần ma tháp 4 tầng mục tiêu. Sở Dĩ, Minh Hoàng Tông nhất định phải trấn diệt. Tòa sơn bá vừa mở miệng liền quả đoán hạ sát lệnh. Tòa sơn bá, tuy là Minh Hoàng Tông bị ngươi nói rất cường đại, nhưng cái gì đó chiến hùng tộc, tùy tiện một cái hóa thần cảnh tiểu bối là có thể miễu sát dưới quyền ngươi đệ ngũ sư đoàn trưởng. Ha ha, chuyện cười này cũng không thể loạn mở à. a. Tòa sơn bá đối diện một cái khí tức chút nào không kém tọa sơn bá thân ảnh, cũng là khàn khàn lên tiếng. Chính là tinh vực đế quốc đệ tam quân đoàn quân đoàn trưởng, 98 nói ma ngân, chân ma nhất tộc cường giả, ma giảng. Chương 1764 Cái người đàn ông, muốn thế nào đối phó? Nguồn Mê truyện audio com Ha ha, lúc đó tư mã giới đế tử còn có ngàn võ thánh điện ma long bất hối huynh cũng ở ngươi có thể hỏi một chút bọn họ ta là không phải đang nói đùa tòa sơn bá lạnh trên một tiếng trực tiếp nói lần này, chu vi mấy cái thân ảnh tất cả giật mình. Tọa Sơn Bá Đại Nhân, đối phó một cái Minh Hoàng Tông, trực tiếp sử dụng chúng ta 12 cái quân đoàn toàn bộ chiến lực, cái này, có chút quá mức chứ. Lúc này, khác một cái quân đoàn trưởng cũng mở miệng hỏi. Không sai. Cái này Minh Hoàng Tông cường đại tới đâu, cho tới bây giờ, các ngươi cũng không thấy đến bất kỳ một cái cửu dai, liền trực tiếp sử dụng chúng ta 12 cái quân đoàn. Ma giảng cũng là nhìn không được phản vấn. Dù sao đề nghị của tòa Sơn Bá, thật sự là quá khoa trương tinh vực đế quốc tọa hạ cường giả vô số, còn có ước chừng hơn 70 cái khổng lồ vô biên quân đoàn, số thứ tự càng sắp xếp trước mặt quân đoàn, thực lực lại càng cường đại. Mà đề nghị của tòa Sơn Bá, một lần liền vận dụng 12 cái quân đoàn, trong đó 4 cái, còn là một con số số thứ tự quân đoàn. Mà mục tiêu, chỉ là cho tới bây giờ, liền một cái cửu giai tồn tại cũng không có xuất hiện qua tân tấn leo tháp thế lực minh hoàng tông đứa bé. Đây cũng không phải là ý lớn hiếp nhỏ, mà là tương đương với tập hợp 10 cái nghịch thiên đại năng, liên thủ quần ẩu một cái năm tuổi tiểu cái này phương pháp làm quả thật có chút khoa trương nếu như chỉ có chiến hùng tộc nhất tộc xác thực không cần sử dụng nhiều như vậy quân đoàn thế nhưng các ngươi dường như quên mất minh hoàng tông có bốn vị phó tông chủ mà chiến hùng tộc tộc trưởng hùng đạt hắn ở lửa phủ tông chỉ là đệ tứ đại đệ tử mà thôi nói cách khác chiến hùng tộc thực lực sợ rằng ở minh hoàng tông bốn vị phó tông chủ tòa hạ trong thế lực còn không phải là mạnh nhất hiểu ý tứ của ta sao Tòa sơn bá băng lãnh mở miệng, lần thứ hai nhắc nhở đến. Tòa sơn bá có thể biểu hiện càng rỡ, bá đạo, hung tàn. Nhưng Tòa sơn bá có thể trở thành là tinh vực đế quốc đệ nhị quân đoàn trưởng, dựa vào là có thể không phải chỉ là những thứ này. Ở Tòa sơn bá tòa hạ, có khổng lồ mà tỉ mỹ tình báo bộ môn, còn có cụ bị các loại tài hoa cùng năng lực ưu tú sư đoàn trưởng, những người bộ hạ này liên hợp lại, mới có thể hợp thành cực kỳ cường đại quân đoàn số 2. Lần này, chung quanh 11 cái quân đoàn trưởng, đều một cái trầm mặt cái chiến hùng tộc, giống như này khủng bố. Như vậy, nếu như còn có ba cái cùng chiến tộc không sai biệt lắm quân đoàn. Đề nghị của tòa Sơn Bá, quả thật có đạo lý riêng. Miệng. Như vậy, Minh Hoàng Tông cái vị kia thiên dê cái kia lão trụ kiên tiền bối làm sao đối phó. Lúc này, ma giảng lại độ mở 98 nói ma ngân, lại như cũ rất tự nhiên xưng hô một tiếng tiền bối. Tại chỗ một đám các quân đoàn trưởng, đều không có chút cảm giác nào kỳ quái cùng đột ngột dù sao liền chiến hùng tộc một cái hóa thần cảnh tiểu bối, đều có thể thuận tay một quyền miễu sát tọa sơn bá tọa hạ đệ ngũ sư đoàn trưởng. Như vậy, đã từng là Minh Hoàng Tông Thái Thượng trưởng lão, vẫn là Minh Hoàng Tông đệ tam đại tông chủ, chỉ dùng chính là hóa thần cảnh tu vi, liền dễ như trở bàn tay một người đệ chết sáu thánh đường, xưng bá thần ma tháp đệ ba tầng, toàn bộ hành trình vô địch, thậm chí không ai có thể bước ra kỳ chân chính thực lực, mỗi một cái gặp qua thiên tây cái kia lão trụ kiên cường giả, cũng như cùng là rơi vào giống như điên cuồng dường như bệnh tâm thần giống nhau điên cuồng nói khoác không địch cây người đàn. Ông! Muốn thế nào đối phó? Nhất là nhịn tay cái kia lão trụ kiên một động chi lực, căn bản làm trái lẽ thường, cùng bình thường một động căn bản không phải hồi sự, điểm này, cùng một vị kia truyền thuyết tồn tại thật sự là quá tương tự, không cách nào không khiến người ta liên tưởng đến nhau. Mà một vị kia truyền thuyết tồn tại, dĩ nhiên chính là danh tiếng vang vọng thần ma tháp bốn tầng trở lên tồn tại. Thần một đại đế. Sở dĩ tất cả mọi người muốn biết, thiên tây cái kia lão trụ kiên, đến cùng cùng thần một đại đế là quan hệ như thế nào? Tuy là thần ma tháp năm tầng có không ít đại đế, ở lịch sử trường hạ bên trong, cũng từng đi ra rất nhiều rất nhiều nổi tiếng đại đế có chút đại đế tuy là tu vi bị đập chết ở độ kiếp cực hạn, đến chết, đều không thể thành tiên. Nhưng không có nghĩa là những thứ này đại đế thực lực cũng chỉ có như vậy. Thần ma tháp là một cái thế giới thần kỳ nhất là thần ma tháp năm tầng bên trên thế giới, khắp nơi trên đất kỳ duyên, đã từng sở hữu tiên nhân truyền thừa cường giả nhiều không kể xiết thậm chí có một ít đại đế may mắn thu được chân tiên truyền thừa. Mà tung tin việc, trấn ngục đại đế thậm chí sở hữu tiên đế truyền thừa nhưng dù cho là nhiều như vậy cơ duyên nghịch thiên đại đế cộng lại, đều không kịp nổi thần một đại đế uy danh. Không có gì khác. Thần một đại đế sống tuế nguyệt, thật sự là quá dài, quá dài. Không có ai biết thần một đại đế sống bao lâu, chỉ biết là rất dài, rất dài. Trăm ngàn năm trước, thần một đại đế uy danh liền tại truyền lưu sử. 20 vạn năm trước, 50 vạn năm trước, trên trăm vạn năm trước phía trước, thần một đại đế uy danh đều ở đây một vị lại một vị đại đế chết già ở đại đế cảnh giới, cả đời không cách nào đột phá thành tiên, cuối cùng trưng trưng vẫn lạc. Nhưng thần một đại đế, nhưng vẫn sống. Thậm chí ngay cả trấn Ngục đại đế đều chính mồng thừa nhận, trấn Ngục đại đế vừa mới bắt đầu tu luyện thời gian, thần mộc đại đế uy danh cũng đã lưu truyền vô số năm tháng. Nếu như thiên tây cái kia lão trụ kiên chỉ là thần mộc đại đế hậu duệ cũng còn tốt, tinh vực đế quốc cũng không trở thành kiên kỵ thành cái này dạng. Điều kỳ quái nhất là gần nhất bắt đầu ở thần ma tháp bốn tầng lưu truyền bắt đầu một cái cực kỳ ngoại hạng truyền thuyết. Thiên tây cái kia lão trụ kiên căn bản không phải thần một đại đế hậu duệ mà là trái lại. Thần một đại đế, nhưng thật ra là thiên tây cái kia lão trụ kiên hậu duệ. Chương 1765 Người có thể xưng hô lão phu Hoàng tuyên Nguồn Mê truyện audio.com Cái này ngữ truyền càng truyền càng xa, đang ngồi tinh vực đế quốc 12 vị quân đoàn trưởng toàn bộ đều nghe được cái này tung tin việc. Sau đó càng nói linh tinh là Dĩ nhiên không có ai có năng lực chứng minh, cái này tung tin việc là giả. Nghe nói thiên tay cái kia lão trụ kiên tiền bối, một ánh mắt, liền miễu sát rồi chân lông, nhân vật như vậy, lão tử mới sẽ không cùng hắn đối kháng. Bản quân đoàn trưởng thu mấy cái từ thần ma tháp 3 tầng tới được nguyên 6 thánh đường phân thần cảnh cường giả, bọn họ đều nói thiên tay cái kia lão trụ kiên là tiên đế chuyển sinh. Coi như chỉ có một phần vạn khả năng bản quân đoàn trưởng cũng tuyệt đối không nên cùng như vậy quái vật giao thủ. Nếu như thiên tây cái kia lão trụ kiên thật là thần mộc đại đế trưởng bối, vậy còn đánh trắm. Nhanh chóng đầu a, à. Lão tử còn không có sống đủ đâu. Đang ngồi 11 vị quân đoàn trưởng đều không mở miệng, nhưng trong đầu đều là hiện lên gần như giống nhau ý niệm trong đầu. Dù sao liên quan tới thiên tây cái kia lão trụ kiên các loại tung tin Việt, theo nguyên thần ma tháp 3 tầng không ít 6 thánh đường còn sót lại cường giả leo tháp đi tới thần ma tháp 4 tầng phía sau, một cái 623 liền truyền ra thật thật giả giả, ai cũng không cách nào phân biệt. Hiện tại thiên tây cái kia lão trụ kiên tung tin việc nhiều lắm, hơn nữa một cái so với một cái quỷ kéo. Nhưng một phần vạn, cho dù là vạn nhất một phần vạn, có một cái tung tin việc là thật. Cái kia tập hợp 12 cái quân đoàn đi vây công minh Hoàng Tông thì không phải là đại năng quần ẩu trẻ nít, mà là một đám tiểu yếu kê tới cửa cho nghịch thiên đại năng đưa đồ ăn. Có thể sống mấy vạn năm thậm chí mười mấy vạn năm ở ngồi quân đoàn trưởng, ai cũng không ngốc. Khó phân thiệt giả lúc, giống nhau đè thực sự tính nhượng bộ lui binh, mới là đúng lý. Dù sao một phần vạn tung tin việc là thật, chính mình vừa qua khỏi đi, không phải thành bạch cấp sao. Núi một cũng ngây ngẩn cả người. Nếu như nói phía trước, tọa sơn bá không đem thiên tay cái kia lão trụ kiên coi ra gì, nhưng là tận mắt chứng kiến đến rồi như vậy hát gia cùng thấy thế nào làm sao giống như một đám đại yếu gà chiến hùng tộc, đều mạnh như vậy nghịch thiên. Như vậy, từ chiến hùng tộc nghịch thiên, đã có thể nhìn trọng thiên tay cái kia lão trụ kiên kinh khủng. Làm sao đối phó như vậy quái vật? Làm sao đối phó? nhìn tay cái kia lão trụ kiên, liền giao cho lão A. Nhưng vào lúc này, một cái âm u mà quỷ dị thanh âm, cương nhiên từ trong phòng thứ 13 cái vị trí đột nhiên vang lên. Một tòa sơn bá mười nhị vị quân đoàn trưởng đều là nhất để biến sắc tòa sơn bá chỉ mời 11 vị đoàn tới nơi này mở hội nghị, mà ở trong đó, nhưng là tinh vực đế quốc đại điện, phòng thủ chi nghiêm mật, coi như là thập giai độ kiếp kỳ đại năng đều có thể đơn giản vào tới. Thế nhưng cái này thứ 13 thân ảnh ở mở miệng phía trước, ở đây 12 vị quân đoàn trưởng, dĩ nhiên hoàn toàn không có phát hiện. Người này, rốt cuộc là ai? Vì sao như vậy khủng bố? Ngươi là ai? Tọa Sơn Bá đột nhiên đứng dậy, vừa muốn phát uy kinh sợ một cái đối phương. Một cổ khí tức tử vong liền hàng lâm ở tại Tọa Sơn Bá trên người, áp chế Tọa Sơn Bá cả người lực lượng trực tiếp bị đè ép trở về. Trong chớp nhoáng này, Tọa Sơn Bá đã cảm giác nhạy cảm đến rồi. Thực lực của đối phương viễn siêu chính mình, chỉ cần đối phương nghĩ. Cái hô hấp là có thể mạt sát ở đây 12 vị quân đoàn trưởng. Nghịch thiên như vậy tồn tại, tuyệt đối không phải tinh vực đế quốc cường giả. Ha ha ha, chớ khẩn trương, tiểu bối. Lão Phu đối với ngươi không có hứng thú gì. Ngược lại là đối với vị này được xưng tiên đế chuyển thế, vẫn là thần mộc đại đế trưởng bối thiên tay cái kia lão trụ kiên cảm thấy hứng thú vô cùng. Trong bóng ma, đệ 13 đạo thân ảnh lần thứ hai khàn khàn lên tiếng. Thật không phải là địch nhân của chúng ta sao? Tọa Sơn bá nói đều có điểm nói lắp, nhưng rất nhanh thì khôi phục lãnh tĩnh, lập tức tiểu tâm giật cái lòng hỏi. Ngươi chỉ cần biết rằng, lão phu cùng thần mộc đại đế có cựu oán liền có thể. Nếu cái này thiên tây cái kia lão Hashirama cùng thần mộc đại đế có quan hệ, ha hả. Hắn, nhất định phải chết. Trong bóng tối thân ảnh, khang khang giữ tận mở miệng đến. Tòa sơn bá nhất thời cả kinh, lập tức lại hiện lên sắc mặt vui mừng. Minh Hoàng Tông bốn vị phó tông chủ cùng bên ngoài tòa hạ đệ tử, giao cho chúng ta liền có thể. Nếu tiền bối buông lời, cái kia, thiên tây cái kia lão trụ kiên liền giao cho tiền bối. Người xem cái này dạng có thể chứ, tòa sơn bá cung kính nói có thể trong bóng tối thân ảnh thở khẽ hai chữ như vậy xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào tòa sơn bá lên tiếng lần nữa hỏi ngươi có thể xưng hô lão phu hoàng tuyên trong bóng tối thân ảnh khàn khàn mở miệng lập tức một ánh hào quang lóe lên một cái tảng mát ra khí tức tử vong ấn ký liền rơi vào tòa sơn bá trong tay các ngươi muốn động thủ thời điểm bóp nát ấn ký lão phu sẽ đến đây nếu như thiên tây cái kia lão trụ kiên thực sự xuất hiện giao cho lão phu liền có thể. Trong bóng tối tự xưng hoàng tuyền thân ảnh khàn khàn nói xong, lập tức liền biến mất vô ảnh vô tung. Từ đầu tới đuôi, bao phủ cùng bảo hộ toàn bộ đại điện cửu giai đại trận, một điểm phản ứng đều không có, ở nơi này tên là hoàng tuyền thần bí nhân trước mặt, quả thực không hề bất cứ tác dụng gì. Hoàng tuyền. Tọa sơn bá sửng sốt, lại mơ hồ cảm giác, chính mình tự hồ đang nơi nào nghe qua tên này vì vậy tòa sơn bá vội và cùng còn lại 11 vị quân đoàn trưởng thương nghị tốt nhằm vào Minh Hoàng Tông 12 mặt mai phục kế hoạch về sau liền cấp tốc ly khai đại điện, rất nhanh là đến một cái bí ẩn dưới đất đại sảnh. Ở nơi này dưới đất trong đại sảnh, thình lình ngồi ba vị khô gầy vô cùng lão giả, mỗi một cái khí tức đều thâm bất khả trắc. Chương 1766. Đợi Minh Hoàng Tông trăm vạn đệ tử đi tới lúc. Nguồn: Mê truyện audio.com. Đệ nhị quân đoàn trưởng tòa sơn bá, tới đây chuyện gì? Lúc này, một vị khô gầy lão giả khàn khàn mở miệng đến. Lão quân đoàn trưởng đại nhân, vạn bối là tới hỏi một chuyện. Ngươi nói đi. Lão quân đoàn trưởng đại nhân, có từng nghe nói qua một cái tên, Hoàng Tuyền. Tọa sơn bá một cái liền phát hiện, khô gầy lão giả cư nhiên hiện lên ánh mắt khiếp sợ, tự hồ có hơi khó có thể tin. Lão quân đoàn trưởng đại nhân. Hoàng Tuyền. Nếu như lão phu nhớ không lầm. Người này đã từng cũng là một vị đại đế. Thế nhưng ở cực kỳ lâu đời tuế nguyệt phía trước, hắn cũng đã bị giết là thần một đại đế tiêu diệt hắn. Tọa sơn bá nhất thời đồng tử có rụt lại. Chết rồi. Hoàng tuyền dĩ nhiên là một vị tên đại đế. Còn là một vị đã vẫn lạc đại đế. Như vậy, phía trước tự xưng hoàng tuyền thần bí tồn tại là ai? Lão quân đoàn trưởng đại nhân, hoàng tuyền đại đế, có khả năng hay không không chết, chỉ là giả chết. Tọa sơn bá tò mò lại hỏi lần nữa. Không có khả năng. Thần một đại đế tiêu diệt hoàng tuyền đại đế cái kia một trận đại chiến, vô số cường giả chứng kiến qua, mặc dù là cổ xưa tuế nguyệt chuyện cũ nhưng đại đế một ngày thực sự vẫn lạc liền không khả năng lại phục sinh đã từng xích đế được khen là bất tử đại đế nhưng là giống nhau bỏ mình sở dĩ khởi tử hồi sinh sống lại một đời là tuyệt đối không thể thì ra là thế vãn bối minh bạch rồi đa tạ lão quân đoàn trưởng đại nhân chỉ điểm quấy rầy tọa sơn bá gật đầu lập tức liền cáo lui nhưng khô gầy lão giả ở tọa sơn bá rời đi sau đó mới chậm rãi nói nhỏ hoàng tuyền đại đế xác thực chết rồi hắn không có khả năng phục sinh chí ít hắn không có khả năng dựa vào chính mình lực lượng phục sinh trừ phi khu gầy lão giả nói đến đây cả người run một cái lập tức lần thứ hai nhắm hai mắt không dám nghĩ nữa lúc này thần ma tháp năm tầng a à, ta cảm nhận được lực lượng delta beta người chơi thánh quan tha, chậm rãi giơ lên trên tay phải đỏ thẫm như máu huyết mạch thiên khí xích huyết đau thương mà từ xích huyết đau thương bên trên chính cái có thể thấy rõ ràng đỏ thẫm ấn ký chậm rãi ngưng tụ thành hình. Từ xích huyết đau thương bên trên, hùng hồn đến kinh người cửu giai thiên khí cấp bậc khí tức, không ngừng tràn ngập, không ngừng khuếch tán, thậm chí tràn ngập đến rồi thánh quang ác tha trên người. Nhất thời, thánh quang ác tha áo giáp cùng tọa kỵ bên trên đều chậm rãi hiện lên huyết sắc văn lộ. Từng của một cửu giai cấp bậc cường đại khí tức, xích đế nhất tộc lực lượng bắt đầu ở thánh quan ác tha trên người nổi lên. Đây chính là cửu giai lực lượng sao? Thánh quan ác tha nhìn không được kích động nói nhỏ đừng Chunibyo, đi, Minh Ca gọi chúng ta. Lúc này, một đạo cả người tắm cửu giai thiên hỏa chi lực thân ảnh, chậm rãi đi tới, một đôi luyện mục ma luân nhãn, thiểm thiểm sinh huy. Chính là Gamma Beta người chơi, ma trí bác Itachi. Cam, để cho ta lại chìm đắm vài giây không được sao? Thánh quan ác không còn gì để nói, nhưng vẫn là bước nhanh cùng ma trí bác Itachi cùng nhau chạy tới hạ nhất minh bên người. Ma trí bác Itachi, thánh quan ác tha. Xích đế nhất tộc đã tàn sát, các ngươi chế tạo một ít thiên hỏa phân thân đi càng quét một cái xích đế nhất tộc di sản sau đó, chúng ta nên rời khỏi nơi này. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng nói. Xích đế nhất tộc suy nhược nhiều năm như vậy, phỏng chừng không có thừa lại thứ tốt gì, phỏng chừng, cái xích đế nhất tộc cộng lại thậm chí còn không bằng mì thịt bò cái này tiện qua qua giàu, sở dĩ Hạ Nhất Minh đều lười đi quét sạch, vẫn là giao cho người chơi đi thôi. Là Minh Ca Hai người gật đầu, riêng phần mình phân ra hơn một nghìn cái thiên hỏa phân thân sau đó, lúc này mới nhìn về phía Hạ Nhất Minh minh ca chúng ta lúc nào đánh đại đế a à? ta đã thánh quan ác tha dơ dơ xích huyết đau thương cả người đều hận không thể lập tức thể nghiệm một cái cái này hoàn toàn mới tư thái lực lượng đúng vậy a à, minh ca chúng ta trước tiên có thể từ ngoại vi hạ thủ ma trí bác dung cũng là mở miệng nói không phải hạ nhất minh lại lắc đầu bản tông chủ đã phái nhất minh nhất ấm hai người tìm nhập trấn ngục đại đế trong thế lực hiện nay chúng ta cần phải làm là thu liễm hơi thở của mình ẩn núp chờ đợi hai vị này trả lại tình báo. Hạ Nhất Minh chậm rãi nói rằng, phái ra hai người, trên mặt nổi, tự nhiên là Quốc phục đệ nhất băng pháp. Âm thầm, tự nhiên là Lăng Thiên Vũ. Chơi ẩn nút cùng thu thập tình báo, quốc phục đệ nhất băng pháp tuy là kém xa Lăng Thiên Vũ, thế nhưng quốc phục đệ nhất băng pháp ưu thế lớn nhất là, một phần vạn tình huống bất lợi, tùy thời có thể tự bào a. À. Ngược lại có thể vô hạn phục sinh. Ở trăm vạn người chơi đại quân đạt đến thần ma tháp năm tầng phía trước. Hạ Nhất Minh cho dù trong lòng biết bao lo lắng cùng kích động, đều phải khắc chế. Thời cơ, chưa tới. Thậm chí, nếu như trăm vạn người chơi, chỉ có Hạ Nhất Minh lúc trời đi, vừa vặn có thể đánh với cửu giai tồn tại lực lượng, như vậy cho dù trăm vạn người chơi cũng có có thể đối phó cửu giai lực lượng, đi tới nơi này thần ma tháp đệ năm tầng, cũng không khả năng đối kháng đại đế. Huống chi, đối thủ rất có thể không chỉ một vị đại đế. Duy nhất phần thắng, chính là người chơi nhóm lần thứ hai sáng tạo kỳ tích, siêu việt cửu giai bên trên, sở hữu thập giai cấp bậc chiến lực lấy thế giới này bình thường tu sĩ góc độ, cho dù có thần thể hoặc là ma thể nơi tay cũng không khả năng. Nhưng Hạ Nhất Minh vẫn là lựa chọn tin tưởng. Chúng ta bây giờ phải làm chính là chờ đợi, tin tưởng bọn họ a, à, đợi Minh Hoàng Tông trăm vạn đệ tử đi tới nơi này thần ma tháp năm tầng một khắc kia, chính là toàn diện chiến tranh bắt đầu. Hạ Nhất Minh chậm rãi nói xong, ánh mắt thì nhìn hướng về phía một cái phương hướng, Trấn Ngục Đại Đế thế lực vị trí, cũng là năm cung ly vị trí, ba năm chưa tới ta đã đến nơi này. Đợi lát nữa ta một chút đi. Ly Nhi. Hạ Nhất Minh ở trong lòng nhẹ nhàng nói nhỏ. Mà lúc này, thần ma tháp bốn tầng, lại độ xảy ra kinh người biến đổi lớn đau. Chương 1767. Bọn họ vì sao như vậy hầu gấp? Nguồn. Mê truyện audio com Thần ma tháp bốn tầng. Từ Minh Hoàng Tông cùng đế tử Đồng Minh chờ, các loại, tam phương thế lực gặp mặt sau đó mới qua ngắn ngủi ba ngày, chấn động toàn bộ thần ma tháp 4 tầng vô số leo tháp giả thế lực một màn liền xảy ra. Bởi vì Văn Nhạc Tông, ngoại trừ chiến hùng tộc bên ngoài, còn lại ba vị phó tông chủ nhất tề mang theo tọa hạ mấy trăm ngàn bao hoàng đại quân, đi tới đế tử đồng minh tam phương thế lực tặng cho Minh Hoàng Tông ba cái tinh lộ khởi điểm. Minh Hoàng Tông còn chưa bước vào thần ma tháp 4 tầng thời điểm, cũng đã bị rất nhiều thế lực chú ý, hiện tại, thần ma tháp 4 tầng đế tử đồng minh chờ các loại tam phương tối cường leo tháp giả thế lực toàn bộ nhường ra tinh lộ, tạm cấp cho Minh Hoàng Tông một màn vốn là trung động mọi người linh lớn bao nhiêu tiểu thế lực bao quát tinh vực đế quốc chờ các loại ba cái tối cường leo tháp giả thế lực đều sau khi thương nghị nhận định minh hoàng tông cho dù biết liều lĩnh cũng sẽ tốn hao ít nhất thời gian ba năm điều tra một cái tình báo tiến hành các hạng chuẩn bị xác định một cái chinh phạt tinh lộ chỉ huy chờ các loại mà cái này đã coi như là tương đương nhanh nhưng mà không đến ba ngày thời gian minh hoàng tông liền tốc độ ánh sáng tập kết ba vị phó tông chủ đồng thời đạt đến ba cái tinh lộ khởi điểm còn mang theo tòa hạ mấy trăm ngàn thực lực cường hãng minh hoàng tông đệ tử quân đoàn trực tiếp chấn kinh rồi sở hữu thế lực quá nhanh cơ mơ nờ ba ngày thời gian những thứ này minh hoàng tông gia hỏa bước vào thần ma tháp tầng thứ tư thời gian cộng lại chỉ sợ cũng liền ba bốn ngày sau đó liền trực tiếp muốn bắt đầu chinh phạt tinh lộ rồi hả đây cũng không phải là mạo tiếng nhất định chính là chịu chết a điểm ấy thời gian liền dò đường cũng không đủ a thậm chí ngay cả căn cứ kiến thiết cũng không kịp minh hoàng tông ba vị này phó tông chủ vì sao gấp gáp như vậy Mới, chỉ có, ba ngày, bọn họ đối với tinh không thú sợ rằng đều hoàn toàn không biết gì cả Không biết nhược điểm, không biết tình báo, không biết thuộc tính, vậy làm sao chiến đấu Minh Hoàng Tông quá ngu xuẩn, bọn họ đây không phải là liều lĩnh, mà là chịu chết Ha ha, tinh không thú khủng bố, sẽ để cho Minh Hoàng Tông biết, cái này thần ma tháp tầng thứ tư chân chính cường giả là ai Vô số trong thế lực đại năng, đều là chờ đấy một bộ xem kịch vui tư thái, một bên phái thám tử, mật thiết quan tâm lửa nắm tông tình huống nhưng rất nhanh phát sinh toàn bộ để sở hữu thế lực đều trận tròn mắt đế tử đồng minh nhường ra tin lộ khởi điểm rõ ràng thần tinh bên trên mười vạn tôn vàng chói loại thân ảnh sắp xếp thành đội ngũ chỉnh tề toàn bộ đứng ở rõ ràng thần tinh bên trên cầm đầu thân ảnh chính là minh hoàng tông phó tông chủ một trong svidi vegeta các vị các nhân viên chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ hết tin lộ cũng pê kinh hiện ra ở trước mặt của chúng ta kế tiếp chúng ta phải làm chính là giết mặt cái này điều tin lộ đến điểm cuối tìm được cái kia tinh không cửa, đi trước thần ma tháp đệ năm thần. Chỉ cần thành công. Minh ca ban bố truyền kỳ nhiệm vụ sẽ tự động hoàn thành, mỗi một cái các vị ở tại đây, đều có thể lập tức thu được 300 vạn điểm cống hiến thưởng cho. Điều này đại biểu cái gì, các vị hẳn là đều hiểu. Chúng ta Kim Long tộc quân đoàn, tối cường đại ưu thế, chính là tất cả nhân viên Kim Long tộc. Mỗi một cái thành viên, đều đã có thể như thường trưởng khống siêu 3 cùng siêu 4 hoàng Kim Long chiến sĩ biến thân. Cái này FC lần beta thời đại, chúng ta Kim Long quân đoàn, tuyệt đối phải đợi một cái đạt đến thần ma tháp năm tầng nói cho mọi người chúng ta kim long tộc quân đoàn mới là mạnh nhất các vị các nhân viên các ngươi có lòng tin sao Speedy vegeta sụt sôi mở miệng cực kỳ thông thạo diễn thuyết đến có lòng tin mười vạn kim long tộc người chơi hoặc có lẽ là mười vạn Speedy vegeta ở lam thủy tinh công ty dưới trướng các nhân viên nhất tề thấu đáp lại ba trăm vạn điểm cống hiến đó chính là một triệu rưỡi viên tệ đây cũng không phải là cái gì chơi game mà là chính mình nhân sinh bên trong, nhất huyết kiếm một lần, thậm chí đã đủ cải biến vận mệnh cơ duyên vì một triệu rưỡi viêm tệ, ai đạp mã chặn đường, trực tiếp đánh chết. Cuộc đời này có thể gia nhập tổng chủ tịch hội đồng quản trị. A Phi, là Svidi Vegeta phó tông chủ dưới trướng, cả đời không tiếc. Ta đã huyết buôn bán lời 500.000 viêm tệ, nhưng ta còn muốn muốn càng nhiều, 10 vạn kim long tộc nhân viên người chơi đoạn, bọn chúng đều là vung tay hô to, mỗi một cái trong ánh mắt đều lóng lánh tràn ngập tà niệm quan mang. Svidi Vegeta lấy được tinh lộ, là đế tử đồng minh tạm mượn. Đế tử đồng minh cung cấp tinh lộ sở hữu nhiều nhất di tích cổ xưa cùng tinh thần, trong đó có chút, thậm chí có thượng cổ thời đại, nhân tộc thời kỳ cường thịnh truyền thừa cùng cơ duyên. Bất quá, không gian phong bạo cùng tinh không tai họa cũng là nhiều nhất. Có thể nói, đế tử đồng minh tinh lộ tuy là cơ duyên tối đa, nhưng cũng là nguy hiểm nhất. Hơi không cẩn thận, sẽ vẫn lạc. Mà lúc này một, năm, không ít thế lực thám tử, thậm chí lớn bao nhiêu có thể tự mình đến đây, đều ở đây chỗ tối lặng lẽ quan sát dù sao bây giờ là tinh lộ điểm ban đầu, vẫn là rất an toàn, chỉ cần thi triển ẩn nấp phương pháp, ẩn thân tinh không có thể rất thoải mái rình coi. Thế nhưng đi lên trước nữa, thì không phải là phổ thông thám tử cùng tu sĩ có thể theo đi tới. Dù sao trên tinh lộ đột nhiên hiện lên không gian phong bạo, coi như ẩn nấp thân hình sẽ không bị Minh Hoàng Tông phát hiện, không gian phong bạo cũng có thể muốn kẻ nhìn trộm mạng nhỏ. Lúc này, mấy trăm ngàn các đại thế lực kẻ nhìn trộm ẩn tàn tại trong tinh không, nhìn lấy Minh Hoàng Tông mười vạn đệ tử thân ảnh, đều là kém chút cười ra tiếng. Chiêu 1768 kim long quân đoàn nguồn mê truyện audio com ha hả sở hữu kim long huyết mạch liền cho rằng vô địch sao không sai ngươi xem những minh hoàng tông đó ngũ đại đệ tử lòng khí bốn phía lòng uy cũng sẽ không khống chế cái này ngay cả long tộc những thứ kia mới chỉ có sống mấy nghìn năm tiểu gia hỏa cũng không bằng nói rất đúng đã từng rất nhiều long tộc cường giả cho rằng dựa vào cùng với chính mình huyết mạch cường hãn nhục thân cường đại là có thể quét ngang toàn bộ kết quả bọn họ ở nơi này thần ma tháp bốn tầng chết lão thảm vây xem kẻ nhìn trọng nhóm đều là nhìn không được dồn dập nghị luận tuy là minh hoàng tông bốn vị phó tông chủ một trong speedy vegeta dưới trướng cương nhiên sở hữu mười vạn kim long tộc huyết mạch cường giả còn từng cái đều bước vào bát giai xác thực chấn động nhưng này thì như thế nào nơi đây nhưng là thần ma tháp tầng thứ tư bát giai cường giả ở đâu chỉ là vừa mới đạt được hợp cách tiêu chuẩn mà thôi liền dựa vào mười vạn bát giai cường giả cho rằng không làm vạn toàn chuẩn bị đã nghĩ chinh phục một cái tinh lộ. Nằm mơ đi. Mau nhìn. Lúc này, có không ít trình coi cường giả hai mắt sáng lên, một tiếng khẽ hô. 31 không ít cường giả nhất tề nhìn lại, đều là càng thêm hưng phấn. Ung ung. Chỉ thấy CD Vegeta chờ, các loại, người chơi nhóm gần đi trước trên tinh lộ, cương nhiên xuất hiện một cái tinh không bảo tát. Mặc dù chỉ là tiểu quy mô, nhưng uy lực vẫn như cũ cực kỳ khủng bố. Coi như là bác giai long tộc, cũng vô pháp ngạnh kháng, nếu như trong khoảng thời gian ngắn không cách nào xuyên qua cái này không gian phong bạo, đều có thể vẫn lạc bình thường sáng suốt phương pháp làm, là chờ đợi cái này không gian phong bạo tiêu thất, ngắn thì mấy tháng, lâu là vài chục năm. Nhưng đợi đến không gian phong bạo tiêu thất tiếp tục tiến lên, mới là chính xác chi đạo. Như vậy, Minh Hoàng Tông gia hỏa, sẽ làm sao đâu? Liên tại sở hữu kẻ nhìn trộm nhóm chuẩn bị xem kịch vui thời điểm, rung động một màn xảy ra. Theo ta xuất chinh. Theo Svidi Vegeta một tiếng gầm mười vạn kim long tộc nhân viên quân đoàn người chơi nhất tề một tiếng gầm tất cả nhân viên biến thân siêu bốn hoàng kim long chiến sĩ 10 vạn tôn 10 ngàn thước thân ảnh khổng lồ nhất thời bay lên trời ly khai điểm xuất phát tinh thần bắt đầu hướng về trên tinh lộ viên thứ nhất tinh thần mà đi ung ung không gian phong bạo khủng bố vặn vẹo tê liệt chi lực nhất thời ngăn trở ở phía trước đó là đã đủ đem bát giai long tộc đều tê liệt đáng sợ chi lực nhưng mà oanh suy đi Vegeta mang theo 10 vạn kim long tộc người chơi, không nhìn thẳng không gian phong bạo, tất cả nhân viên căn bản không mang đình trệ trực tiếp xông đi vào. Răng rắc răng rắc răng rắc. Không gian phong bạo đáng sợ không gian tê liệt chi lực nhất thời đánh vào kim long tộc người chơi nhóm trên người. Thế nhưng, siêu bốn hoàng kim long chiến sĩ tư thái, đó là triệt để đào móc ra khỏi ngũ trảo kim long huyết mạch chi lực tư thái. Hơn nữa, 10 vạn kim long tộc người chơi, vốn cũng không phải là nhân tộc người chơi, mà là thứ thiệt, epsilon beta độc hữu. Kim Long tộc người chơi. Hệ thống xuất phẩm, tất chút tinh phẩm. Epsilon Beta Kim Long tộc, cùng Delta Beta bật bậc thỏ, trêu chọc một chút hầu loại đồ chơi đó căn bản không phải một cái cấp bậc tồn tại. Thông thường bác giai Long tộc thực lực, nếu như ngạnh kháng không gian phong bạo, quả thật có khả năng vẫn là. Nhưng Minh Hoàng Tông bác giai Kim Long tộc, cũng đủ để ngạnh kháng không gian phong bạo. Lại biến thân siêu bốn Hoàng Kim Long chiến sĩ tư thái, cái kia trực tiếp có thể không nhìn. Từng. Nơi này tinh không cảm giác có điểm kỳ quái đâu đúng vậy a dường như xoa bóp giống nhau mặc dù có chút ầm ĩ nhưng còn rất thoải mái a à, ta cảm giác dường như ở mảnh này tinh không chờ lâu một hồi nhục thân dường như đạt được rèn luyện trở nên càng mạnh mẽ hơn nữa nha rèn luyện cái cây búa nhanh chóng đi tới lần này chúng ta bộ môn tuyệt đối phải cầm xuống tối cao công trạng chính là mạnh mẽ có cái cây búa dùng một triệu rưỡi viêm tệ tới tay hắn không thơm sao nhanh gia tốc Speedy Vegeta dưới trướng 10 vạn kim long tộc nhân viên quân đoàn, dễ dàng, liền xuyên qua đột nhiên này xuất hiện tinh không gió, bạo. Nhất thời, sở hữu trình coi thế lực khắp nơi cường giả toàn bộ trận trong mắt. Nhưng mà Speedy Vegeta căn bản không quản những thứ này, hai mắt đông lại một cái, liền rơi vào trên tinh lộ viên thứ nhất tinh thần bên trên. Tự hồ là cảm nhận được Speedy Vegeta cùng dưới trướng kim long tộc người chơi nhóm khí tức, phía trước tinh thần bên trên nhất thời vang lên rậm rạp chặn chịp tiếng gào thét. TTT Rất nhanh, viên thứ nhất tinh thần bên trên, ở nơi này hàng vạn hàng nghìn tinh không thú liền nhất tề hiện lên, hầu như đều là tích dịch một dạng tư thái, thực lực cũng từ thất giai đến cửu giai trong lúc đó 740 không đợi. Kim Long Lưu, Long Phái Khí Công Theo Speedy Vegeta ra lệnh một tiếng, 10 vạn Kim Long tộc nhân viên quân đoàn người chơi nhất tề mở ra Long Thủ, sau một khắc, 100.000 một đạo Kim Sắc Long tức áp suất sau đó, hóa thành chùm tia sáng đại pháo một dạng đồng thời nổ súng. Rầm 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 Trong nháy mắt, viên thứ nhất tinh thần bên trên vô số tinh không thú đều bị bản đồ pháo một dạng công kích quan sát hơn phân nữa. Nho nhỏ cửu giai cũng dám ở bản Speedy Vegeta siêu 4 hoàng kim long chiến sĩ trước mặt dương oai Cho da chết. Speedy Vegeta càng là biến hóa nhanh chóng, 10.000 thước cự đại thân hình đột nhiên biến lớn đến rồi 10 vạn .000 mét, trực tiếp bắt lại chi này tinh không bày thú tộc bên trong mạnh nhất nhất tôn cửu giai cấp tinh không thú, tay không đem sinh sôi xé thành hai nữa. Ngũ trảo kim long đế tổ thuần chính huyết mạch, phối hợp siêu 4 hoàng kim long chiến sĩ biến thân, lúc này Speedy Vegeta, cho dù thuần túy luận nhục thân, đều không chút nào hư chân đang cửu giai long tộc. Không đến khoảng khắc, viên thứ nhất tinh thần bên trên sở hữu tinh không thú, đã bị tàn sát không còn. Nhưng Speedy Vegeta Kim Long quân đoàn chân chính cường đại địa phương, lúc này mới bắt đầu bày ra. Chương 1769 Gia sợi, sắc nhi Nguồn Mê truyện audio com Tư nguyên bộ đi càng quét tài nguyên Hậu cần bộ thành lập truyền tống trận cùng đơn giản tiếu trạm quảng cáo bộ phận chuẩn bị truyền lên quá trình chiến đấu, đánh ra chúng ta kim long tộc quân đoàn uy danh, như vậy thì có thể cho càng nhiều hơn người chơi gia nhập vào. Nhân lực bộ phận tổng kết quá trình chiến đấu, kích sát số lượng, chấm công điểm, vì biểu hiện tốt nhất 100 vị kim long tộc người chơi bài danh, ghi vào cuối năm tưởng bên trong. Giáo sư ngoại ngữ bộ phận. Kết thúc chiến đấu, Speedy Vegeta vung tay lên, dưới trướng quản lý các cao tầng liền nhanh chóng hành động, cấp tốc mà hiệu suất cao bắt đầu rồi riêng mình công tác. Mấy giờ sau đó, Speedy Vegeta vung tay lên. Mười vạn kim long tộc người chơi lần thứ hai bay lên trời, hướng về tinh lộ tiếp tục đi tới. Sở hữu trình coi thế lực các cường giả toàn bộ choáng váng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Đây chính là Minh Hoàng Tông bốn vị phó tông chủ một trong, Speedy Vegeta cùng hắn quân đoàn sao? Quá kinh khủng đi. Cái này đạp mã nơi nào là một đám bát giai long tộc cường giả, cái này đạp mã chính là một đám cửu, giai cấp bậc, sở hữu chân long tộc huyết mạch cấp bậc tồn tại được không? Nhưng quỷ quái kéo là vì sao nhiều như vậy kim long tộc cường giả phân công như vậy rõ ràng, huấn luyện như vậy có thứ tự. Hoàn toàn không giống như là cao ngạo long tộc, mà càng giống như là một đám con kiến loại hình ma thú. Có ở lục gia, có đang đào lấy ma hạch, còn có xếp thành hàng chờ đợi chỉ lệnh. Cái này đạp mã chính là long tộc. Nhân tộc tu sĩ cũng không thể như thế nghe lời A à, chi này kim long tộc quân đoàn, chẳng những cường đại, còn rất quỷ dị. Cùng lúc đó, ngàn võ thánh điện trên tinh lộ ngàn võ thánh điện tinh lộ lộ trình tuy là ngắn nhất, tinh không bày thú con số cũng ít nhất, tai họa cũng rất ít. Nhưng này tinh lộ cường đại cá thể tinh không thú là nhiều nhất. Nhưng mà khiêu chiến này tinh lộ chính là minh hoàng tông đệ nhất công hội tinh thần điện. Mà lúc này tinh thần điện đến đợi một cái tinh thần bên trên, thì có cửu tôn cửu giai thực lực tinh không thú, dưới trướng còn có một chút thất giai yếu tiểu tinh không thú. Nhưng tinh thần điện người chơi nhóm không chút nào không hoảng hốt, bởi vì tinh thần ca ở chỗ này chính cái cửu giai tinh không thú mà thôi, đại gia không nên hốt hoảng. Tinh thần một bước đi ra, từ tốn nói. Lập tức tinh thần liền nhanh chóng ra lệnh. Để nhất binh đoàn 400 người, cùng ta đối phó cầm đầu mạnh nhất cửu giai bốt. Ta đã vì đó đánh lên khô lâu tiêu ký. Đại gia dựa theo khô lâu tiêu ký tiến công. Hai cùng thứ chín binh đoàn phân biệt đối phó còn lại 8 cái, tinh không hạm dùng hỏa pháo bản đồ thức không gốc chết bao trùm công kích, ưu tiên tiêu diệt tiểu quái. Chiến địa quân đoàn lập tức hàng không, tiêu diệt tàn dư tinh không thú tinh thần có điều không lộn xộn chỉ huy tinh thần điện người chơi chiến đấu trước tập hợp tinh không hạm đại pháo lực lượng đồng thời bản đồ pháo bao trùm tiêu diệt hơn phân nửa yếu kê tinh không thú nhưng lúc này cũng không thiếu bát giai thực lực số lượng mặc dù không nhiều cũng rất có thể quấy rầy chủ lực binh đoàn vây công cửu giai bốt tinh không thú ở nhưng tinh thần vung tay lên một chi hạm đội liền trực tiếp xông tới xương cứng nhóm khảo nghiệm chúng ta thời khắc đến rồi chiến địa quân đoàn cùng lão tử xong delta beta đại lão người chơi ma đông hải vung tay lên thông thạo mặc vào vừa dậy vừa nặng nhân thể bọc thép, càng là nâng lên một bả bát giai thiên khí cấp ước chừng một m năm dáng dấp siêu cấp đại thương. Tinh không chiến đấu, có thể nào không mặc vào thích nhất tinh không chiến giáp, nâng lên tinh không súng máy. Gia sợi, sát nhi, một vạn chiến quân đoàn người chơi nhóm gào khóc đứng lên, tất cả nhân viên đều mặc bát giai thiên khí cấp nặng nề cơ giới vẻ ngoài bọc thép, từng cái cầm trong tay một bả có thể phóng ra thiên lôi áp suất viên đạn, cũng có thể phục lên thiên hỏa hỏa diễm đốt cháy, đơn điểm, liên xạ phạm vi công kích toàn bộ đủ cực lớn súng máy Sưu sưu sưu. Sau một khắc, chỉ thấy một vạn chiến quân đoàn người chơi nhất tề từ tinh không trên hàm nhảy xuống, liền không gian đến rồi tinh thần bên trên, bắt đầu dán mặt cùng cường đại tinh không thú nhóm chiến đấu đứng lên. Tinh thần phủi một nhãn ma đông hải cùng dưới trướng hắn một vạn chiến quân đoàn, không còn gì để nói. Cái này đạp mã chính là tu luyện thế giới, làm sao đám này chiến địa quân đoàn gia họa dám đánh thành tinh tế tranh bá rồi hả? Còn từng cái ăn mặc cơ giáp, lại là súng máy bắn phá, lại là hỏa diễm phun ra. Quên đi chỉ cần bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ liền được. Ma Đông Hải, phân tán đội ngũ của ngươi, mau sớm tiêu diệt những bác giai đó tinh không thú, không nên để cho bọn họ quấy rầy chủ lực binh đoàn vây giết cửu giai bốt. Tọa độ ta đều phát ngươi. Thu được. Tinh thần ca. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Các huynh đệ bên trên lưỡi lê cùng bọn họ liều rồi. Ngao ngao ngao. Ở Ma Đông Hải mang theo chiến địa quân đoàn tiêu diệt bác giai tinh không thú thời điểm, tinh thần điện chính cái binh đoàn cũng từng cái đánh chết chính cái cửu giai tinh không thú chiến đấu bắt đầu cấp tốc, kết thúc nhanh hơn chúng. Làm tinh không thú toàn bộ tiêu diệt sau đó, tinh thần cấp tốc bắt đầu rồi an bài. Chuẩn bị thành lập truyền tống trận, cái gọi là tinh lộ, chính là muốn một đường dết đi qua, đi một viên tinh thần, xây một cái truyền tống trận, thận trọng. Để bác cùng để thập hạm đội lưu thủ nơi đây thành lập trung chuyển căn cứ, cam đoan hậu cần tiếp tế tiếp viện. Còn lại hạm đội, theo ta, tiếp tục đi tới. Các huynh đệ, xong. Để một cái sát nhập thần ma tháp 5 tầng, tuyệt đối là chúng ta tinh thần điện theo tinh thần sụp sôi mở miệng, tinh thần điện người chơi nhóm đều là gào khóc vung tay hô to. Lập tức cấp tốc hành động, phân công rõ ràng, hiệu suất càng là cực cao. Chương 1770 Tự bạo VSC tự bạo Nguồn Mê truyện audio com Mà ở điều thứ ba tinh lộ, cũng là tinh vực đế quốc nhượng ra trên tinh lộ. Viên thứ nhất tinh thần, liền trải rộng hầu như vô cùng vô tận tinh không ma hoàng thú. Những thứ này tinh không ma hoàng thú, tốc độ sinh sản cực kỳ khủng bố, là vạn ma giới một loại đáng sợ trùng hậu ma ở đi tới nơi này thần ma tháp tầng thứ tư sau đó, cùng một loại khác đồng dạng gồm cả cực nhanh sinh sôi nảy nở tốc độ tinh không thú dung hợp mà ra đời hoàn toàn mới độc hữu tộc quần. Tinh không ma hoàng thú liền như cùng như châu chấu, sẽ không ngừng di động, đem từng viên một tinh thần bên trên toàn bộ, đều tầm ăn lên hầu như không còn. Tinh vực đế quốc tuy là cũng có biện pháp đối phó cái này tinh không ma hoàng thú, thế nhưng phải hao phí thời gian rất dài, còn muốn trả giá giá không nhỏ, sở dĩ vừa lúc thuận thế đem này tin lộ tặng cho Minh Hoàng Tông. Ở tinh vực đế quốc xem ra, Minh Hoàng Tông coi như có thể tiêu diệt tinh không ma hoàng thú, cũng cần trên trăm năm thời gian, hơn nữa trả giá cao khẳng định không nhỏ. Dù sao tin không ma hoàng thú đáng sợ nhất một điểm, chính là chẳng những không sợ chết, hơn nữa một ngày địch nhân vô cùng cường đại, sẽ trực tiếp tự sát thức xung phong, sau đó trực tiếp tự bạo. Bác giai tinh không ma hoàng thú, nếu như đánh lén thành công, thậm chí có khả năng nổ chết không phòng bị chút nào cửu giai cường giả đây cũng là tinh vực đế quốc vô cùng kiên kiện nguyên nhân. Nhưng mà, tinh không ma hoàng thú lần này gặp phải đối thủ, cũng là không lẳng lơ bắt đầu thua phân nửa cùng tọa hạ 500.000 tối cường làm công người chơi quân đoàn. TTT Là mấy triệu tinh không ma hoàng thú nhất tệ tự sát thức xung phong, chuẩn bị quần thể tự bạo giết chết địch nhân trước mắt lúc. Đáng sợ hơn một màn xảy ra. Các huynh đệ, bên trên. Lấy phát thanh thao đội hình tản ra. Lão tử tay trái thiên hỏa, tay phải thiên lôi, một chữ hỏa lôi thần liên bạo nổ. Các ngươi thích tự bạo. Ai, chúng ta cũng thích. Chỉ thấy không phát thanh thao quân đoàn người chơi, ở ba vị FC beta tân tú người chơi, băng ma tộc nhảy minh không muốn sống, nấu chảy ma tộc dạ minh thánh, đao ma tộc binh thần si vưu ba người dưới sự hướng dẫn, không nói hai lời, đồng dạng cấp tốc bày ra phát thanh thao đại trận, sau đó đồng thời nên đón không có bất kỳ chiêu số, không có bất kỳ loại loại thanh tú. Chữ Tạc đạp mã Rầm 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 Nhất thời, chấn động toàn bộ tinh không siêu cấp quân đoàn cấp tự bạo, đồng thời bạo phát. Tinh không ma hoàng thú điên cuồng tự sát thức xung phong trụ bạo nổ mà không phát thanh thao quân đoàn người chơi, không nói hai lời, cũng nhất tề tự bạo. Song phương đồng thời liều lên tự bạo. Tinh không ma hoàng thú một phương hầu như không cửa sổ vô tận, con số vượt lên trước 10 tỷ ở trên. Mà phát thanh thao quân đoàn người chơi tuy là nhân số xa trục không bằng đối phương, nhưng lại có thể vô hạn phục sinh. Tự bạo chút trắm, từ phục sinh trong đại điện thành thạo lao tới, bước trên vị diện chi môn, mấy lần truyền tống sau đó, liền nhanh chóng đạt đến chiến trường. Lập tức lần nữa thành thạo mà tự nhiên đứng thành phát thanh thao đội hình, lần thứ hai khởi xướng tự bạo xung phong. Rầm rầm rầm. Song phương tự bạo đối oanh, quả thực chấn động toàn trường, đám này nhảy phát thanh thao, bọn chúng đều là người điên. Dù sao có thể ở trong thực tế liên tục nhảy 18 giờ đồng hồ phát thanh thao gia hỏa, ngươi cảm thấy có thể bình thường sao? Quá hung tàn. Thật sự là quá hung tàn tự bảo lưu thật là như vậy khủng bố a à? Mặc dù không đau, nhưng ở ra trắm thời điểm, vẫn là rất khó chịu, một lần còn tốt, một giờ cách trắm mấy trăm lần, người bình thường đều không chịu được. Thế nhưng bọn họ có thể. Bởi vì bọn họ là phát thanh thao quân đoàn. Bên cạnh vây xem 10 vạn cày thuê quân đoàn, còn có 10 vạn tán tu người chơi quân đoàn, đều là không nhịn được cảm khái nói. Những thứ này nhảy phát thanh thao gia hỏa, thực sự quá hung tàn. Lập tức, cày thuê người chơi quân đoàn biểu hiện bắt đầu thanh tú thao tác tận dụng mọi thứ, bắt lại song phương tự bạo đối oanh khe hở, thao túng mấy trăm thiên hỏa phân thân, cấp tốc ở trong tinh không du tẩu, đem từng viên chết đi tinh không ma hoàng thú ma hạch lấy đi. Tuy là tinh không ma hoàng thú đại bộ phận cấp bậc rất thấp, bát giai hầu như không có bao nhiêu, nhiều nhất chính là lục giai cùng thất giai. Nhưng con ruồi mũi cũng là thịt A, à, lại tăng thêm tinh không ma hoàng thú con số thật sự là quá to lớn, khổng lồ như thế con số, lượng biến đã đủ gây nên biến chất, ngao ngao ngao. Mà một đầu bát giai đỉnh tiêm cấp tinh không ma hoàng đầu thú lĩnh, đang muốn chỉ huy dưới trướng tình không ma hoàng thú cải biến chiến thuật, đã bị đột nhiên nhất đau trực tiếp nhất đau lưỡng đoạn. Xuất thủ, tự nhiên là Gamma Beta Đại Lão, quan tam đao. Epsilon Beta manh tân đô liều mạng như vậy, chúng ta Gamma Beta làm sao có thể lạc hậu. Ngày hôm nay, chúng ta liền muốn giáo hội những thứ này manh mới, toàn bộ server tối cường quân đoàn, vĩnh viễn là ba chúng ta trắc đại lão đoàn. Quan tam đao vung tay lên, phía sau hơn vạn Gamma Beta người chơi nhất tề đi ra. Trăm người một tổ, hai hai tổ hợp, Nhân ma hợp nhất chi lực Lần thứ hai phát huy Gamma Beta người chơi nhóm dường như dao găm một dạng Tinh chuẩn đánh chết tinh không ma hoàng thú bên trong những thứ kia cao cấp tồn tại Đem tinh không ma hoàng thú thủ lĩnh cấp tồn tại một cái một cái tinh chuẩn kích sát Điều này sẽ đưa đến tinh không ma hoàng thú từng bước mất đi chỉ huy Toàn bộ giống như một đoàn loạn ma vậy mù kê nhi công kích Hoàn toàn không có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực Nửa ngày không đến Tinh không ma hoàng thú cũng nhanh băng diệt Ông 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 Lúc này tinh không ma hoàng thú trùng hậu lúc này mới ở mấy trăm ngàn hộ vệ châu chấu dưới sự bảo vệ mượn hộ vệ châu chấu nhắm lực lượng bay lên trời ở tinh thần mặt trái muốn len lén chạy trốn chỉ cần trùng hậu bất tử mặc kệ chết rồi bao nhiêu tinh không ma hoàng thú tối đa mấy năm thậm chí vài chục năm đều sẽ lần thứ hai sinh sôi nảy nở ra con số to lớn hơn tinh không ma hoàng bầy thú nhưng vào đúng lúc này một đạo thân ảnh một bước đi ra cùng tinh không ma hoàng thú trùng hậu vừa lúc cách xa nhau một cái tinh thần ai đi không lẳng lơ bắt đầu thua phân nữa Chương 1771 Tung tin vịt lại xuất hiện Nguồn Mê truyện audio.com Muốn chạy Đã từng, lão tử làm cho cái kia ghê tẩm lão hầu tử chạy rồi. Nhưng bây giờ, ta sẽ không lại làm cho bất luận cái gì một tên ở ta không lẳng lơ trước mặt đào tẩu. Không lẳng lơ lưu Một tỷ viêm tệ quyền 94 nói ma ngân không lẳng lơ bắt đầu thua phân nữa, trực tiếp toàn lực bạo phát, lập tức một quyền mà ra, trực tiếp đánh xuyên viên này đường kính ngàn dặm tinh thần khủng bố vô biên ma viêm chi quyền anh mặc tinh thần hạch tâm xuyên thấu toàn bộ tinh thần sau đó một kích đánh trúng muốn trốn chạy cửu giai cấp bậc tinh không ma hoàng thú trùng hậu phanh nhất thanh thúy hưởng tinh không ma hoàng thú trùng hậu bị không lẳng lơ bắt đầu thu phân nữa trực tiếp đánh xuyên tinh thần miễu sát theo trùng hậu chết thảm còn thừa lại tinh không ma hoàng thú nhất thời mất đi chiến ý toàn bộ loạn tung tùng phèo bị năm trăm ngàn ma tộc người chơi nhóm triệt để tiêu diệt đại gia làm không tệ không lẳng lơ bắt đầu thu phân nữa cũng không nghĩ đến Epsilon Beta mới gia nhập người chơi cư nhiên một cái so với một cái mạnh mẽ. Cái này tinh không ma hoàng bày thú tuyệt đối không kém. Kết quả liền nửa ngày đều không đứng vững đã bị đoàn diệt. Không lẳng lơ ba ba xoái phong cách. Ngạch, ta là nói, các ngươi một trận chiến này biểu hiện thật là khá. Vì không lẳng lơ ba ba mà chiến. Được rồi, vậy cứ tiếp tục tiếp theo khỏa tinh thần A. Gia sợi, không lẳng lơ ba ba. Theo không lẳng lơ bắt đầu thua phân nửa vung tay lên, 500.000 ma tộc tối cường làm công người chơi đoàn, liền dồn dập gào khóc, bắt đầu đi trước dưới một cái tinh thần. Ở 500.000 ma tộc tối cường làm công người chơi đoàn trong mắt, phía trước không phải gian nan gian khổ tinh lộ, mà là bảo mã đường. Không nên hỏi tại sao. Tuy là lão tử đã có hai chiếc bảo mã, thế nhưng... Một đôi hạnh phúc bảo mã, chẳng lẽ liền không thể dù có được một cái khả ái hài tử, cũng chính là để tam chiếc bảo mã sao? Đây mới là hạnh phúc một nhà xe A, đây cũng là rất hợp lý A. Vì vậy rất nhanh, tinh thần, Speedy Vegeta cũng không lẳng lơ bắt đầu thua phân nửa ba người, riêng phần mình mang theo dưới trướng số lượng cao người chơi quân đoàn, phân biệt dùng bất đồng phương thức, bắt đầu rồi một đường quét ngang nghiện ép. Ven đường từng cái tinh thần gặp phải tinh không bày thú cũng tốt, hoặc là không gian phong bạo, các loại tai ách chờ, các loại, toàn bộ đều bị tốc độ ánh sáng giải quyết. Một màn này, tự nhiên trung động vẫn len lén dòm ngó thần ma tháp bốn tầng thế lực khắp nơi. Hơn nữa thế lực khắp nơi đã phát hiện, tinh thần Speedy Vegeta cùng không lẳng lơ bắt đầu thu phân nửa ba vị phó tông chủ, riêng phận mình dưới trướng thành viên chủ lực, cơ bản toàn bộ đều là Minh Hoàng Tông tứ đại cùng ngũ đại đệ tử. Đang đến gần trăm vạn Minh Hoàng Tông đệ tử trong đại quân, sơ đại cùng nhị đại đệ tử hầu như không thấy được mấy cái. Nói cách khác, Minh Hoàng Tông vẹn vẹn phái ra trẻ nhất nhập môn tứ đại cùng ngũ đại đệ tử, cũng đã cường hãn như thế. Như vậy, Minh Hoàng Tông sơ đại cùng nhị đại đệ tử đâu? Sẽ có bao kinh khủng, Minh Hoàng Tông trưởng lão và Thái Thượng đâu? Nhưng rất nhanh, thế lực khắp nơi lại mộng ép. Bởi vì Minh Hoàng Tông hiện nay hiện ra người thứ tư tối cường đại thế lực, cũng là bị rất nhiều cường giả kiên kỵ chiến hùng tộc. Cũng ly khai thiên mệnh tinh, tới một cái không người khai phát quá tinh lộ tinh vực, sau đó. Lại bắt đầu tắm cùng các loại hải. Cái này chiến hùng tộc. Bọn họ muốn làm gì? Vì sao lão phu sống mười mấy vạn năm tuế nguyệt, làm sao suy đoán đều suy đoán không được? Xem không hiểu, thực sự xem không hiểu lão phu cho rằng chiến hùng tộc ly khai thiên mệnh tinh, tới nơi này không người khai phát quá tinh lộ tinh vực, là dự định bắt đầu từ con số không, sáng tạo ra mới tinh tinh lộ. Thế nhưng lão phu vạn vạn không nghĩ tới bọn họ cư nhiên mỗi ngày chính là tại cái kia tắm cùng uống tới ẹo lui, ba ngày qua, vẫn luôn không có nhất kiện chính sự. Không không các ngươi nói, có thể hay không, những thứ này chiến hùng tộc. Thật là đàn hát gia. Ha ha, một cái hát gia nhất tộc tiểu bối, lấy hóa thần cảnh thực lực, thuận tay một kích miễu sát rồi sở hữu cửu gia chiến lực, tìm lực vô hạn tinh vực đế quốc sư đoàn trưởng cấp cường giả. Tới, ngươi hát da một cái cho ta xem. Cái này chiến hùng tộc không phải là nhân tộc mặc cái da gấu chụp mũ sao? Tại sao muốn tự xưng chiến hùng tộc? Đối với, còn có, cái này chiến hùng tộc vẫn hô hùng ca tên kia. Rõ ràng chính là một đầu tiểu trư A, tại sao muốn kêu hùng ca? Tiểu trư người mặc da gấu sáu trang, chính là hùng ca rồi hả, thiên A, chiến hùng tộc đầu kia tiểu trư, lại vô thương đơn giết nhất tôn cửu giai tinh không thú. Quá kinh khủng cái gì chiến hùng tộc một đầu tiểu trư đều có thể đơn giết cửu giai tinh không thú cái gì chiến hùng trong tộc tùy tiện một con heo đều có thể một chân đập chết cửu giai tinh không thú cái gì chiến hùng tộc coi như một con heo đều có thể một khẩu khí đập chết một mảng lớn cửu giai tinh không thú thần ma tháp bốn tầng rất nhiều thế lực càng là vây xem chiến hùng tộc thì càng xem không hiểu càng là không thể nào hiểu được cùng nhìn thấu thì càng tràn đầy thần bí cùng không biết mà càng là như vậy tung tin việc cùng kiên kỵ lại càng tới càng nhiều mấu chốt nhất là, tung tin việc là biết càng truyền càng kéo. Ngẫm lại xem, Hùng Đạt Thân là Minh Hoàng Tông bốn vị phó tông chủ, vì sao không cùng còn lại ba vị phó tông chủ tranh đoạt tinh lộ? Vì sao không mang theo thực lực như vậy nghịch thiên chiến hùng tộc trực tiếp giành được một cái tinh lộ đi tới? Vì sao mỗi ngày muốn cùng hát gia giống nhau tại cái kia tắm cùng uống tới ẹo lui? Cái này như vậy kỳ là một màn phía sau. Nhất định có kỳ quạt linh. Chương 1772 Bọn họ vì sao vẫn bất động? Nguồn Mê audio.com. Hơn nữa mấu chốt nhất là, chiến hùng tộc nếu tự xưng nhất tộc, làm sao có khả năng mới? Chỉ có chính là tám ngàn người. Bọn họ càng nhiều hơn tộc nhân ở đâu? Trưởng bối đâu? Trưởng lão đâu? Lão tổ đâu? Một ngày không có nhìn trọng chiến hùng tộc hư thực, thần ma tháp bốn tầng rất nhiều thế lực, lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như đổi một đám cũng không phải chiến hùng tộc gia hỏa lớn lối như vậy như thế hắc gia đến chỗ lẻn tắm cùng nhảy nhót, sớm đã bị thấy ngứa mắt bốn tầng một vị đại năng một cái tác toàn bộ đập chết. Nhưng lúc này, một đạo thân ảnh lại mộng ép. Chính là sắp xếp xong xuôi nhằm vào chiến hùng tộc cường tuyệt nhất giết mai phục cùng bảy rập ma long bất hối, đám này chiến hùng tộc gia hỏa. Vì sao còn không di chuyển? Ma long bất hối nhìn lấy từ thiên mệnh tinh chuyển dời đến viên này mới tinh thần bên trên phía sau, trọn nhảy nhót ba ngày, cái kia đều không đi, mỗi ngày cùng hát gia giống nhau gào khóc chiến hùng tộc, quả là nhanh học máu ba vị tinh không thú vương đã an bài đúng lúc, tối cường mai phục cùng tuyệt sát đã chuẩn bị thỏa đáng. Thế nhưng vì sao? Vì sao những thứ này chiến hùng tộc gia hỏa, bọn họ chính là bất động? Ma Long bất hối đã chuẩn bị xong toàn bộ. Đã chọn một viên tuyệt hảo tinh thần, sẽ không tùy tiện bị bất kỳ thế lực nào phát hiện, có thể ở chỗ này vô thanh vô tức, không chịu bất kỳ quấy nhiễu nào tàn sát chiến hùng nhất tộc. Đồng thời ở chỗ này tỉ mỉ chuẩn bị đủ để cho bất kỳ thế lực nào động tâm mồi nhữ, tuyệt đối có thể cho chiến hùng tộc bị mắc lừa. Sau đó mấu chốt nhất chính là, ba vị ma long bất hối tốn hao giá thật lớn mới, chỉ có, mời tới tinh không thú vương cùng dưới trướng ức vạn đại quân, đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ chiến hùng tộc đến. Toàn bộ, đều bố trí hoàng mỹ vô khuyết. Nhưng mà, chiến hùng tộc nhất tộc tất cả nhân viên cũng không di chuyển, ba ngày thời gian, toàn bộ thần ma tháp bốn tầng nơi nào đều không đi, vẫn tại ngày đó thiên tắm cùng uống tới ẻo lui. Điều này làm cho ma long bất hối chuẩn bị xong tối cường bẫy rập cùng mai phục, toàn bộ thành bài biện. Như vậy cũng tốt so với thợ săn ở trong rừng cây đào một vạn cái bẫy rập, bố trí ba chục ngàn cái bẫy rập kẹp, toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, sau đó đợi ba ngày. Kết quả phát hiện con mồi đạp mã căn bản sẽ không xuất động, một mực tại trong động tắm. Cái này đạp mã cũng rất. Nhưng mà Long bất hối rất nhanh thì hít sâu một quốc gia khí, bình phục lại tới. Chiến hùng tộc hành động quỷ dị, mà lòng bất hối vẫn có chuẩn bị tâm tư, vì vậy vung tay lên. Rất nhanh, mấy trăm thân ảnh liền chậm rãi hiện lên ma Long bất hối phía sau. Đi thôi, dựa theo kế hoạch hành động. Là Theo Ma Long bất hối ra lệnh một tiếng, cái này mấy trăm cái thám tử rất nhanh thì tìm nhập chiến hùng tộc lãnh địa. Thế nhưng sau một lát, cái này mấy trăm cái thám tử lại toàn bộ đã trở về, còn từng cái mặt lộ vẻ xấu hổ màu sắc. Ma Long bất hối toàn bộ đều cảm giác không tốt lắm. Các ngươi có thể là lão tử dưới trướng có khả năng nhất nói biết nói, đồng thời tinh thông các loại thoại thuật, am hiểu nhất lừa dối chi đạo tinh nhuệ thám tử. Lão tử an bài các ngươi chính là đi lừa dối chiến hùng tộc đi trước mai phục địa điểm, vì sao thời gian ngắn như vậy, các ngươi liền toàn bộ đạp mã đã trở về. Tình huống gì? Thành công không? Ma Long bất hối nhịn không được hỏi. Không có. Những thứ này thám tử lúng túng trả lời. Các ngươi chẳng lẽ cũng không nói gì sao? Mai phục địa điểm có nghịch thiên đại cơ duyên, đây chính là tiên nhân cấp bậc cơ duyên. Hơn nữa đúng là thực sự. Ma Long bất hối nhịn không được nói rằng. Vì đem chiến hùng tộc lừa gạt vào vòng mai phục, mà lòng bất hối xác thực chuẩn bị một cái chân chính di tích cổ xưa bên trong sở hữu tiên nhân cấp cơ duyên hàng thật giá thật dù sao đối phó quỷ thần khó lường chiến hùng tộc dùng giả mồi nhữ ngược lại dễ dàng thất bại ở nhân tộc đoàn tuyệt thành tiên hơi thời đại này nhân tộc tối cường chính là đại đế sở hữu nhân tộc kẹt chết ở đại đế không có một cái thành công vũ hóa mà thành tiên quá như vậy lâu đời thời đại chân chính tiên nhân cơ duyên đối với nhân tộc lực hấp dẫn liền lớn nghịch thiên Chiến hùng tộc từ bản chất mà nói, vẫn là một nhóm nhân tộc, không có ngốc tử sẽ cho rằng những này nhân tộc mặc vào một thân da gấu bộ liền đạp mã đích thực thành cái gì chiến hùng tộc. Tuyệt đối không có khả năng. Dù sao nếu như những thứ này chiến hùng tộc nếu như là thực sự, đây chẳng phải là nói, lão tử bộ một thân long bì, chính là chân long tộc rồi hả? Bình thường một chút được không? Vì vậy ma long bất hối thì nhìn hướng mình đám thám tử, muốn nghe một chút trả lời. Bọn họ, bọn họ nói không đi, không có hứng thú. Một cái thám tử lúng túng trả lời nhưng mà, chiến hùng tộc nguyên thoại lại không phải cái này dạng. Gì? Tiên nhân cơ duyên. Tiên nhân coi là một kê nhi, huynh đệ ngươi xem cái này hát gia NPC, đương nhiên cầm hát gia tiên nhân cái loại này tiểu ma cà bông di sản lừa phỉnh chúng ta, hắn là không phải ngốc. Cái này thám tử đến nay đều không thể quên, chính mình chuyên môn tìm một cái thoạt nhìn lên ngu nhất, nhất hát gia chiến hùng tộc thành viên lừa dối, kết quả đối phương vẻ mặt ghét bỏ, dường như tiên nhân cấp bậc tồn tại, thực sự chính là một cái tiểu ma cà bông giống nhau. Ma lòng bất hối mộng ép cái kia, các ngươi chẳng lẽ không có nói cho bọn họ, không? Một mai phục địa điểm ngoại trừ tiên nhân cơ duyên, còn có chân long huyết mạch sao? Đây chính là một dọc thứ thiệt, chân long cổ giới bên trong, ngũ trảo kim long hỗn huyết hậu duệ, độc trảo kim long tinh huyết A, bọn họ chiến hùng tộc chắc là đi nhục thân lộ tuyến, làm sao lại buông tha? Ma long bất hối lại hỏi lần nữa. Dọc này độc trảo kim long tinh huyết, tự nhiên cũng là thực sự. Phàm là đối phương có hóa thần cảnh cấp bậc am hiểu tiềm ẩn dấu tinh huyết cường giả, đều có thể rất dễ dàng phát hiện cùng xác nhận. Đường đường một cái cường đại nghịch thiên chiến hùng tộc, luôn không khả năng liền một cái am hiểu tìm ẩn dấu tinh huyết cường giả đều không có chứ. Sở dĩ, mà lòng bất hối thật tò mò thám tử biết trả lời thế nào. Chương 1773 Ngươi xem cái này NPC, có phải hay không đi nhầm studio rồi hả? Nguồn Mê truyện audio com Chiến hùng tộc người ta nói, bọn họ Vẫn là không có hứng thú Khác một cái thám tử nhỏ giọng trả lời Nguyên thoại, tự nhiên là không thể nói thẳng. Gì? Độc trảo Kim Long. Ngươi có phải hay không hát gia? Này cũng cái gì phiên bản, như thế nào còn xuất ra liền alpha test phiên bản cũng không bằng cây kê ngoạn ý. Ngũ trảo Kim Long đế tổ tinh huyết hiện tại đều thành lục kim đại lão hàng ngày thức uống, lại còn lấy cái gì độc trảo Kim Long, vừa so sánh với ngũ thiếu bốn, nhìn một cái yếu bạo. Quy, huynh đệ ngươi xem cái này NPC, có phải hay không đi nhầm studio rồi hả? Hàng này chắc là Linh chắc chắc thí dụng NPCA, à? làm sao ở FC lần beta ra sân. Cẩu trù hoạch hắn ca thật sự có mau bệnh. Cái này thám tử nghe không hiểu cái gì linh trắc FC lần beta, càng nghe không hiểu cái gì phiên bản các loại, nhưng đối phương vậy thật là không có hứng thú chút nào, thậm chí nói lên độc trảo kim long tinh huyết, như cùng ở tại nói một cái cây kê một dạng ngữ khí, thật là chấn kinh rồi cái này thám tử. Mà Long bất hối lại tiếc ép. Lão tử đạp mã. Nhưng lập tức, mài Long bất hối lần thứ hai hít sâu một khẩu khí, bình phục lại tới. Không hoảng hốt, lão tử còn chuẩn bị một cái siêu cấp tất sát kỹ. 31 vì vậy ma long bất hối lập tức chậm rãi mở miệng. Các ngươi, chẳng lẽ cũng không nói gì sao? Ở mai phục địa điểm, còn có ta tỉ mỉ chuẩn bị, chân chính cùng hùng nhất tộc cường giả. Sở hữu thường cổ thời đại, đại địa chi hùng huyết mạch hậu duệ, một đầu thứ thiệt gấu cái tại cái kia sao? To lớn như vậy mồi nhữ, bọn họ chiến hùng tộc lại tất cả nhân viên đều là công, làm sao lại bỏ qua? Ma Long bất hối âm trầm mở miệng nói không sai, đây mới là ma long bất hối chuẩn bị cuối cùng một cái sát chiêu. Tốt. Giả thiết đám này chiến hùng tộc không phải là nhân tộc, mà là lấy nào đó nghịch thiên bí thuật, hóa hình làm người hùng tộc. Tuy là ma long bất hối thấy thế nào, làm sao đều là một nhóm nhân tộc. Nhưng giả thiết nếu như những thứ này chiến hùng tộc là thứ thiệt. Như vậy, nếu là cường đại chiến hùng nhất tộc, tự nhiên muốn tìm kiếm ngang nhau huyết mạch cấp bậc gấu chi nhất tộc tới gây giống đời sau. Mà chính mình chuẩn bị gấu cái, nhưng là sở hữu thượng cổ thời đại. Đại địa chi hùng huyết mạch hậu duệ a à, lấy yêu tộc gốc độ xem đây chính là nghịch thiên lực hấp dẫn a à, không có bất kỳ một cái công gấu có thể cự tuyệt huyết mạch tôn quý như thế còn dị thường cường đại gấu cái vì vậy ma long bất hối thì nhìn hướng về phía đám thám tử muốn biết chiến hùng tộc phải như thế nào mới có thể chịu cự cái này mồi nhử nói sau đó mình lúc này một cái sưng mặt sưng mũi thám tử đi ra vừa mở miệng lại khóc chính mình thật là dựa theo ma long bất hối an bài nói cái này mồi nhử a. À tuần tự, cặn kẻ không gì sánh được, thậm chí còn huyển hóa ra cái kia gấu cái mười ngàn thước cự đại bàn bạc, đại khí, hung hãn dáng người. Cái này đổi bất luận cái gì một cái gấu chi nhất tộc đích thực, đều tuyệt đối sẽ bị triệt để hấp dẫn chứ. Nhưng mà, nghe xong lời của mình, chiến hùng tộc đám người kia trực tiếp liền tạc qua. Cái này NPC đạp mã chính là bị điên rồi. Gấu cái. Gấu cái cái cây búa. Cậu trù hoạch nhất định là đố kỵ chúng ta vui sướng, không phải vậy làm sao sẽ phái đáng giận này NPC tới ác tâm chúng ta, lão tử thừa nhận như tử yếu kê, cũng cực kỳ cải bắp, Epsilon beta đều mở lâu như vậy, đều không biện pháp càng tam gia dây cửu dai bốt, nhưng cẩu trù hoạch ngươi đạp mã cũng quá tiện qua qua. Các huynh đệ, một chữ, cam hắn. Lão tử lên trước, ăn ta nghiêm tính. Như chết bát giai thiên khí bồn tắm, đã dết khác khó nhìn. Quần ẩu, nhất định phải quần ẩu. Mã Đức Bách trù hoạch không làm vào, chúng ta cũng không làm người, còn kinh sợ cái kê nhi a Âm hiểm. Cái này thám tử đến nay còn nhớ rõ, mình bị một đám chiến hùng tộc cường giả một trận quần ấu đánh đập tàn nhẫn, từng cái thủ đoạn tàn bạo mà mà bởi vì quá mức sợ hãi chiến hùng tộc, cái này thám tử hoàn toàn không dám hoàn thủ, chỉ có thể chịu đòn. Bất quá nói đến kỳ quái. Mình mới chính là 84 nói ma ngân thực lực, vì sao như vậy cường đại chiến năng tộc mấy trăm người quần ấu chính mình nửa ngày, tuy là đánh mình quả thật rất thảm. Bất quá lại hoàn toàn giết không chết chính mình. Thật kỳ quái a, à, không đúng. Cường đại Nghịch Thiên chiến hùng tộc muốn giết chính mình một cái 84 nói ma ngân yếu kê còn không đơn giản. Cái này rõ ràng cho thấy cố ý không giết chính mình, nghiêm trọng buông tay, chính là vì quần ấu chính mình một trận, sau đó thả chính mình sống sót trở về, như vậy mới có thể hung hăng nhục nhã cấp trên của chính mình, cũng chính là ra lệnh Ma Long bất hối a. À. Thật thông minh. Tuy là cái này chiến hùng tộc thấy thế nào đều là một đám hát gia, nhưng không nghĩ tới lại như vậy mưu tính sâu xa. Ma Long bất hối mộng ép. Làm sao có khả năng vì sao chiến hùng nhất tộc có thể chống cự sở hữu đại địa chi hùng huyết mạch gấu cái? Vì sao? Ma Long bất hối không thể hiểu được. Bất hối đại nhân, hiện tại, làm sao bây giờ? Lúc này, một cái cao giai thám tử nhìn không được cẩn thận thế hệ hai 520 hỏi. Chỉ có thể bắt đầu sử dụng dự bị kế hoạch. Ma Long bất hối chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt, lại như củ lóng lánh chấp nhất cùng không buông tha. Nếu những thứ này chiến hùng tộc cổ quái như vậy, liên tục kháng cự chính mình ba cái tối cường mồi nhữ như vậy không bằng đổi một cái chiến thuật. Nếu đám này chiến hùng tộc không động đậy, vậy không bằng. Làm cho ba vị tinh không thú vương mang theo đại quân đi tới nơi này không được sao? Ha ha, chiến hùng tộc, các ngươi thích thủ tại chỗ này cái kia đều không đi đúng không? Vậy các ngươi, cũng đừng đi. Vì vậy ma long bất hối vung tay lên, liền mang theo đám thám tử, tiểu nhiên nhi khứ. Ba ngày sau, đang ở tấm hùng đại bỗng nhiên đứng dậy, lập tức ung dung lên tiếng. À, chán ngán, ta muốn trở về tông môn các huynh đệ, đi đi, trực tiếp tự bạo về nhà đi. Theo gấu ốc cầm đầu tự bạo, 8.000 chiến hùng tộc người chơi nhóm dồn dập tìm một cái đẹp mắt tư thế tại chỗ tự bạo, trong nháy mắt tất cả nhân viên quay trở về tông môn. Mà lòng bất hối lưu lại nhìn chầm chầm chiến năng tộc đám thám tử, trong nháy mắt toàn bộ nghẹo đầu. Về đúc tê ép. Chương 1774. Gấu đâu? Cái kia quần hùng gấu đâu? Nguồn. Mê truyện audio.com Chiến hùng tộc. Chuẩn bị chịu chết đi là ma long bất hối mang theo ba vị tinh không thú vương cùng tòa hạ ức vạn đại quân rốt cuộc chạy tới viên này tinh thần phía sau chuẩn bị ý nhìn lấy chiến hùng tộc hủy diệt lúc lại mộng ép tiểu bối chiến hùng tộc ở đâu cửu đầu ma xà vương trong coi liếc mắt viên này rỗng tuếch tinh thần lập tức nhìn về phía ma long bất hối lúc này cửu đầu ma xà vương rất tức giận tuy là ma long bất hối dâng lên rất nhiều cực phẩm cùng đại giới đủ để cho cửu đầu ma xà vương đô rất hài lòng nguyện ý xuất thủ một lần giết chết cái này đáng chết chiến hùng tộc nhưng Ngươi đạp mã nói xong chiến hùng tộc đâu? Mang bản vương tới đây cộng lông cũng không có tinh thần làm cái gì. Là lừa dối bản vương sao? Nếu như ma long bất hối không thể cấp ra một cái câu trả lời hài lòng, cửu đầu ma xà vương không ngại làm cho ma long bất hối biết, tình không thú vương khủng bố. Ma long bất hối cũng trợn tròn mắt. Người đâu? Không đúng. Là đạp mã cái kia quần hùng đâu? Ma long bất hối lăng không vừa rơi xuống, liền rơi vào viên này tinh thần bên trên chiến hùng nhất tộc căn cứ, nhưng mà, một trận gió nhẹ thổi tới chiến hùng nhất tộc trong doanh địa ngoại trừ đầy đất cây kê vẫn không còn hình dáng bị ném bỏ bồn tắm ở ngoài một cái chiến năng tộc cũng không thấy đến rỗng tuyết. gấu đi thần không ma long bất hối trong nháy mắt là có thể cảm nhận được phía sau ba vị tinh không thú vương quét tới phẫn nộ ánh mắt rất hiển nhiên ba vị tinh không thú vương nhất định là cho rằng ma long bất hối đang đùa chính mình cho dù là ma long bất hối lúc này đều cảm giác quần có điểm mất qua đây ma long bất hối ra lệnh một tiếng Lưu thủ nơi đây phụ trách giám thị chiến hùng tộc mười mấy thám tử liền dồn dập hiện thân, nhưng từng cái biểu tình cổ quái. Chiến năng tộc đi đâu? Nói. Mặc kệ bọn hắn đi nơi nào, coi như là truyền tống, cũng sẽ có không gian quỷ tích, theo không gian khí tức, vẫn có khả năng tìm được bọn họ. Ma Long bất hối chậm rãi mở miệng, thần tình cũng là buông lỏng không ít. Không sai. Tuy là chiến hùng tộc đột nhiên ly khai viên này tinh thần, hoàn toàn ra khỏi Ma Long bất hối dự liệu, nhưng sự tình còn có cơ hội mặc kệ chiến hùng tộc đi nơi nào, chỉ cần theo bọn họ rời đi phương hướng truy kích đi qua, sau đó giao cho tinh không thú vương đi đối phó chiến hùng tộc liền được. Không hoảng hốt, không chút nào hoảng sợ. Nhưng mà, mười mấy thám tử do dự hồi lâu, lập tức trong đó lá gan lớn nhất một cái kiên trì lên tiếng. Liền, liền tại một nén nhang phía trước, chiến hùng tộc. Nhắm. Bọn họ làm sao vậy, ngươi đạp mã nói mau, không phải vậy giết ngươi. Bọn họ đột nhiên liền toàn bộ tự bạo trực tiếp tự sát rồi hả? ma long bất hối ánh mắt chuyển động gắt gao nhìn chăm chú vào nói chuyện thám tử nếu không phải là cái này thám tử là ma long bất hối tự mình bổ nhiệm ma long bất hối lúc này cũng hoài nghi chính mình thám tử có phải hay không bản tôn đã bị giết sau đó bị chiến hùng tộc len lén thay thế bởi vì này thám tử nói quả thực quá bất hợp lý ngươi lặp lại lần nữa chiến hùng tộc làm sao vậy chiến hùng tộc ở một nén nhang phía trước ở đại nhân nhanh đến phía trước lại đột nhiên toàn bộ tại chỗ tự bạo chết sạch sẽ ngươi là cảm thấy ta ma lòng bất hối là một hát gia sao đại nhân thuộc hạ nói những câu là thật a à, là thật cái này thám tử khóc cơ mơ nờ mình tới hiện tại đều không phản ứng kịp tung tin việc như vậy nghịch thiên cùng cường đại chiến hùng tộc đột nhiên một lời không hợp liền tất cả nhân viên tự bạo chết sạch sẽ cái này cơ mơ nờ nói ra cái này thám tử mình cũng không tin a à. nhưng vấn đề là đây chính là thực sự a à, ngươi là nói trong tộc một cái tiểu bối có thể lấy thất giai hóa thần cảnh thực lực một quyền miễu sát cửu giai chiến lực sư đoàn trưởng cấp cường giả nghịch thiên cường đại nhất tộc chiến hùng tộc, đột nhiên liền toàn bộ tại chỗ tự bạo cùng nhau tự sát. Là ý tứ này sao? Là. Ma Long bất hối nghẹo đầu. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đạp mã muốn cam cái gì kia mà. Lão tử đạp mã phía trước kế hoạch ước chừng 6 ngày thời gian, bỏ ra giá cả to lớn, thậm chí thỉnh động ba vị tinh không thú vương sau đó, muốn cam cái gì kia mà. Mau tới người bình thường nói cho ta biết được không? Ở Ma Long bất hối rơi vào nguy cơ thời điểm, gây nên toàn bộ thần ma tháp 4 tầng chấn động cùng hoảng sợ thời kỳ đó, rốt cuộc đã tới. Tới. Bắt đầu rồi. Ha ha, Minh Hoàng Tông đám gia hỏa, sợ rằng phải tao ương. Mặc dù không có thể tận mắt thấy một lần, nhưng rất nhanh Minh Hoàng Tông đám gia hỏa sẽ tổn thất nặng nề. Trang. Không ít các đại thế lực cao tầng đều là nhìn không được cười gằn. Mà đế tử Đồng Minh, tinh vực đế quốc cùng ngàn võ thánh điện lại là trước tiên đình chỉ toàn bộ trên tinh lộ hành động, làm cho dưới trướng thế lực cường giả đều thu liễm trở về. Thời kỳ này một ngày bắt đầu, cho dù là tam phương nhất cường thế lực cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì thần ma tháp bốn tầng cái kia vị tồn tại, thức tỉnh. Các huynh đệ, cùng ta đi lên. Ngày hôm nay ít nhất phải cầm xuống 10 viên tinh thần. Tinh thần cười ha ha một tiếng, vung tay lên, liền mang theo tinh thần điện người chơi nhóm gạo khóc bắt đầu rồi hôm nay tinh lộ hành trình. Các vị các nhân viên, khai công. CD Vegeta dưới trướng từng cái quản lý nhóm, dồn dập tổ chức lấy 10 vạn nhân viên người chơi nhóm bắt đầu rồi hành động công tác. Vì không lẳng lơ ba soái mà chiến. 500.000 ma tộc làm công đoàn người chơi nhóm dồn dập Mỹ tư tư bắt đầu rồi hôm nay làm công. Sau đó tam phương thế lực vừa bước vào tinh không, liền thấy xuất hiện trước mắt ba vị tư thái khác nhau, khí tức cường đại sâu không thấy đấy tồn tại. Tinh không thú vương. Chương 1775. Vì sao cái này quái nhỏ như vậy, lại mạnh như vậy? Nguồn Mê truyện audio.com Từng Đồ chơi này là cái gì? Tinh thần sửng sốt, nhìn trước mắt chỉ có chính là mấy trăm mét lớn nhỏ thân ảnh Giảng đạo lý, tinh thần vẫn là đợi một lần nhìn thấy nhỏ như vậy tinh không thú Bất quá, không rõ, tinh thần lại có thể cảm giác được vị này nho nhỏ tinh không thú dường như không đơn giản, thực lực dường như tương đương cường hãn. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực Đại gia không nên khinh thường Nghe ta chỉ huy, 10 cái binh đoàn chuẩn bị cùng nhau chiến đấu thần mộc xe tăng đi lên trước, sau đó quỷ thần cùng rõ ràng kiếm giờ sơ đoàn chuẩn bị giờ sơ tập hỏa. Tinh thần thông thạo chỉ huy, cấp tốc bày binh bố trận, sau đó theo tinh thần gầm nhẹ một tiếng, khai quái. Ba giây đồng hồ sau đó. Đứng ở phục sinh trong đại điện, tinh thần nghẹo đầu, lại quay đầu nhìn phía sau đồng dạng vẻ mặt mộng bức hơn trăm ngàn tinh thần điện người chơi. Cái này đạp mã chính là cái quỷ gì? Cẩu trù hoạch ngươi có phải hay không bệnh tâm thần? Vì sao cái này quái nhỏ như vậy, lại đạp mã mạnh như vậy? 533 lão tử cam cẩu trù hoạch hắn ca à a ta, ta Tinh thần học máu. Thực sự học máu. Cái này mới đấu võ, đối phương một kích trực tiếp quét ngang tinh không, mình và tinh thần điện người chơi trong nháy mắt liền đoàn diệt. Liền đạp mã mình tại sao ở ra rắm đều không thấy rõ. Ung ung. Nhưng vào lúc này, phục sinh trong đại điện quang mang lóe lên. Vẽ mặt mộng bức Speedy Vegeta, còn có 10 vạn kim long tộc người chơi cũng xuất hiện ở phục sinh trong đại điện ta là ai? Ta ở đâu? Chuyện gì xảy ra? Vegeta vẽ mặt mộng bức hỏi. Ung ung. Nhưng vào lúc này, quan mang lại là lóe lên. Sau một khắc, toàn bộ phục sinh đại điện nhất thời người đông nghìn nghiệp Ước chừng 500.000 thân ảnh nhất tề xuất hiện, chính là Delta Beta cùng Epsilon Beta ma tộc làm công đoàn người chơi nhóm, mọi người đều là nghẹo đầu. Ngoa tao. Cái quỷ gì? Đến cùng đạp mã cái quỷ gì? Ta chết như thế nào? Không lẳng lơ bắt đầu thua phân nửa cúi đầu nhìn một chút chính mình ma khu, lại xoay người nhìn phía sau quan tam đao Vô cùng ngạc nhiên mà hỏi Không phải, không biết Quan lan nhận cũng mộng ép Toàn bộ, phát sinh quá nhanh Quan tam đao chỉ thấy cái kia nhất tôn ngàn mét Hỏa nhỏ tinh không thú há mồm Ngay sau đó không gian xung quanh vặn vẹo Vô số quan ảnh lóe lên Sau đó chính mình liền ra hiện tại phục sinh đại điện Liền 94 nói ma ngân không lẳng lơ Bắt đầu thua phân nửa đều bị thúng dây Cái kia cản đường ngàn mét lớn nhỏ tinh không thú Đến cùng đạp mà chính là đồ chơi gì Lão tử không phục. Tinh thần gầm nhẹ một tiếng, lập tức vung tay lên, mang theo tinh thần điện người chơi vội và dết đi ra ngoài. Ha ha, ta kim long tộc đường đi tới trước, làm sao có khả năng bị ngăn cản. Mới vừa rồi là lão tử chết quá nhanh không phản ứng kịp. Cái này một lần, lão tử trực tiếp mở đại. Svidi Vegeta một tiếng gầm, cũng là mang theo mười vạn kim long tộc người chơi nhóm sông bảy đi ra ngoài. Ta nổi giận. Không bắt đầu thua phân nữa cũng nổi giận. Mã Đức chính mình bây giờ 94 nói ma ngân, tại sao phải bị bí mật? Lão tử dưỡng hiện giờ là sao nhiều là giả sao? Nếu như là phiên bản cuối cùng bốt miễu sát chính mình, mình có thể tiếp thu. Nhưng ngươi đạp mã mạc danh kỳ dịu đụng tới một con tiểu quái trực tiếp đem mình và tọa hạ 500.000 đám player thể miễu sát. Cái này liền thật là quá đáng rồi chứ. Tái chiến. Không lẳng lơ bắt đầu thu phân nữa đó là căn bản không phục, trực tiếp vung tay lên, mang theo 500.000 ma tộc người chơi liền xông ra ngoài. Phút sau đó theo quan mang lóe lên. Tinh thần, Speedy Vegeta cùng không lẳng lơ bắt đầu thua phân nửa ba người lần thứ hai đứng ở phục sinh trong đại điện hai mặt nhìn nhau. Ba người phía sau, vượt lên trước 700.000 người chơi đại quân bọn chúng đều là nghẹo đầu. Lão tử đạp mã tại sao lại bị miễu sát rồi? Cẩu trù hoạch ngươi bị điên rồi. Tình huống không thích hợp, cái này cản đường tinh không thú tuyệt đối không phải cửu dai, cửu dai tinh không thú không có khả năng kinh khủng như vậy. Tinh thần lúc này cũng phản ứng kịp tình huống không thích hợp. Đối phương rõ ràng không có xuất toàn lực, cảm giác giống như là thuận tay một kích, cạnh mình trong nháy mắt đoàn diệt, thậm chí rất nhiều người chơi đều không biết mình tại sao chút trắm. Cái này liền nói rõ ngăn cản tại chính mình tinh thần điện đi tới trên tinh lộ cái kia quỷ dị tinh không thú, tuyệt đối không phải cửu giai cấp bậc. Càng giống như là thập giai. Quá mức. Càng mạnh. Không riêng tinh thần ba người đã nhận ra không thích hợp, phía sau vượt lên trước 700.000 người chơi cũng tạc qua. Cái quỷ gì? Vì sao lão tử mới bày ra phát thanh cầm lên cử chỉ, người sẽ không có. Ta chết như thế nào? ngươi thấy được sao lão tử xiên nướng đâu vừa rồi đấu võ ta mới móc ra xiên nướng người sẽ không có cái này bê trò chơi vì sao chỉ có thể trói chặt trang bị không thể trói chặt xiên nướng chúng ta là không phải chạy sai bản đồ lầm vào cao giai bản đồ không sai a à, đè kịch tình đi đây chính là npc an bài tinh lộ a à, chẳng lẽ npc ở hại chúng ta hay sao tốt chen a à, cái này phục sinh đại điện có phải hay không nên thăng cấp mã đức nhiều người như vậy nhét chung một chỗ xuống hồng hồng cam ai còn đánh trắm, Chúng mới sống lại người chơi trực tiếp liền chen đầy FC lân beta thời đại hoàn toàn mới thăng cấp phục sinh đại điện, cũng may mà cái này phục sinh đại điện xây dựng cực kỳ bàn bạc khí phách, càng là siêu cấp cự đại, không phải vậy sớm đã bị nhiều như vậy người chơi bóp vỡ. Đi, liên lạc tinh thần đấu giá hội NPC. Ta muốn tìm hiểu một chút đến cùng tình huống gì. Tinh thần hai lần đoàn diệt sau đó, cũng không có vội và tái chiến, mà là trước ngưng đi tới, bắt đầu thu thập tình báo. Sweetie Vegeta cũng đã nhận ra không thích hợp, lão tử cả kia cái tất sát kỹ cũng không kịp dùng đã bị miễu sát rồi. Đây tuyệt đối không phải cửu giai tinh không thú. Khó nói. PGC. A à Minh đám người kia ở hố lão tử. Chương 1776. Tinh không thú vương. Nguồn. Mê truyện audio com Vì vậy Speedy Vegeta cũng tạm dừng tiến công, an bài tọa hạ quản lý nhóm đi tìm bạch hồ tộc thu thập tình báo. Lão tử không phục. Mà không tao bắt đầu thua phân nữa đó là 100 cái không phục mang theo 500.000 ma tộc làm công đoàn người chơi lần lượt tái chiến. Sau đó, nhiều lần trở lại phục sinh đại điện. Rốt cuộc ở liên tục đoàn diệt 18 lần sau đó, không lẳng lơ bắt đầu thua phân nửa học máu. Giờ khắc này, mình tại sao cảm giác giống như năm đó bị đà đà chi phối thời đại. Bất quá nhưng vào lúc này, tinh thần cùng Speedy Vegeta hai bên đều rất nhanh thu thập đủ tình báo. Tinh không thú vương, thập vĩ ma ưng vương tinh thần sẽ thấy tin không thú vẻ ngoài Strange sau đó ở trong game vẽ hoàn tất phát tinh thần đấu giá hội sau đó, rất nhanh thì thu đến trở về phục. Nguyên lai, like, ngăn cản tinh thần cùng tinh thần điện ngoạn gia cái kia vài trăm thước cao thấp, hoặc nhìn lên thật rất nhỏ tin không thú. Cư nhiên đạp mã chính là tin không thú vương. Kham này đại đế tồn tại. Hơn nữa, cái này thập vĩ ma ưng vương là cực kỳ hiếm thấy cô lan hình tinh không thú, dưới trướng cũng không có hại nhất tinh không thú tiểu đệ, nhưng cùng lúc cũng nói. Cái này thập vĩ ma ưng vương thực lực cường đại đến tự thân một cái, cũng đủ để cùng còn lại mang theo ức vạn tinh không thú tiểu đệ tinh không thú vương bình khởi bình tọa. Cái kia, cái này thập vĩ ma ưng vương tại sao phải ngăn ở chúng ta trên tinh lộ? Tinh thần không hiểu lần thứ hai hỏi. Mà tinh thần đấu giá hội bên kia chuyên phái mấy người qua đây giải thích cặn kẽ một cái. Tinh thần phó tông chủ đại nhân là như vậy. Các ngươi đi tới quá nhanh, không có tới kịp báo cho biết các ngươi. Cái này thần ma tháp bốn tầng, cách mỗi hơn ngàn năm, biết tiến nhập một cái đặc thù thời kỳ cái này đặc thù thời kỳ sẽ kéo dài mấy năm tả hữu, ở nơi này đặc thù thời kỳ bên trong, tinh không thú vương sẽ rời đi địa bàn của mình, khắp nơi loạn mật. Trong đó rất nhiều tinh không thú vương sẽ xuất hiện tại chính cái trên tinh lộ, đều tự tìm nhất tinh thần hoặc là một mảnh tinh không khu vực ngồi sống cái kia, mãi cho đến cái này đặc thù thời kỳ kết thúc. Tự hồ đang những thứ này tinh không thú vương xem ra, chính cái tinh lộ là tương đối an toàn rất nhiều giải đất. Cái này thập vĩ ma ưng vương, mỗi lần đều sẽ xuất hiện ở tinh thần phó tông chủ đại nhân phía trước đến viên kia tinh thần bên trên sau đó vẫn đợi đã nhiều năm mãi cho đến đặc thù thời kỳ kết thúc nó sẽ ly khai tinh thần phó tông chủ đại nhân đừng lo lắng chỉ cần chờ tới mấy năm đặc thù thời kỳ kết thúc có thể yên tâm tiếp tục khai thác tinh lộ tinh thần đấu giá hội mấy cái thâm niên tu sĩ dồn dập kiên nhẫn giải thích đến cũng biểu thị gặp phải việc này là bình thường đừng lo lắng chờ mấy năm liền xong chuyện đồ chơi gì chờ mấy năm tinh thần nghe xong cả người đều nổ cái này tinh không thú vương thập vĩ ma ưng vương trực tiếp ngăn ở chính mình đường phải đi qua bên trên chờ đợi chính là mấy năm, cái này đạp mã ai chịu nổi. Thật chờ thêm mấy năm, cơ mờ nờ lão tử đều bỏ bơi được không? Cái này cẩu trù hoạch có phải hay không bệnh tâm thần? Mạc danh kỳ diệu, an bài một đống đại đế cấp tinh không thú vương khắp nơi lưu thất chặn đường. Tinh không thú vương, thôn tinh mãn xà. Suy đi Vegeta cũng từ bạch hồ tộc phái tới trưởng lão nơi đây biết được ngăn cản chính mình đường đi tới trước tinh không thú là cái gì? Có thể so với đại đế tinh không thú vương, nói cách khác, dựa theo trò chơi góc độ xem, ngăn trở chính mình đường đi tới trước, là tới phiên bản cuối cùng bốt cấp tồn tại. Cơ mơ nợ, điều này có thể đánh thắng được chỉ thấy quỷ. Giờ khắc này, liền Speedy Vegeta đều tức giận nghĩ hết bàn, hận không thể lập tức bỏ ra nhiều tiền mướn một vạn đại hán làm cho cậu trù hoạch cùng hắn ca biết hoa kia vì sao lại hồng. Quá bất hợp lý. Thật sự là quá bất hợp lý. Đồ chơi gì? Tin không thú vương không lẳng lơ bắt đầu thua phân nửa từ tinh thần cùng Speedy vegeta nơi đó sau khi nhận được tin tức trước thổ huyết lập tức lại an ủi không ít không học máu là cậu trù hoạch quả nhiên không phải người vui mừng lại là mình bị dây quả nhiên không phải là mình quá yếu mà là cậu trù hoạch bệnh tâm thần tin không thú vương đó là có thể so với tới phiên bản cuối cùng bốt tồn tại mình tại sao khả năng thắng rồi hả vì vậy tinh thần Speedy vegeta cùng không lẳng lơ bắt đầu thua phân nửa ba người lập tức gặp mặt khẩn cấp tổ chức chiến đấu hội nghị ba người dưới trướng cao tầng người chơi nhóm cũng là dồn dập gia nhập vào cùng nhau thương thảo. Nói chung tình huống chính là này, tinh không thú vương định vị là tới phiên bản cuối cùng bốt cấp bậc, đánh là khẳng định không đánh lại, căn bản không cần nếm thử. Đại gia nói một chút làm thế nào chứ? Tinh thần đầu tiên mở miệng, trực tiếp nói. Chúng ta có thể đường vòng thử xem, dù sao chúng ta tinh thần điện hạm đội nhiều như vậy, phân tán ra tránh khai cái này thập vĩ ma ưng không được sao? Mà Đông Hải đệ một cái mở miệng hỏi. Cái này ta tự nhiên nghĩ qua, thế nhưng không được một ngày ly khai tinh lộ liền hoàn toàn tìm không được phương hướng rồi chẳng những dễ dàng lạc đường hơn nữa hầu như rất khó sẽ tìm trở về tinh thần lại lắc đầu đường vòng phương pháp tinh thần tự nhiên là nghĩ tới thế nhưng thần ma tháp bốn tầng nhưng là vô tận tinh không trên dưới trái phải trước sau đều có thể di động thế giới liền như cùng hắc ám thế giới dưới nước giống nhau có tinh lộ lời nói chỉ cần dọc theo tinh lộ đi tới liền có thể nhưng là một ngày ly khai tinh lộ, vậy coi như là tinh thần đấu giá hội đều biểu thị không có nắm chắc có thể xác nhận phương hướng, hơn nữa tinh lộ từ trên lý thuyết mà nói là đã dò rõ an toàn nhất một con đường. Ly khai tinh lộ, càng thêm hung hiểm. Vậy không bằng cái này dạng, ba chúng ta phương hội hợp ở một cái tinh lộ, tập hợp tất cả mọi người lực lượng, cùng nhau tiến công. đi Vegeta lúc này ung dung mở miệng, đồng thời nhìn về phía không lẳng lơ bắt đầu thu phân nữa. Cũng là thời điểm làm cho Tinh Không Thú Vương biết một chút về Tào Di Tơ thực lực. Svidi Vegeta khóe miệng một phát, đắc ý nói xấu. Chương 1777 Vì sao Mika có thể, lão tử lại không được? Nguồn Mê truyện audio.com Lẳng lơ Vegeta sao? Có thể thử xem a. À. Tinh thần hai mắt sáng lên. Lẳng lơ Vegeta nhưng là không lẳng lơ bắt đầu thua phân nữa cùng Svidi Vegeta dung hợp tồn tại, chiến lực mạnh, quả thực có thể nói khủng bố ở Gamma Beta thời đại. Vương Luffy lẳng lơ Vegeta, càng là trước đây được khen là toàn bộ server tối cường không tranh cãi chút nào tồn tại. Mà bây giờ, Speedy Vegeta đã bước vào siêu bốn bên trên lĩnh vực. Mà không lưu bắt đầu thua phân nữa lại là sở hữu 94 nói ma ngân nói cách khác, lẳng lơ Vegeta thực lực so với trước đây cường đại hơn vô số lần. Ừm, chúng ta liên thủ, tuyệt đối ổn. Không bắt đầu thua phân nữa cũng rất tán thành. Sau đó một bếp hương sau đó. Khủ khủ khủ, dường như, còn giống như là không được đứng ở phục sinh trong đại điện, Speedy Vegeta nhìn lấy tinh thần cùng 47 không lẳng lơ bắt đầu thua phân nữa, ca mang lúng túng nói. Tập hợp ba vị phó tông chủ cùng tòa hạ vượt lên trước 700.000 người chơi, quả thật có biến hóa. Phía trước là ba giai đoạn diệt. Bây giờ là 4 giây. Lẳng lơ Vegeta xác thực rất mạnh, quan lẳng lơ Vegeta là hơn kiên trì ước chừng một giây. Có tiến bộ. Quả thật có tiến bộ. Nhưng mà, vẫn không có cái gì trứng dùng. Ta cảm thấy, không bằng cùng Tinh Không Thú Vương giảng đạo lý thử xem. Trò chơi này bên trong cao giai ma thú đều là rất có trí khôn, chúng ta cũng không phải là cùng Tinh Không Thú Vương đoạt địa bàn, chỉ là mượn cái đi ngang qua đi mà thôi. Lúc này, gamma beta người chơi đại nhân thời đại thay đổi mở miệng nói, "Gì? Có thể thử nhìn một chút a." À? Tinh thần lại là hai mắt sáng lên. Trò chơi này bên trong rất nhiều cao giai ma thú đều có thể miệng nói tiếng người, thậm chí Thiên Hỏa Ma Ngục Tâm viêm rõ ràng chính là một đám lửa đều có thể biến thân thành lão gia gia tư thái, trí tuệ cực cao. Sở dĩ cái này tinh không thú vương khẳng định trí tuệ rất cao, nói không chừng còn có thể biến thân người trưởng thành, vạn nhất một phần vạn còn có thể hóa hình biến thành một cái mùi tử, tỉ như bạch mau tiểu lô ly. Khủ khủ khủ. Nói chung, có thể thử nhìn một chút a, à, 10 phút sau. Khủ khủ khủ, dường như, đối phương thực sự không nói đạo lý ai đứng ở phục sinh trong đại điện, đại nhân thời đại thay đổi lúng túng nói. Ta có biện pháp. Lúc này, Epsilon Beta Man mới nhảy minh không muốn sống đứng dậy. Biện pháp gì? Tinh thần đám người đều là dồn dập nhìn về phía cái này phát thanh thao quân đoàn lĩnh quân cấp người chơi. Năm đó Mì Ca nhảy phát thanh thao, chinh phục ngũ tám kim long đế tổ, còn làm cho ngũ trảo kim long đế tổ hô đại ca. Như vậy ngày hôm nay, chúng ta cũng có thể tập hợp 300,000 người chơi cùng nhau nhảy phát thanh thao, dùng phát thanh thao nhiệt tình, đi cảm động cái này chặn đường tin không thú vương. Diệu Minh không muốn sống lớn tiếng nói, cả người đều tràn đầy tự tin tinh thần tuy là cảm giác dường như nơi nào không đúng lắm, thế nhưng trò chơi này bên trong không bình thường địa phương rất nhiều, cái này kỳ lạ bên trong kỳ lạ biện pháp, nói không chừng. Thật vẫn hữu hiệu đâu. Dù sao có mì ca năm đó án lệ thành công A, à, lại tăng thêm diệu minh không muốn sống đám người ở phát thanh thao ở trên nghề nghiệp trình độ viễn siêu mì ca. Tập hợp không từng cái ở phát thanh thao bên trên nghiền tự mì ca phát thanh thao cường giả quân đoàn, nói không phải. Thật sự có đùa dẫn A, à, có thể thử xem A. À. Tinh thần lần thứ ba hai mắt sáng lên nói rằng vì vậy Diệu Minh không muốn sống phất tay một cái, mang theo dạ Minh Thánh cùng binh thần si vưu cùng với không phát thanh thao quân đoàn người chơi tràn ngập tự tin bắt đầu rồi hành động. Sau đó thổ phúc sau. Phục sinh trong đại điện quang mang lóe lên. không phát thanh thao quân đoàn người chơi liền vẽ mặt mộng bức xuất hiện. Chờ một chút, có thể là chúng ta nâng tay tư thế không đúng. Lần này đổi một cái tinh không thú vương, dùng gấp hai tốc độ thử xem. Diệu Minh không muốn sống không phục nói rằng. Thế nhưng mấy phút sau đó, 300,000 người chơi lại xuất hiện ở phục sinh đại điện. Không đúng, có thể là y phục của chúng ta khó coi, đại gia không muốn mặc quần áo. Đi. Rầm rầm rầm. Mã Đức, nhất định là chúng ta không đủ nhiệt tình. Cái này một lần, chúng ta cùng nhau thiêu đốt thiên hỏa nhảy. Rầm rầm rầm. Tại sao sẽ như vậy? Vì sao mì ca nhảy xa điêu khí tức là có thể lừa dối thành công ngũ trảo kim long đế tổ? vì sao ba chúng ta mười vạn càng thông thạo phát thanh thao nghề nghiệp quân đoàn ngay cả một tinh không thú vương đều lừa dối không được. Cái này đạp mã chính là vì sao? Lão tử không phục, các huynh đệ, đổi một tư thế, lại tới một lần. Rầm rầm rầm. Một giờ sau, Diệu Minh không muốn sống rốt cuộc khóc, đứng ở phục sinh trong đại điện, triệt để khóc. Vì sao? Vì sao Mì Ca có thể, lão tử lại không được? Mình và Mì Ca đến cùng chênh lệch ở đâu? Rõ ràng chính mình so với Mì Ca đẹp trai hơn, càng mạnh, càng phong cách, đi ăn mán khác tư thế càng nghề nghiệp. vì sao mì ca thành công? tự tử không muốn không muốn. vì sao? lúc này còn lại người chơi cũng dồn dập lên tiếng, dồn dập dần lên chính mình bí sách. muốn ta nói, sở hữu quỷ thần lưu người chơi cùng tiếng lên. nâng tay trực tiếp mở đại, cùng đối phương cực hạn đổi một lần một. sở hữu quỷ văn chính các huynh đệ tập hợp, cùng lão tử bên trên. rầm rầm rầm. rõ ràng kiếm lưu mới là mạnh nhất, rõ ràng kiếm lưu quân đoàn tập hợp đại gia nghe cho kỹ, vừa nhìn thấy cái kia tinh không thú vương, trực tiếp bỏ rơi đại, lão tử cũng không tin mấy, ngàn phát kiếm lạc tinh hà cùng nhau bỏ rơi tinh không thú vương trên mặt dây không rơi cái kia hàng. Rầm rầm rầm. Ha ha ha, hát gia mới, chỉ có, đối kháng, cái này tinh không thú vương tuyệt đối là công, chúng ta trực tiếp biến ảo thành mẫu, lấy lão tử xinh đẹp, tuyệt đối thành công. Không, tám rầm rầm rầm. Ngu sao? Cứng trắng không được, Tới mềm a, đại gia chuẩn bị xong ăn uống, muốn chinh phục một đầu tinh không thú vương, liền muốn trước chinh phục nó dạ dày. Thời đại này, là mỹ thực chảy thời đại được không? Rầm rầm rầm. Những thứ này ngu ngốc, nhân gia gọi tinh không thú vương, từ khóa là cái gì? Là vương a, sở dĩ chúng ta đi qua trực tiếp nhận thức tinh không thú vương làm lão đại không phải ổn. Nếu đánh không lại, vậy gia nhập vào a. Rầm rầm rầm. Trải qua một ngày nỗ lực, từ alpha test đến epsilon beta người chơi nhóm thử vô số biện pháp hơn nữa càng ngày càng kỳ lạ biến hóa, nhưng cuối cùng trải qua cố gắng của mọi người. Cuối cùng toàn bộ thất bại. Chương 1778 Ngục Sirius Tinh Không Long Nguồn Mê Truyện Audio Com Trước không nói chuyện phía sau trên tinh lộ còn sẽ có bao nhiêu tinh không thú vương cùng chứng ngại vật, chỉ là trước mắt cái này ba vị tinh không thú vương liền như cùng ba hòn núi lớn một dạng, trực tiếp lấp kín sở hữu ngoạn gia đường đi tới trước. Thiên thảm bại, đại bộ phận người chơi lúc này đều rối rít lo gút đi nghỉ, đi Vegeta cùng không lẳng lơ bắt đầu thua phân nữa cũng không khỏi không lo gút, xử lý một chút lam thủy tinh trong thực tế sự vụ. Minh Hoàng Tông trong đại điện, lúc này chỉ còn lại có tinh thần cùng số ít cả người là gan người chơi. Mã Đức, cái này cẩu trù hoạch đầu óc có độc. Tinh thần tức giận một quyền đập vỡ trước mắt cái bàn. Tinh thần nghĩ tới thần ma tháp 4 tầng e rằng rất khó, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, khó khăn như vậy thái quá. Cái này tinh lộ đi liền một phần 10 cũng chưa tới. Kết quả đột nhiên liền chà một đầu có thể so với đại đế cấp tới phiên bản cuối cùng bốt cấp bậc tinh không thú vương chặn đường, còn đạp mã nương nhờ trên tinh lộ 31 không đi. Hơn nữa cái này tinh không thú vương căn bản không giảng đạo lý, khó chơi, lấy cái gì biện pháp, đều không thể câu thông cùng mượn đường. Người chơi chỉ cần tới gần, những thứ này tinh không thú vương không nói hai lời trực tiếp mở đại dây người. Hoàn toàn không nói đạo lý. Làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn tại chỗ chờ thêm thời gian mấy năm? Chờ, các loại, những thứ này tinh không thú vương, vì sao không ở mình nguyên lai địa bàn đợi, mà là muốn đến chỗ lưu thất, mà nhãn tại sao ta cảm giác những thứ này tinh không thú vương ngồi sống trên tinh lộ đổ thừa không đi, giống như là chạy tới trốn ở chỗ này tị nạn. Đây rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ nói là có nhân vật đáng sợ nào xua đuổi bọn họ, có thể dùng bọn họ bị ép ly khai ban đầu địa bàn hay sao? Tinh thần hai mắt lần thứ tư sáng lên, cảm giác mình phát hiện điểm mù. Vì vậy tinh thần Hỏa tốc liên lạc tinh thần đấu giá hội. Tinh thần đấu giá hội bên kia rất là khiếp sợ. Ngươi đường đường một cái minh hoàng tông tiến quân thần ma tháp tầng thứ tư trọng đại như thế hành động, thậm chí ngay cả thần ma tháp bốn tầng chuyện trọng yếu như vậy cũng không biết sao. Tinh thần phó tông chủ đại nhân, thần ma tháp bốn tầng mặc dù có đế tử đồng minh, tinh vực đế quốc còn có ngàn võ thánh điện tam phương nhất cường thế lực, thế nhưng, bọn họ chỉ là leo tháp giả tạo thành thế lực. Ở thần ma tháp bốn tầng, còn có mặt khác hai cổ càng thêm thế lực cường đại. Một phương, là thần ma tháp bốn tầng bán giả đơn bản địa. Bọn họ chiếm đoạt một ít chạch hướng chính cái tinh lộ từng cái tinh vực, trên cơ bản sẽ không rời đi riêng mình tinh vực, thế nhưng những thứ này cổ giả trụ dân thực lực cực kỳ đáng sợ, coi như là đế tử đồng minh hoặc là tinh không thú vương cũng sẽ không đơn giản đi trêu chọc bọn hắn chính, nhưng so với cái này chút cổ giả đơn bản địa nhân vật càng khủng bố hơn, tự nhiên, chính là thần quản tháp 4 tầng bá chủ thực sự, tinh không thú vương. Tinh không thú vương là có thể so với đại đế tồn tại vẫn còn ở thần ma tháp 4 tầng đau khổ leo tháp cường giả, cơ bản đều là bát giai đến cửu giai tả hữu thực lực, tự nhiên là tuyệt đối không có khả năng địch quá tinh không thú vương mà ở tinh không thú vương bên trong, kỳ thực, còn có nhân vật càng đáng sợ. Đó chính là thần ma tháp bốn tầng bá chủ thực sự. Ngục Sirius tinh không long nhất tộc. Bộ tộc này cực kỳ khủng bố, bao kinh khủng đâu. Bộ tộc này tồn tại, chỉ cần thành niên, chính là tinh không thú vương. Nói cách khác, bộ tộc này bên trong có không phải nhất tôn tinh không thú vương, mà là tinh không thú vương. Mà ngục Sirius tinh không long cương thành niên giống như này khủng bố, như vậy. Tuy là chưa từng có ai từng thấy ngục Sirius Tinh không Long nhất tộc lão tổ, cũng có thể, đã gặp chết hết. Sở dĩ nếu như ngục Sirius Tinh không Long lão tổ thực sự ở người biết sẽ có bao kinh khủng. Vì vậy thần ma tháp bốn tầng cách mỗi ngàn năm đặc thù thời kỳ kỳ thực chính là ngục Sirius Tinh không Long nhất tộc từ trong ngủ mê tỉnh lại, bắt đầu chung quanh hoạt động thời kỳ. Ở nơi này thời kỳ, vô số Tinh không thú vương bị sợ chạy trốn tứ phía. Hơn nữa trong đó đại bộ phận biết trốn được trên tinh lộ, bởi vì chẳng biết tại sao, Ngục Sirius Tinh Không Long Nhất tộc xưa này sẽ không tập kích tinh lộ. Nói chung, tuy là Tinh Không thú vương rất đáng sợ, nhưng Ngục Sirius Tinh Không Long Nhất tộc kinh khủng hơn. Sở dĩ Tinh thần Phó tông chủ đại nhân chỉ cần đàng hoàng chờ mấy năm, sau đó theo tinh lộ đi tới là được. Cái này dạng chí ít sẽ không tao ngộ Ngục Sirius Tinh Không Long Nhất tộc. Tinh thần đấu giá hội bên kia rất nhanh thì đưa tới cực kỳ tinh chuẩn tình báo. Tinh thần người choáng váng, ta đạp mã. Mục Sirius tinh không rồng. Còn đạp mã chính là 827 nhất tộc. Thành niên chính là tinh không thú vương, cẩu trù hoạch có phải hay không bệnh tâm thần. Kinh khủng như vậy bốt, ngươi đạp mã có phải hay không làm sai bản đồ. Ngươi phóng tới thần ma tháp tầng 7 tầng 8 còn tạm được, phóng tới 4 tầng cam trứng A, phốc hắc. Tinh thần nhổ một bãi nước miếng lão huyết, cảm giác mình gan cũng bắt đầu đau. Rất nhanh, bởi vì ba vị tinh không thú vương chặn đường, thêm lên tinh thần tuyên bố tin tức, coi như có thể vòng qua cái này ba vị tinh không thú vương, phía sau trên tinh lộ, sợ rằng tất cả đều là tinh không thú vương chặn đường. Toàn bộ server người chơi nhất thời đều tạc qua. Rất nhiều không tin tà người chơi vẫn còn ở nỗ lực nếm thử, lại toàn bộ thất bại. Mà số ít người chơi lại là tin tưởng vững chắc, đánh không lại tinh không thú vương, nhất định là lão tử không đủ gan, thực lực không đủ mạnh. Một chữ, an đạp mã. Vì vậy càng ngày càng nhiều người chơi bắt đầu dồn dập chạy về phía cường hóa thánh điện, vừa lúc Minh Ca giải tỏa chính cường hóa, càng là vô số người chơi dồn dập chạy đi bắt đầu phụ gia tầng thứ 9 cường hóa. bởi vì Này chút lục kim người chơi tin tưởng vững chắc một cái đạo lý. đợi lão tử sáu cái chính cường hóa hoàn tất, một thân thần trang lúc trở về, chính là tinh không thú vương huyết tiên tam xích lúc. chương 1779 đại ca ca ngươi chính viên sao thật xinh đẹp ngao. nguồn mê truyện audio.com lúc này minh hoàng tông trên quảng trường. người xem ta đây kiếm có đẹp trai hay không? Mã Đức, đây chính là lão tử đập quan tài tiền vốn mới, chỉ có, khắc đi ra, ước chừng chính viên tinh hà kiếm vân đâu. Một cái FC lân beta rõ ràng kiếm lưu người chơi, một thân đẹp trai phong cách rõ ràng kiếm lưu trường bào, đồng thời nhìn không được ở chung quanh người chơi trước mắt nhiều lần hoành nhảy, giờ tinh hà kiếm vân chính trường kiếm, hận không thể nhét vào còn lại người chơi trong ánh mắt. Dù sao nạp tiền nhiều như vậy, không điên cùng khoe khoang, đó cùng hầu tử khác nhau ở chỗ nào. Mã Đức, ngươi hát ra sao? Kiếm cầm xa một chút có được hay không? lão tử ánh mắt sắp bị ngươi lóe mù. Tinh hà kiếm vân có nhiều cái cây búa dùng, ngươi xem ta đây ma ngân, vừa lớn vừa sáng, ước chừng 88 khỏa ngao. Hắc gia sao? 88 khỏa ma ngân ăn sáng kê mau tránh ra. Hành, rõ ràng kiếm lưu có tác dụng cho gì? Xem ta quỷ văn, ước chừng chính viên, chờ ta triệt để trưởng khống, đến lúc đó trực tiếp miễu sát tinh không thú vương. Cư chết, phía trước nhân gia 40 cái, chính quỷ thần lưu người chơi tổ chức thành đoàn thể vừa mới đoàn diệt, ngươi còn ở đây thổi len sợi A. À? tinh không thú vương nhưng là tới phiên bản cuối cùng bốt, dùng chân nha tử đều biết, hiện tại khẳng định không đánh lại. Chung quanh không ít người chơi chịu không nổi hàng này, vì vậy dồn dập lui sang một bên, sau đó thông thạo móc ra chính mình, chính thiên khí, thông thạo bắt đầu ở còn lại người chơi trước mặt huyển. Lúc này, một cái thân ảnh nho nhỏ đúng dịp thấy một màn này. Đào, thật là đẹp sao a, à, đại ca ca người chính viên sao thật xinh đẹp ngao. Có thể để cho đóa đóa sờ sờ sao? Một cái thanh âm trong trẻo dễ nghe vang lên. Rõ ràng là luyện đóa đóa ngao, là đóa đóa A. Cái này Epsilon beta rõ ràng kiếm lưu người chơi tự nhiên nhận thức luyện đóa đóa cái này toàn tông cửa khả ái nhất tiểu nha đầu NPC, vì vậy cố ý đem chính mình trường kiếm buông, đặt ở luyện đóa đóa trước mặt. Tuy tiện sơ. Bất quá cẩn thận một chút A đóa đóa, ta kiếm này rất sắc bén. Ngàn vạn lần chớ thương tổn đến tay nhỏ bé. Cái này FC beta rõ ràng kiếm lưu người chơi hảo tâm nhắc nhở đến. Từng Cảm ơn đại ca ca. Luyện đóa đóa vô cùng vui vẻ, thận trọng đưa tay sờ một cái tinh hà kiếm vân, từng đợt cảm giác kỳ dị không ngừng thông qua tinh hà kiếm vân, truyền tới luyện đóa đóa trên tay. Đại ca ca, đóa đóa rất thích cái này sao a, à, đại ca ca có thể dạy đóa đóa làm như thế nào cái này sao sao? Luyện đóa đóa ngẩng đầu, dương mắt nói rằng. Ai, đóa đóa, ngươi còn nhỏ. Chờ ngươi lớn thêm chút nữa, ta sẽ dạy ngươi. Cái này FC lân beta rõ ràng kiếm lưu người chơi cười ha ha một tiếng, thuận miệng trấn an đến. Hành, đóa đóa đã rất lớn, Luyện đoá đoá cuộc khởi cái miệng nhỏ nhắn, thở phì phò nói. Đừng nóng giận. Cái này dạng, ta đầy lý chính thật có một bả cũ kiếm, mặt trên thì có tinh hà kiếm vân. Tiễn ngươi. Cái này epsilon beta rõ ràng kiếm lưu người chơi cười ha ha một tiếng, lập tức liền móc ra một thanh chỉ có một ngôi sao song kiếm vân trường kiếm. Đây là lúc đó luyện tập dùng, nếu đoá đoá như thế thích tinh hà kiếm vân, tự nhiên tiện tay đưa cho đoá đoá. Ngào, ngươi chờ một chút. Cái này rõ ràng kiếm lưu người chơi suy nghĩ một chút, vì vậy dùng trước chính viên tinh hà kiếm vân kiếm đem chỉ có một ngôi sao song kiếm vân kiếm kiếm trảm đoạn lại đem kiếm phong toàn bộ tước mất lại nghiền nát một cái biến thành một bả độn một thất liền giấy đều không chém đứt phế kiếm lập tức mới đưa cho luyện đoá đoá cứ như vậy luyện đoá đoá có thể tùy tiện đùa bẩn sẽ không bị kiếm này gây thương tích hoa tắc cảm ơn đại ca ca luyện đoá đoá nhất thời vui vẻ bảo trụ rồi cái chui này chặt đứt phế kiếm vuốt tinh hà kiếm vân vui vẻ không được a à, nhà ta đoá đóa thật là đáng yêu trước chặn cái mười mấy tấm hình ảnh, đến lúc đó truyền lên diễn đàn, tuyệt đối điểm kích bạo tạc. Cái này rõ ràng kiếm lưu người chơi âm thầm nghĩ tới, lập tức cùng Luyện Đóa Đóa cáo biệt một cái, rồi rời đi. Luyện Đóa Đóa sờ sờ trong tay Tinh Hà kiếm vân, lại ngẩng đầu, nhìn lấy không ít rõ ràng kiếm lưu người chơi khiên chính viên Tinh Hà kiếm vân trường kiếm khắp nơi lưu quay vòng, trong ánh mắt tất cả đều là ước ao. Vì vậy Luyện Đóa Đóa xoay người, liền trở về bình thường yêu nhất đi địa phương. Sân đấu ba con chiến đà thú chỗ ở gian phòng. Đóa Đóa không phục Đại ca ca nhóm không dậy, cái kia đóa đóa tự ta làm. Luyện đóa đóa tay trái vuốt Tinh Hà Kiếm Vân, tay phải nhẹ nhàng ở ngậm đau chiến đà thú đoạn đao bên trên nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, bắt chước chế tác Tinh Hà Kiếm Vân. Ngậm đau chiến đà thú nhẹ nhàng dùng đầu cò cò luyện đóa đóa, dường như không có rõ ràng bạch luyện đóa đóa muốn làm gì, nhưng là không thể làm gì khác hơn là chớp mắt to nhìn luyện đóa đóa dằn vặt lung tung. Nửa ngày trời sau. Ca, hoa lặp lặp. Kèm theo một trận kiếm ý khí tức lưu chuyển, ngậm đau chiến đà thú đoạn đao bên trên một viên tuy là siêu siêu vẹo vẹo, hơi lộ ra thô ráp, lại. Thứ thiệt tinh hà kiếm vân, hầu như sở hữu nguyên bản chính thành tiêu chuẩn phỏng chế tinh hà kiếm vân, đột nhiên hiện lên. Nhất thời, ngầm đao chiến đà đa thú đoạn đao, nhất thời thành tinh hà kiếm vân vì một cấp bậc hoàn toàn mới lợi khí. Vì sao đại ca ca tinh hà kiếm vân đẹp trai như vậy, đóa đóa làm lại oai oai nữ nữ đâu? Luyện đóa đóa đầu nhỏ lệch một cái, nhưng rất nhanh thì không suy nghĩ nhiều. Mà là từ trong không gian giới chỉ, lại móc ra một bả đoạn đau tuần. Trên chui đau thình lình có một viên quỷ văn. Cây đao này, tự nhiên là một vị Delta Beta quỷ thần lưu người chơi đưa cho luyện đoá đoá. Luyện đoá đoá mắt to nháy vài cái, thì nhìn hướng về phía ba chân chiến đà thú, vì vậy về một cái chạy tới ba chân chiến đà thú bên cạnh, một tay vuốt quỷ văn, tay kia ở ba chân chiến đà thú độc nhãn bên trên phỏng chế. Ba chân chiến đà thú sớm đã thành thói quen luyện đoá đoá mỗi ngày dằn vặt lung tung, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ vẫn không nhúc nhích, tùy ý luyện đoá đoá tại chính mình trên đùi săn bậy. Nửa ngày trời sau hoa lạp lạp. Kèm theo một trận cổ xưa quỷ khí tràn ngập, ba chân chiến đà thú mộng bức cúi đầu, nhìn thoáng qua chân của mình ở trên phỏng chế quỷ văn, lại ngẩng đầu nhìn về phía luyện đóa đóa, cả mắt đều là khó hiểu. Ghê tởm, vì sao đóa đóa làm chính là không bằng đại ca ca cái kia tốt đâu. Luyện đóa đóa nghẹo đầu, cũng rất không hài lòng, vì vậy cứ tiếp tục bắt đầu luyện tập chế tác. Rất nhanh Từng viên một cấp tốc tiếp cận nguyên bản tinh hà kiếm vân cùng quỷ văn, chậm rãi ở ba con chiến đà thú trên người thành hình chương 1780. Cái này năm cái gia hỏa, quả thực phát rồi. Nguồn. Mê truyện audio com Cách tinh không thú vương xuất hiện chặn đường, đã qua 3 ngày. Lúc đầu vẫn luôn có người chơi ở nếm thử đối phó tinh không thú vương. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, từng bước giảm bớt, cho tới bây giờ, hầu như đã không ai lại đi thử. Tinh không thú vương quá không nói đạo lý. Căn bản cầm bọn người kia không có biện pháp. Liên tục mấy trăm lần thất bại, đưa tới hầu như sở hữu người chơi đều buông tha đối phó tinh không thú vương. Nhưng, có một cái người không hề từ bỏ. Quá mạnh mẽ. Thật sự là quá mạnh mẽ. Lúc này, một đạo thân ảnh từ phục sinh đại điện đột nhiên hiện lên. Một thân da gấu sáu trang, bốn cái ngắn ngủng tiểu trư đề. Tự nhiên là bất khuất có thể kiên cường. Kích sát bất khuất hùng kiên cường, tự nhiên là tinh không thú vương. Đồng thời, cũng là bất khuất hùng kiên cường để bác nhìn lần khiêu chiến tinh không thú vương thất bại. Mà tao, Hùng ca quá mạnh mẽ, cư nhiên một cái người đỉnh trọn 7 giây. Đúng vậy a, à, tuy là mỗi lần quan chiến lão tử cũng sẽ bị tiền thể miễu sát, bất quá vẫn là đáng giá. Linh khoảng cách vây xem hùng ca khiêu chiến 253, thoải mái. Mà sau lưng bất khuất hùng kiên cường, hơn 10, cái đồng thời sống lại người chơi cũng là lắm mồm lắm miệng nói rằng. Xem phát sóng trực tiếp tính là gì? Đầu năm nay, liền muốn dán mặt Linh khoảng cách vây xem. Tuy là chỉ cần bất khuất hùng kiên cường khiêu chiến thất bại, chính mình sẽ liên quan cùng nhau ở ra rắm bất quá không sao cả a à, muốn, chính là cái này chủng thứ kích cảm giác. Ngẫm lại xem, một phần vạn hùng ca khiêu chiến thành công, chính mình chẳng phải là thành kỳ tích hiện trường nhân chứng. Tuy là lần lượt thất bại, nhưng vì sao? Ta lại cảm giác lực lượng càng ngày càng tiện tay, cả tâm tình càng ngày càng tốt. Bất khuất hùng kiên cường mặc dù ngay cả tiếp theo thất bại mấy ngàn lần, nhưng ngược lại cảm giác mình cả người trạng thái đều tự hồ mơ hồ tiến nhập cảnh giới nào đó. Ở bất khuất hùng kiên cường trên người, từng cổ một kỳ dị khí tức không ngừng vần quanh tràn ngập, cũng là bất khuất hùng kiên cường đã từng mấy lần trưởng khống qua lực lượng khí tức. Đốn ngộ khí tức. Lại khiêu chiến thử xem, e rằng, sẽ đã xảy ra chuyện gì. Bất khuất hùng kiên cường mơ hồ có loại này dự cảm. Vì vậy không nói hai lời, xoay người lần thứ hai bước vào vị diện chi môn, bắt đầu đệ bác ngàn lẻ một lần khiêu chiến. Mà cơ hồ là đồng thời. Sân đấu bên này, lại tiếng người đỉnh vô số người chơi dồn dập náo động, toàn bộ chạy tới sân đấu. Ngoà tao, cái này năm cái gia hỏa, Quả thực không biết xấu hổ, nào chỉ là không biết xấu hổ, đơn giản là phát trồ. Quá vô sĩ, thật sự là quá vô sĩ. Mã Đức, cái này còn có vương pháp sao? Đánh không lại tin không thú vương, vì vậy liền đem khí rơi tại đà đà bên trên, cái này hợp lý sao? Ân, ừ, hợp lý. Xuy, an tĩnh, sắp bắt đầu. Sân đấu bên trên, lúc này đã có mấy vạn người chơi ở hưng phấn chờ đợi. FC Lân beta mới open server thời điểm cũng không thiếu người chơi chạy tới khiêu chiến đà đà cùng trung bờ thăm hải vương nhưng từ bị đánh không muốn không muốn sau đó đại bộ phận người chơi liền buông tha vậy mà hôm nay ha 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 lão tử thiên hỏa lưu tuyệt đối vô địch thiên hạ chứng kiến lão tử cái này 10 cái thiên hỏa chiếc nhẫn sao toàn bộ là chín cấp bậc ta liền hỏi còn có ai có thể so sánh lão tử càng mạnh một cái thiên hỏa lưu tình kim epsilon beta người chơi cười lên ha hả còn giơ hai tay lên ở chung quanh khán giả trước mặt lúc ẩn lúc hiện không ngừng thanh tú trong tay 10 cái thiên hỏa nhẫn. Cái này người chơi còn người mặc hỏa diễm đồ án thiên hỏa lưu chiến bào, đẹp trai một nhóm. Rầm rầm rầm. Mà đổi thành một cái FC beta người chơi, bên cạnh lại có nhất tôn lôi đình chi long gào thét trích gào, hùng hồn chí cực thiên lôi chi lực, mơ hồ tản mát ra cửu giai cấp bậc khí tức. Thời đại này là chúng ta mái chèo chảy thời đại. Ba ngày thời gian, lão tử cuối cùng từ thần vương ngải mí đường đại lão nơi đó mái chèo ra như thế to, dài như vậy lôi long. Lão tử cũng không tin, còn không thu thập được chính là ba cái đà đà. Cái này thao túng lôi đình chi long epsilon beta thiên lôi lưu người chơi, một thân thiên lôi chảy dài bào đắc ý một nhóm. Quỷ thần vừa ra, vô địch thiên hạ. Ta, chính là phiên bản chi tử, quỷ thần lưu người chơi cao cấp. Một đạo thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, phía sau một cái áo choàng lớn thình lình viết ba chữ to. Quỷ thần lưu. Rõ ràng là Delta Beta quỷ thần lưu người chơi. Ha hả, hát gia. Quỷ thần lưu cường thịnh trở lại, cũng bất quá là ta rõ ràng kiếm lưu đá kê chân. Nhưng mà, khác một thân ảnh khinh thường chăm chọc đến. Phía sau áo choàng lớn bên trên ba chữ to, rõ ràng kiếm lưu, trong tay một thanh trường kiếm bên trên, chính viên tinh hà kiếm vân thiểm thiểm sinh huy. Chính là FC beta rõ ràng kiếm lưu người chơi. Tốt lắm tốt lắm. Hai vị không nên ồn ào. Liên tại quỷ thần lưu người chơi muốn cùng rõ ràng kiếm lưu người chơi đánh nhau thời điểm, một đạo thân ảnh lại ngăn cản hai người chính là ở delta beta trong người chơi rất có danh khí biệt hiệu sống ở đà đà dưới chân nam nhân ai đi chiến thiên bạo long thú mua ha 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 ha, ha. đà đà lão tử lại tới rồi chiến thiên bạo long thú cười lên ha hả thật đắc ý mà khu bên trên ước chừng 88 mươi ma hạch thiểm thiểm sinh huy một đôi đồng tử chậm rãi mở càng là hiện lên luyện mục ma luân nhãn thân là delta beta lão người chơi chiến thiên bạo long thú từ FC beta open server đến bây giờ, 6 ngày thất dạ gan đến bây giờ, rốt cuộc gan ra khỏi 88 nói ma ngân, còn thuận tiện học xong luyện ngục chân ma thể phản tổ, khai xuất luyện ngục ma luân nhãn. Chiến thiên bạo long thú lúc này khẽ vuốt ma khu ở trên 88 khỏa ma ngân, cả mắt đều là hồi ức. Chính là ở chỗ này. Mình năm đó. 55 nói ma ngân, 66 nói ma ngân, 77 nói ma ngân thời đại. Chính mình toàn bộ đạp mã ở nơi đây bị đà đà ấn trên mặt đất chùi nhưng ngày hôm nay, thời đại, thay đổi. Chính mình chẳng những bước vào 88 nói ma ngân, còn khai xuất luyện ngục ma luân nhãn, trọng yếu hơn chính là, còn có bốn cái chiến hữu tổ đội cùng nhau. Lão tử cũng không tin, ngày hôm nay, lão tử còn có thể thua. Chương 1781 Năm người này tổ, tuyệt đối vô địch. Nguồn Mê truyện audio com Trên khán đài rất nhiều người chơi thấy như vậy một màn, đều là nhìn không được lần thứ hai cảm khái. Mà tao, bạo long ca quá có nghị lực. Từ 11 nói ma ngân bắt đầu chịu đòn đến bây giờ, 22, 33, 44, 55, 77 nói ma ngân lúc nhất định tới khiêu chiến, ân, 66 nói ma ngân lần kia lão tử bỏ lỡ, đáng tiếc a, à. Cái kia nhất định. Ta bảo long ca nhưng là biệt hiệu sống ở đà đà dưới chân nam nhân, toàn bộ server nổi danh chịu đòn vương. Cái gì? Ada Uân. Ở đâu? Trò chơi này còn có Ada Uân. Ở đâu ra sinh hóa phấn, đi nhầm studio đi sách 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 nhìn cái này trận hình hiện nay nóng bỏng nhất thiên hỏa lưu cùng thiên lôi lưu ở ngoài còn có Epsilon beta thời đại quỷ thần ba ba cùng với rõ ràng kiếm ba ba lại phối hợp 88 nói ma ngân chiến thiên bạo long thú đại ca Họa tàu năm người này tổ tuyệt đối vô địch đà đà tuy là cũng bước vào bát giai nói yêu song tu nhưng làm sao có khả năng thắng rồi hả sách 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 xem ra đà đà thời đại rốt cuộc phải kết thúc không ít khán giả đều là dồn dập mở miệng không ít đã từng bị đà đà hành hạ không muốn không muốn người chơi, cũng là tràn đầy chờ đợi. Chiến đà thú được khen là tân thủ thôn tốt nghiệp quái. Đánh thắng chiến đà thú mới là thật tân thủ thôn tốt nghiệp. Đã từng từ alpha test đến bây giờ epsilon beta, chiến đà thú đều cùng người chơi nhóm vướng víu không rõ. Nhưng bây giờ, epsilon beta người chơi cuộc khởi tốc độ nhanh như vậy thì đã muốn nghiền ép chiến đà thú trực tiếp tân thủ thôn tốt nghiệp sao? Ba con đà đà đi ra chịu chết đi. Chiến thiên bạo long thú cười ha ha một tiếng khí phách mười phần, vung tay lên, trực tiếp trống dẫn đến. Không sai. Chiến thiên bạo long thú trực tiếp liền muốn khiêu chiến ba con đà đà, không phải một con, cũng không phải hai con. Lão tử chiến thiên bạo long thú, tất cả đều muốn. Ba con đà đà, các ngươi cùng lên đi. Hoa lạp lạp. Rất nhanh, sân đấu đối diện, ba đạo đại môn chậm rãi dâng lên, ba cái thân ảnh từ từ hiện lên trước mắt mọi người. Rõ ràng là quen thuộc độc nhãn chiến đà thú, ngậm đao chiến đà thú, còn có ba chân chiến đà thú. Tới ngoạ tàu, ba con đà ca đi ra trận. Chân của ta có chút trung rẩy. Ta, ta làm sao đột nhiên nghĩ đi nhà cầu. Ta gan bắt đầu đau. Thận của ta cũng bắt đầu đau. Hoa của ta hoa giả bắt đầu ngứa. Đưa nguyên sang tiểu. Trên khán đài, không ít người chơi chứng kiến ba con chiến đà thú thân ảnh, sắc mặt đều không tốt, số ít người chơi càng là nhớ lại năm đó bị đà đà ấn ở dưới chân đánh đập tàn nhẫn thảm thống đã qua, quần đều cảm giác có điểm mất, Đà ca đối với rất nhiều người chơi tạo thành bóng ma trong lòng, thật sự là quá khổng lồ. Gần với rung bờ thâm hải vương. Ha 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 ha, các vị, chính là tiểu đà đà, liền giao cho ta a. À. Một mình ta, là đủ giết bọn họ. Lúc này, thiên hỏa lưu người chơi cười ha ha một tiếng, một bước tiến lên. Ba con tiểu đà đà, cảm thụ một chút cửu giai thiên hỏa lực lượng a. À. Ở nơi này vô địch lực lượng trước mặt, rung rẩy a. À. Mà ha, ha 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 ha. Thiên hỏa lưu người chơi đắc ý cười to lên lập tức hai tay lập tức, hùng hùng thiên hỏa chi lực ầm ầm bạo phát dựng lên. Thiên hỏa lưu. Thiên hỏa nói. Chỉ thấy thiên hỏa lưu người chơi mắt nhắm lại, lần thứ hai mở lúc, cửu giai thiên hỏa chi lực ầm ầm dựng lên, hóa thành quen thuộc 10.000 thước khoảng cách lửa tá có thể tử. Không chỉ như thế, thiên hỏa lưu người chơi trên người, thứ thiệt thất giai hóa thần cảnh chi lực, vẫn là pháp tác nói cấp bậc đạo chi lực, hơn người tứ phương. Cái này, chính là thiên hỏa mang ngục tâm viêm đột phá cửu giai sau đó trưởng khống loại thứ tư lực lượng. Nói vốn là lửa nguyên anh cảnh người chơi, có thể mượn này đạo vốn là lửa lực lượng, ngắn bước vào hóa thần cảnh, sở hữu pháp tắc nói, thiên hỏa đạo lực lượng. Thất giai hóa thần cảnh, phối hợp cửu giai thiên hỏa chi lực, xác thực có thể nói nghịch thiên. Không chịu chết đi. Thiên hỏa lưu người chơi vung tay lên. Mười ngàn thước khổng lồ, tản mát ra cửu giai thiên hỏa hơi thở lửa tá có thể tử, nhất thời dơ lên núi nhỏ lớn nhỏ hỏa diễm cự trưởng, lập tức từ trên trời giáng xuống, liền muốn một kích đập chết ba con chiến đà thú. Kết thúc. Quá mạnh mẽ, Thiên Hỏa Lưu, xác thực quá mạnh mẽ. Cái gia hỏa này cư nhiên nhanh như vậy liền vận dụng thành thạo như vậy rồi hả? Mấu chốt là hắn nạp tiền làm 10 cái chính thiên hỏa nhẫn a, quy lực tăng phúc quá kinh khủng. Cái này tăng phúc, không sai biệt lắm có nhiều gấp đôi đi. Không phải vậy nguyên anh cảnh làm sao có khả năng triệu hoán ra nhiều như vậy thiên hỏa chi lực. Một cái chính liền muốn 90.000 điểm cống hiến, 10 cái thiên hỏa giới, khá lắm, 900.000 điểm cống hiến đập vào lập không ít trên khán đài người chơi nhóm đều là không nhịn được gật đầu. Tuy là thiên hỏa lưu người chơi cũng đã nếm thử đi đánh tinh không thú vương, kết quả đương nhiên là chết không muốn không muốn, nhưng bây giờ nghiện ép một cái đà đà, vậy hay là không hề có một chút vấn đề. Nhưng liền tại sở hữu người chơi đều cho rằng đại cục đã định thời điểm. Lạch cạch. Ngậm đao chiến đà thú lại chậm rãi đi ra, mà độc nhãn cùng ba chân, thậm chí cũng không kéo theo. Oanh. Sau một khắc, ngậm đao chiến đà thú lăng không nhảy lên một cái, cắn đoạn đao bên trên, chính tầng đen như mực hát quan chợt lóe lên. Đà nói hàng vạn hàng nghìn. Bản đà từ xưa đến nay, Liên thích đi ở cái này sát phạt chi đạo bên trên. Chém lửa đã nói. Đoạn thiên hỏa. Ngậm đao chiến đà thú cắn đoạn đao, hư không nhất đao mà qua, cửu trọng hát sắc đao mang trọng điệp cùng một chỗ, lập tức hư không một kích mà qua, dường như vắt ngang bầu trời một dạng chẳng những đem khổng lồ cửu giai thiên hỏa chi lực hình thành lửa tá có thể tử nhất đau lưỡng đoạn thuận tiện đem thao túng lửa tá có thể tử thiên hỏa lưu người chơi cùng nhau nhất đau lưỡng đoạn ba. Chương 1782 Quỷ thần thêm rõ ràng kiếm, cái này còn có thể thua. Nguồn Mê truyện audio com Oanh Làm ngầm đao chiến đà thú ầm ầm rơi xuống đất thời điểm, toàn trường yên tĩnh. Giờ khắc này, không ít khán giả đều dụi dụi con mắt. Ta là không phải hoa mắt. Vừa rồi, cái này nằm đao đoạn đao bên trên, vì sao dường như xuất hiện. Bu sô súc, chính quan mang. Ngươi đạp mã nói hết ra, còn có thể hoa mắt đây không phải là dường như, mà là căn bản là được không? Lão tử vẫn còn ở gan điểm cống hiến, đến nay vẫn là bu sô cố hóa, tám, dựa vào cái gì đà đà liền, chín rồi hả? Ta đạp mã. Chờ, các loại, các ngươi bất giác vấn đề then chốt không phải cái này sao? Vì sao ngậm đau đà đà có thể chặt đứt cửu giai thiên hỏa? Ngươi hát gia sao? Nhân gia ngậm đau bác giai nói yêu song tu, vẫn là thứ thiệt nỗ lực thành đạo. Cái kia thiên hỏa lưu hát gia một cái mượn đường tạm thời làm việc, làm sao có khả năng đánh thắng được nhân gia nỗ lực thành tài đà ca không sai tuy là thiên hỏa lưu huynh đệ là chính ngày hỏa nhưng nhân gia ngậm đau cũng là chính busosuk a đều là chính song phương là bình đẳng hơn nữa nhân gia tu vi càng cao thực lực càng mạnh đánh thắng ngươi một cái thái kê epsilon beta manh mới làm sao vậy mã đức các ngươi không thích hợp thực sự không thích hợp khán giả hỗn loạn tưng bừng nhất thời ầm ĩ thành hỗn loạn nhưng rung động nhất cũng là sân đấu bên trên còn lại bốn gã người chơi ha hả, thiên hỏa lưu sớm nói rồi không được. Thời đại này, là chúng ta mái chèo mái chèo chảy thời đại. Đi thôi, lôi lông, giết hắn. Lão tử cũng không tin, lão tử cửu giai lôi đình chi long, còn không đối phó được chính là ba cái đà đà. Lúc này, thiên lôi lưu người chơi một bước đứng ra, vung tay lên. Cửu giai lôi đình chi long ầm ầm gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đánh tới ba con chiến đà thú. Nhưng mà, ngậm đau chiến đà thú một cái xoay người, lần thứ hai lăng không dựng lên. Trảm lôi đã nói toái thiên lôi. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, chỉ thấy ngậm đao chiến đà thú một cái cửu đoàn phi lôi thần, hóa thành chính đạo lưu quang liên tục chín lần xuyên thấu lôi đình chi long. Tốc độ nhanh chóng, viễn siêu lôi đình chi long vô số lần. Làm ngậm đao chiến đà thú lần thứ hai rơi xuống đất xoay người đưa lưng về phía ngoạn gia thời điểm. Lôi đình chi long đã đình trệ ở tại không trung, lập tức chín tiếng dòng vang, trực tiếp bị cắt thành 10 khối. Ta đạp mã. Mà thiên lôi lưu người chơi vừa cúi đầu, mới phát hiện trên người của mình, đã hiện lên chính đạo vết chém. Cái này ngậm đao chiến đà thú tốc độ vốn là kinh người, lại phối hợp cửu đoàn phi lôi thần, cái này thiên lôi lưu người chơi bị chặt cửu đao, kết quả hiện tại mới phát hiện. Lão tử đạp mã cam cẩu trù hoạch hắn ca. Cái này thiên lôi lưu người chơi cây kê lời còn không có phun hết, liền hoa lập lập nát nhất địa, tốc độ ánh sáng tây thiên. Lần này, toàn trường lần thứ hai yên tĩnh lại. đã đã biết phi lôi thần, ân ừ, hội đại gia có thể tiếp thu dù sao đà đà từ xưa đến nay sẽ phi lôi thần sự thật này người chơi nhóm ở delta beta thời đại cũng đã tiếp nhận rồi nhưng người đạp mã trực tiếp tới cái phi lôi thần cửu đoạn cái này liền thật là quá đáng rồi chứ người chơi bên trong cũng chỉ có gamma beta đại lão thần vương ngải ní đường hoặc là delta beta nạp tiền tứ thiên vương bên trong namika minato cùng mặt nạ thiên đạo ca có thể thành thạo như vậy hơn nữa cũng xác thực đập bắt đầu nhiều như vậy điểm cống hiến chơi nhiều đoàn phi lôi thần nhưng càng kỳ quái hơn chính là lôi đình có thể bị chặt đứt sao cái này hợp lý sao đương nhiên có thể chặt đứt ngươi hát gia sao thiên lôi còn có thể đạn phản đâu ngươi cái hát gia sẽ không ngươi sẽ không đạn phản thiên lôi chứ không thể nào không thể nào không thể nào niên đại gì thiên lôi cũng sẽ không đạn phản vậy còn chơi một cây búa đầu năm nay tiểu trư đều có thể ở cửu giai thiên lôi bên trên chạy trốn được không cam tuy là ta biết ngươi nói là sự thực nhưng mỗi lần nghe nói như thế ta là tốt rồi khó chịu huynh đệ thừa nhận a à? ở nơi này nghịch thiên ma tiên bên trong, ngươi khổ cực gan đến 87 nói ma ngân, vẫn còn so sánh không lên một đầu tiểu trư chuyện thật. Mã Đức, Hùng ca chỉ là COS thành tiểu trư, không phải thật tiểu trư được không? van cầu các ngươi bình thường một chút, làm người A. À. Khán giả lần thứ hai tạc nội, đồng thời lại là cãi và đứng lên. Nhưng lúc này, sân đấu bên trên còn lại ba vị người chơi lại ngồi không yên. Cơ mơ cái này đà đà cũng quá bất hợp lý. Mới đấu võ, lão tử thiên hỏa lưu cùng thiên lôi lưu đồng đội đã bị dây. Ta đạp mã. Thời khắc máu chốt, còn là muốn xem ta quỷ thần ba lực lượng. Lúc này, Delta Beta quỷ thần lưu người chơi rốt cuộc đứng dậy, chính viên quỷ văn chi lực, càng là thiểm thiểm sinh huy. Không phải, quỷ thần yếu kê lui, giao cho ta A, à, rõ ràng kiếm lưu, mới là mạnh nhất. Nhưng mà, Epsilon Beta rõ ràng kiếm lưu người chơi cũng là một bước đi ra, khí phách mười phần nói rằng. Delta Beta quỷ thần lưu người chơi cùng Epsilon Beta rõ ràng kiếm lưu người chơi lẫn nhau nhìn thoáng qua, lập tức hai miệng cùng là nói rằng cùng tiến lên, ai trước ở ra rắm ai cây kê. Theo gọi âm ỉ, hai người sẽ cùng lúc bạo phát. Quỷ thần lưu. Quỷ thần phụ thể. Delta Beta quỷ thần lưu người chơi gầm nhẹ một tiếng, chính viên quỷ văn chi lực đồng thời bạo phát, hùng hồn vô biên quỷ văn chi lực nhất thời trải rộng toàn thân, hoành áp toàn trường uy áp, càng là rung động sở hữu người chơi đều sợ ngay người. Đã từng tám viên quỷ văn, cũng đủ để cho một đám lục giai nguyên anh tiểu 5.5 yếu kê, tập thể mở đại trực tiếp cường sát cửu giai bốt. Bây giờ, chính viên quỷ văn, cái kia bộc phát ra lực lượng thì càng thêm kinh khủng. Rõ ràng kiếm lưu. Kiếm lạc tinh hà. Mà FC lân beta rõ ràng kiếm lưu người chơi không chút nào cam tỏ ra yếu kém, nâng tay trực tiếp liền mở đại. Chính viên tinh hà kiếm vân bàn bạc bà kiếm ý trực tiếp bạo phát, hoành áp toàn trường, lập tức đầy trời vô số tinh thần kiếm đồng thời hiện lên, mắt thấy liền muốn hạ xuống. Quỷ thần lưu cùng rõ ràng kiếm lưu đồng thời xuất kích, rung động này toàn trường một màn nhất thời làm cho sở hữu khán giả người chơi đều kích động. Quỷ thần thêm rõ ràng kiếm, cái này đạp mã còn có thể thua Lão tử lập tức vẫn hải điệp lặng được không Chương 1783 Quỷ thần Đà Lưu cùng Tinh Hà Đà Lưu Nguồn Mê truyện audio.com Mà tàu, quá cường đại Quỷ thần Ba Ba cùng rõ ràng kiếm Ba Ba Đồng thời xuất thủ Cái này Đà Đà còn không chết Chính là, coi như có thể trảm thiên hỏa cùng thiên lôi Thì như thế nào Còn không phải là muốn bại Cái này sống ổn, tuyệt đối ổn Lão tử nói xong phiên bản ba ba xuất thủ cái này đà đà còn có thể lật bàn nói lão tử phát sóng trực tiếp hoa hoa bên trên bá lẩu mã đức ngươi thật là ác tâm chết đi lẩu có người muốn bá lẩu muốn bá mùi gì lẩu à còn có vị trí ta có thể kèm theo tương vừng ngao ở khán giả vẻ mặt cái này sống tuyệt đối thắng chắc không có khả năng lại bị lật bàn thần tình bên trong đà đà bên này ba chân chiến đà thú cương nhiên cũng xuất thủ cùng ngậm đao chiến đà thú kề vai mà chiến sau một khắc chân chính chấn động toàn trường một màn, bạo phát. Chỉ thấy ba chân chiến đà thú chậm rãi dơ lên con thứ ba chân, mà cái này con thứ ba trên đùi, chính viên quỷ văn, thiểm thiểm sinh huy quỷ thần đà lưu. Đà không độc hành. Oanh. Sau một khắc, ba chân chiến đà thú lăng không dựng lên, toàn bộ mười thân ảnh hóa thành một đạo quỷ ảnh, một kích mà qua, trực tiếp một cước đá bể vừa muốn mở lớn delta beta quỷ thần lưu người chơi. Cơ hồ là đồng thời. Ngậm đau chiến đà thú hất đầu, cắn đoạn đau cư nhiên lật một cái mặt. Vẫn bị ẩn nút, không có bị người chơi nhóm thấy đoạn đao mặt khác bên trên chính viên thiểm thiểm rực rỡ tinh hà kiếm vân đột nhiên hiện lên tinh hà đà lưu đà lạc tinh sông ngầm đao chiến đà thú lăng không dựng lên trực tiếp biến mất ở phía chân trời nhưng sau một khắc rầm 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 hơn vạn đà đà tạo hình đoạn đao từ trên trời giáng xuống ai nói dùng đao liền không thể thi triển kiếm lạc tinh hà siêu thoát đao kiếm lý lẽ vô hình thắng có hình mới là kiếm thuật cảnh giới chí cao rầm 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 sau một khắc vô số đà hình đoạn đau từ trên trời giáng xuống một kích liền oanh bạo fc beta rõ ràng kiếm lưu người chơi làm bụi mù tản đi thời điểm delta beta quỷ thần lưu người chơi cùng fc beta rõ ràng kiếm lưu người chơi đã ở ra trắm ngay cả cặn cũng không còn trên chiến trường chỉ có chính viên quỷ văn lóng lánh ba chân chiến đà thú còn có chính viên tinh hà kiếm vân thiểm thước ngầm đao chiến đà thú thân ảnh đứng sóng vai cùng lẫn nhau mâu thuẫn lẫn nhau không phục thậm chí căn bản không có hợp tác có thể quỷ thần cùng rõ ràng kiếm lưu người chơi hoàn toàn khác biệt. Ba chân chiến đà thú cùng ngậm đao chiến đà thú trong lúc đó, phối hợp thành thạo, ăn ý tự nhiên, từ xưa đến nay liền như cùng huynh đệ một dạng. Trận này 2v2, phối hợp hoàng mỹ chí cực đà đà, nghiền ép cấp chiến thắng không hề phối hợp quỷ thần lưu cùng rõ ràng kiếm lưu người chơi. Giờ khắc này, toàn trường lặng ngắt như tờ. Sở hữu khán giả người chơi đều á khẩu không trả lời được. Ta đạp mã. Ta là ai? Ta ở đâu? ta đang nhìn cái gì ngoạn ý vì sao lừa đà 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 đạp mã lại có quỷ văn cùng tinh hà kiếm vân ai đạp mã nói cho ta vì cái gì lúc này delta beta lão người chơi chiến thiên bạo long thú cũng tình ép chiến thiên bạo long thú cúi đầu đến đầu ngón chân của mình mười cái đúng là mười cái ngón chân như vậy chính mình thì không phải là đang nằm mơ cái này mới đấu võ chính mình bốn cái đồng đội liền toàn bộ tây thiên không hổ là minh hoàng tốt đồng đội chỉ còn lại một mình ta thì như thế nào lão tử chiến thiên bạo long thú hôm nay chính là đạp mã không phục lão tử cùng các ngươi liều rồi a a a chiến thiên bạo long thú kêu lên một tiếng giận dữ liền một cái người đánh về phía tam đầu chiến đà thú sau đó sau một phút a a a đừng đánh ta đừng đạp mã cẩu trù hoạch cùng hắn ca a à. vì sao à vì sao cái này đạp mã chính là vì sao à 88 nói ma ngân chiến thiên bạo long thú ở ba con chiến đà thú cộng lại 11 cái chân dưới bị đánh sinh sống không thể tự lo liệu, ước chừng bị vây đánh một phút đồng hồ, mới bị tươi sống giết chết. Tất bán 88 nói ma ngân phối hợp luyện ngục chân ma nghĩ phản tổ, mà khu cường độ thật sự là quá cao. Kiên trì một phút đồng hồ có thể nói là hợp tình hợp lý. Đến tận đây, chiến thiên bạo long thú biệt hiệu lần thứ hai toàn diện thăng cấp. Sống ở chiến đà thú dưới chân ước chừng một phút năm nhân. Chứng kiến cái này một màn quen thuộc tuy là xem cuộc chiến người chơi nhóm đều cảm thấy dường như cố gắng hợp tình hợp lý, dù sao không ít lão người chơi một màn này đều thấy quá nhiều lần. Nhưng đại gia lại mơ hồ cảm giác nơi nào không đúng lắm. Khiếp sợ. Bốn vị có thể nói toàn bộ server tiểu vô địch phiên bản 33, tại tuyến chịu khổ tân thủ thôn tiểu quái huyết ngược hành hung. Khiếp sợ. 88 nói ma ngân, luyện ngục chân ma thể phản tổ, trưởng khống luyện ngục ma luân mắt nam nhân, bị tân thủ thôn tiểu quái quần ấu chí tử. Cái này cẩu trù hoạch có phải hay không bệnh tâm thần? 88 nói ma ngân khái niệm gì? Phóng tới 3.000 biên giới, tùy tiện một cái biên giới đều có thể cắt cỏ toàn giới vực tồn tại. Cơ bị tân thủ thôn tiểu quái đánh sinh sống không thể tự lo liệu, cái này hợp lý sao? Trò chơi này ngươi vẫn còn muốn tìm hợp lý. Ngươi có phải hay không hát gia? Ta liền hỏi, sáu trắc ra đà đà tộc sao? Nếu như ra nói, lão tử nghĩ xóa nít luyện đà đà tộc. Một, ta cũng cầu vấn ma tộc không có tiền đồ, thực sự không có không 60 tiền đồ, bạo long k 88 nói ma ngân đều bị đánh thành cái này tính tình, ta gan lâu như vậy 86 nói ma ngân, muốn cái này ma ngân để làm gì? Vây xem người chơi toàn bộ nổ, không ít người chơi đều ở đây thổ huyết, nhưng là có số rất ít người chơi, nhưng ở lúc này tiến hành nghĩ lại. Cửu giai thiên hỏa, cửu giai thiên lôi, cửu quỷ vân quỷ thần lưu, cửu tinh sông rõ ràng kiếm lưu, tuyệt đối không kém cái này bốn cái đều là hiện nay phiên bản 33 cấp bậc tồn tại, như vậy, vì sao đánh không lại đà đà cái này tân thủ thôn tiểu quái? Nguyên do rốt cuộc là vì sao? Là cẩu trù hoạch đạo đức không có. Vẫn là cẩu trù hoạch hán ca không hề người hạnh. Nhưng mà, ở số rất ít người chơi nghĩ lại thời điểm, một cái Epsilon beta người chơi lại chậm rãi đứng dậy, trong hai mắt, lóe ra cơ trí quan mang. Epsilon beta thời đại cái gì lưu phái tối cường, ta rốt cuộc đã hiểu. Cho ta một ngày thời gian. Ngày mai, ta sẽ nhường toàn bộ server biết. Epsilon Beta thời đại, chân chính phiên bản 33 rốt cuộc là ai? Cái này Epsilon Beta manh mới chậm rãi đứng dậy, trầm thấp mở miệng. Ai đi? Điên cuồng cẩu ca tại tuyến chạy trốn. Mà một ngày sau, chấn động toàn bộ server một mạng, thậm chí kinh động tinh thần, Speedy Beta cùng không lẳng lơ bắt đầu thua phân nửa chờ, các loại, sở hữu đại lão người chơi, Epsilon Beta Open Server tới nay sự kiện trọng đại nhất xảy ra.